La Quân nao nao, hắn sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chúng ta giống như là sẽ bị làm thịt người sao. Hắn nếu muốn công phu sư tử ngoạm, chúng ta thì cùng hắn giảng giảng đạo lý. Đạo lý hắn cũng không thể không nói a. Trầm Mặc Nùng cả đám cười một tiếng. Bọn họ tuy nhiên có rất nhiều tiền, nhưng cho dù có nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng không ai ưa thích bị người xem như oan đại đầu. Tiến vào nhà trọ về sau, nhất thời một trận mát mẻ chi ý đối diện đánh tới. Cái này nhà trọ cũng nhiều năm rồi. Bất quá bên trong tu, bố trí đều rất không tệ. Tại trong nhà ăn, Trầm Mặc Nùng mời hai cái đầu bếp đến chuyên môn làm đồ ăn. Cho nên bọn họ vừa đến, liền có đầu bếp đến hỏi Trầm Mặc Nùng, có thể lên đồ ăn sao? Đầu bếp này là người Hoa đầu bếp. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, có thể. Cái kia hai tên đầu bếp liền đi bận bịu. Mọi người trước đều tự tìm thuộc về mình gian phòng, đem hành lý buông xuống, chỉnh lý trang dung, thậm chí tắm rửa. Mà La Quân thì ở phòng khách trên ghế salon nhập tọa, hắn cùng Trầm Mặc Nùng ngồi cùng một chỗ. La Quân, bên này hết thảy tình huống đều rất lợi hại mạnh khỏe. Ngươi muốn mở ra cục diện, lấy ngươi tài lực cùng năng lực, ta là không có chút nào hoài nghi. Trầm Mặc Nùng đón đến, nói ra, bất quá có một kiện không tốt lắm sự tình, cái này như không chú ý, liền sẽ rất là phiền phức. Sự tình gì? La Quân hơi kinh hãi, lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, năm đó huyết tộc bị thần đế chu diệt, vốn cho rằng trong thiên hạ, hấp huyết quỷ toàn bộ đều không. Về sau mới biết được, thần đế tiêu diệt huyết tộc bất quá là ngụy huyết tộc. Chánh thức huyết tộc tên đầy đủ gọi là hoàng kim huyết tộc. Thần đế tiêu diệt huyết tộc, những huyết tộc đó có một loại thần kỳ lực lượng, gọi là huyết nguyên chi lực. Nhưng bọn hắn cũng không cần dựa vào hút máu tươi. Nhưng chánh thức hoàng kim huyết tộc, bọn họ thì là dựa vào hút máu tươi đến bổ sung thân thể lực lượng. Càng là tinh khiết huyết dịch, dinh dưỡng càng cao. Nàng đón đến, nói ra, huyết tộc bị thần đế diệt về sau, hoàng kim huyết tộc không cam lòng. Bọn họ cùng những huyết tộc đó cũng là có liên hệ nào đó. Tiếp theo, hoàng kim huyết tộc qua tìm thần đế báo thù. Kết quả lại bị thần đế, Trung Hoa đại đế một đám người trọng thương. Nếu không phải trốn được nhanh, hoàng kim huyết tộc cũng liền bị diệt. Mà bây giờ, hoàng kim huyết tộc chính là chạy trốn tới cái này Bác Nhĩ Châu phía trên. Mà lại, hoàng kim huyết tộc ẩn tàng liền giống như người bình thường, bọn họ cũng thành lập công ty mình, chuyên môn buôn lậu quân hỏa, đồng thời bước chân ngành du lịch. Người bây giờ muốn tới phát triển, khẳng định cũng là muốn có trụ cột sản nghiệp, khẳng định cũng phải kiếm tiền đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên. Thần vực mỗi ngày tốn hao là cách xù, thần vực nếu không kiếm tiền, không có tốt như vậy phúc lợi, cũng sẽ không có như thế đại sức hấp dẫn. Dù sao, muốn lâu dài đặt chân, thứ nhất không có khả năng miệng ăn núi lở. Thứ hai, không có khả năng cường thủ hào đoạt. Hết thảy đều muốn lấy kinh tế, tiền tài tới làm bình thường trật tự. Nếu không liền sẽ là thiên nhân chỗ không dung. Trầm Mặc Nùng nói ra, cho nên, người muốn kiếm tiền, đây không phải là kiếm lời món tiền nhỏ. Người muốn kiếm nhiều tiền, vậy khẳng định thì theo hoàng kim huyết tộc sinh ra xung đột. La Quân mơ hồ nhớ được bản thân đã từng tiếp xúc qua một cái hoàng kim huyết tộc. Lần kia gọi là cơ tinh thân vương cùng mấy cái khác cao thủ muốn vây giết Trần Lăng tiền bối. Kết quả mấy người cao thủ gắt gao, trốn. Cái kia cơ tinh thân vương cũng là đào tẩu. Cái này hoàng kim huyết tộc, thực lực thế nào? La Quân lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, hoàng kim huyết tộc tích xúc thâm hậu, bên trong có khá hơn chút lợi hại thân vương cùng trưởng lão. Còn có hoàng kim huyết tộc huyết hoàng, càng là không thể tưởng tượng a. Người nghĩ, thần đế là dạng gì nhân vật? Năm đó hoàng kim huyết tộc chủ động khiêu khích, thần đế giận dữ. Nếu không phải hoàng kim huyết tộc có chút cân lượng, cái này hoàng kim huyết tộc có thể sống đến bây giờ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là không sai. Hắn đón đến, nói ra, nếu là lúc trước, chúng ta tới nơi này cùng hoàng kim huyết tộc đoạt địa bàn, đó còn là thật là có chút không biết lượng sức. Không thể nói được, muốn đổi vị trí. Nhưng bây giờ, chúng ta còn có Ma La hỗ trợ, chưa hẳn thì sợ bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ý là, thực chúng ta không cần thiết theo hoàng kim huyết tộc nhất định tranh cái cao thấp. Chúng ta có thể tìm nơi khác lại đồ phát triển. Bất kể như thế nào, hoàng kim huyết tộc là cái cường địch. Chúng ta còn không có phát triển thì thụ như thế cái cường địch, đó là được trả bằng mất a. La Quân nói ra, người nói cũng có đạo lý. Trước đó ta cũng nghiên cứu qua rất nhiều nơi, quận Bo là rất không tệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây là đương nhiên, nếu không phải vị trí này không tệ.
hoàng kim huyết tộc cũng sẽ không chiếm cứ nơi này. La Quân nói ra, nơi tốt, sẽ không có cường địch. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, nếu như chúng ta gặp được địch nhân, gặp được khó khăn thì rút đi, đây không phải là ta phong cách. Cạnh tranh sinh tồn, chúng ta là vừa mới xuất sư, nếu là còn chưa bắt đầu thì chuyển di trận địa, đây không phải một dấu hiệu tốt. Tương phản, chúng ta nếu như lựa chọn thỏa đáng, có lẽ hoàng kim huyết tộc sẽ trở thành chúng ta bàn đạp. Dù sao nhiều năm như vậy, hoàng kim huyết tộc đã đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh hoàng kim huyết tộc chủ ý? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, như là đã bắt đầu, ta cũng không muốn lại sợ đầu sợ đuôi. Có thể sử dụng tư nguyên, ta liền muốn sử dụng. Như vậy đi, Mặc Nùng, ngươi bây giờ lập tức đi giúp ta đem Ma La đi tìm tới. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân chủ ý đã định, nàng biết La Quân tính tình rất lợi hại bướng bỉnh, quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Ngay sau đó nàng cũng thì không nói thêm lời, nói, tốt ha, người đem tín vật cho ta. La Quân gật gật đầu, đem màu đen dây lụa cho Trầm Mặc Nùng. Chỉ một lúc sau, mọi người cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đi ra tụ hợp. Từng cái đi qua sau khi tắm, lộ ra sảng khoái tinh thần. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt, rượu vang đỏ, brandy, sâm panh toàn bộ đều có. Cà ri bò, cơm tây, cơm chưa đầy đủ mọi thứ. Còn có phong phú hoa quả. Trầm Mặc Nùng ngồi tại La Quân bên người. La Quân cầm lấy sâm panh, cho trước mặt mọi người cái chén rót. Sau đó, hắn trở lại trên ghế, chính thức nâng chén, nói, đây là một cái bắt đầu mới, cũng là ta La Quân chính thức bắt đầu. Ta rất lợi hại cảm tạ bên cạnh ta có thể có các ngươi đám bằng hữu này cùng huynh đệ. Đây là trời xanh ban cho ta lễ vật tốt nhất. Tại tương lai thời kỳ, mặc kệ có khó khăn dường nào, gian nguy, liền xem như vực sâu vạn trượng, ta cũng đem nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi. Cạn ly, mọi người cảm nhận được La Quân quyết tâm cùng hào hùng, đều là nâng chén. Chạm cốc qua đi, La Quân nói ra, cái này nhà trọ, ta dự định mua lại làm chúng ta tạm thời một cái chỗ ở. Mặt khác, khu vực ta dự định ngay tại khu vực thành thị phồn hoa khu vực mua xuống một tràng cao ốc. Tại khu vực thành thị phồn hoa bên trong, các phương các mặt cũng phải có chỗ cố kỵ, đây là lớn nhất dự tính hay lắm. Trầm Phong biểu thị đồng ý. Mạc Vũ bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến. Bất quá lập tức, Mạc Vũ nói ra, chỉ là nhìn chúng cao ốc nhất định là có chủ, trong cao ốc cũng có rất nhiều cửa hàng tại làm ăn, người ta chưa hẳn chịu bán. La Quân trong mắt lóe lên ngoan sắc, nói, muốn làm đại sự, dung không được lề mề chậm chạp. Chúng ta làm việc. Hiện tại cũng là hai cái nguyên tắc. Thứ nhất, không bạc đãi đối phương, thứ hai, nhất định phải đạt tới mục đích. Bữa cơm này, ăn còn tính là rất là vui sướng. Ăn cơm quá trình bên trong, Trầm Phong nói ra, chúng ta cái trụ sở này, làm sao cũng phải có cái danh hào. Thần đế khu vực còn gọi làm thần vực đây. Vấn đề này, La Quân còn thật sự không nghĩ tới. Dưới mắt Trầm Phong nhấc lên, La Quân nhất thời cảm thấy đó là cái vấn đề. Mọi người có đề nghị gì sao? La Quân nói ra, chúng ta chính là muốn một cái cùng loại thần vực dạng này khu vực, cái tên này, không thể quá nhã cũng không thể quá tục. Cả đám nghe vậy lập tức tới ngay hứng thú. Đây là một loại muốn khai sáng thời đại, chứng kiến lịch sử kích động. Mạc Vũ thủ trước khi nói ra, tựu thần vũ môn. La Quân đang uống nước, nghe vậy một ngụm nước phốc một chút nôn Mạc Vũ một mặt. Mạc Vũ lập tức quái khiếu, nói, ta dựa vào, tam ca. Ngươi có ý tứ gì? Thần vũ môn như thế vui cảm giác. La Quân kém chút nghẹn lại, hắn nói ra, ta mới muốn dựa vào đầu ngươi đâu, thần vũ môn là hàng hành thiên. Cùng ta cửu oán vẫn không có giải qua, ngươi lấy cái thần vũ môn, não tử nghĩ như thế nào? Ha ha, thật đúng là a. Mạc Vũ nói ra, ta liền nghĩ tên của ta bên trong có cái võ, sau đó ta còn muốn lại thần nhất điểm, cái kia chính là thần vũ môn đây. Cái này hàng hành thiên lão thất phu. Cướp ta sáng ý làm gì? Tần Lâm cười mắng, hàng hành thiên thần vũ môn tồn tại 20 năm, người sáng lập thời điểm ngươi còn tại chơi bùn đâu, còn đoạt ngươi sáng ý, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, ta còn muốn tốt. Vậy liền gọi tiên võ môn. La Quân nói ra, lăn, ngươi là rời đi võ tự liền không thể sống. Mọi người cũng là tốt cười. Khoan hãy nói, thực Mạc Vũ biến hóa là rất lớn. Trước kia Mạc Vũ đi theo Ly Jin cái kia gian tà tiểu nhân lúc, hắn là có chút ngạo mạn tự đại tính cách. Nhưng từ khi Mạc Vũ theo Trầm Phong cùng La Quân đám người này về sau, gia hỏa này thì càng ngày càng đậu bỉ.
tuyệt không làm cho người ta chán ghét. Cho nên nói, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, những lời này là rất lợi hại có đạo lý. Đi theo ong mật có thể tìm tới mật ong, đi theo con ruồi có thể tìm tới. Cứt. Đương nhiên, cái này cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là Mạc Vũ vốn cũng không phải là cái gì người xấu. Hắn như là người xấu, lúc trước cũng liền giúp Ly Jin. Đúng là hắn tốt bụng mới khiến cho La Quân một mực đối với hắn không rời không bỏ. Đây là có rất lợi hại đại nhân quả quan hệ. Không nói đến Mạc Vũ đậu bỉ, mọi người sau khi cười xong cũng vẫn là muốn đặt tên. Cái này so cho hài tử đặt tên còn muốn hao tâm tổn trí. Trầm Mặc Nùng cũng bày mưu tính kế, nàng nói, muốn không liền gọi Mặc Nùng môn tốt. Nàng nói nghiêm túc vô cùng. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, người còn có thể hay không chơi đùa. Trầm Mặc Nùng cười ha ha. Lâm Băng nói ra, nếu không chúng ta xếp trong đó, gọi Mặc Băng môn. Nàng đón đến, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, ta chỉ ủy khuất điểm, xếp hạng tại Mặc Nùng phía sau ngươi tốt. Trầm Mặc Nùng lập tức tán thành, nói ra, rất tốt, rất tốt a. Tốt cái rằm a, La Quân nhìn không được bạo nói tục. Tần Lâm trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, Hỗn Nguyên môn thế nào? Hắn nói vẫn tương đối đáng tin, lại nói, Thái Sơ có đạo lúc, hết thảy vì hỗn độn. Hỗn Nguyên cũng là trong hỗn độn lợi hại nhất lực lượng, lão tử, Thông Thiên giáo chủ bọn họ không đều là Hỗn Nguyên thánh nhân sao? Cái này cũng không tệ lắm, La Quân gật đầu, còn nói thêm, bất quá chúng ta còn có thể suy nghĩ lại một chút. Trầm Phong lúc này mở miệng, hắn nói ra, tựu Già Lam Điện thế nào? Già Lam Điện, Mạc Vũ nhất thời tiểu bạch, nói ra, đại ca, Già Lam Điện cái tên này thật kỳ quái a, cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Ta nhìn Tây Du Ký bên trong, Già Lam Thần là cái liền tứ đại thiên vương cũng không bằng tiểu mao thần a. Cái tên này không đủ uy phong a. La Quân mọi người lại là nhãn tình sáng lên. Trầm Phong tính tình lãnh khốc, hắn quét mắt một vòng Mạc Vũ lập tức liền câm như hến. Tần Lâm nói ra, Mạc Vũ, người cái này mù chữ, người bình thường thiếu tán gái, nhìn nhiều sách sẽ như thế nào. Già Lam Thần tại trong truyền thuyết bất quá là Già Lam Điện canh cổng thần tướng mà thôi. Mà Già Lam Điện tại trong truyền thuyết chính là tối thần bí đạo tràng, chính là chư thiên thần Phật hướng tới chi địa. Như thế điểu, Mạc Vũ lập tức nói, cái kia cái tên này tốt. Trầm Phong nói ra, đương nhiên, tam đệ, chuyện này là ngươi chủ đạo. Dạy tên là gì còn muốn ngươi mình thích mới được. La Quân lập tức nói, ta cảm thấy Già Lam Điện thì rất tốt. Tương lai đông đảo môn đồ vào môn hạ ta, liền đều là Già Lam môn đồ. Tần Lâm ha ha một chút, nói ra, cái kia tam đệ ngươi chính là Già Lam Vương. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. La Quân hào khí tỏa ra, nói ra, tương lai, chúng ta đều muốn trở thành tứ đế đồng dạng truyền kỳ tồn tại. Trầm Phong cùng Tần Lâm trong mắt cũng xuất hiện hào hùng chi sắc, bọn họ đứng lên, nói, tốt, chúng ta vì tương lai truyền kỳ mà cạn chén. Uy uy uy, Lâm Băng biểu thị bất mãn, nàng nói ra, các người bọn này thằng nhãi con, có phải hay không đem hai chúng ta nữ trung hào kiệt cấp quên? Đừng quên, các người tu vi cũng không bằng chúng ta tốt ha. Lâm Băng cũng coi là uống mở, nàng hôm nay lộ ra thật cao hứng. Mọi người cười ha ha. Mạc Vũ lại có chút ngượng ngùng. Hắn lớn nhất rồi nói ra, vậy các ngươi đến lúc đó nhớ kỹ mang ta trang mang ta bay a. Cái này vừa nói, mọi người lại lần nữa cười to. Thế là, danh tự một chuyện cứ như vậy định. Đến tại cái gì Già Lam Vương bên trong, cái này tự nhiên là chuyện Tiếu Lâm. Sự nghiệp còn không có xuất phát, trước cho mình xưng vương, cái kia phải là nhiều không thành thục một sự kiện. Rộng rãi chữ lương, cao tường, chậm xưng vương. Đây mới là thượng sách. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã tối. Màn đêm buông xuống, quận Bo cái thành phố này tiến vào ban đêm huy hoàng. Tại quận Bo, sống về đêm cũng là phi thường phong phú cùng náo nhiệt. Rất nhiều du khách, riêng là độc thân du khách đều sẽ thích ở chỗ này đến bên trên một đoạn dị quốc phong tình hành trình. Vui vẻ qua về sau, đường ai nấy đi. Nơi này ban đêm không khí phi thường tốt. Cẩn thận hô hấp, có thể cảm giác trong không khí có loại ngọt lịm vị đạo. Vậy đại khái cũng là bởi vì nơi này đối xe riêng chiếc hạn chế rất cao, mà lại tại hàng ô phương diện là rất cẩn thận. Nơi này là không có cái gì công nghiệp sản xuất, cho nên không khí mới sẽ như thế tốt. Mà lại, quận Bo xanh sạch hóa cũng phi thường tốt. Cái thành phố này là khiến người ta đến thì không muốn đi thành thị. Bất quá người bên ngoài miệng muốn ở lại nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
không ngừng muốn có tiền, còn muốn có quan hệ. Quận bo người địa phương cũng không quá ưa thích người bên ngoài thời gian dài ở lại. Bọn họ ưa thích người bên ngoài mang đến kinh tế thu nhập, nhưng trên thực tế cũng rất bài ngoại. Trầm Mặc Nùng tại sau khi ăn cơm xong, liền muốn rời khỏi. Nàng muốn đi tìm Ma La. La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là bởi vì uống không ít rượu. Hắn ngay sau đó nói ra, buổi sáng ngày mai lại đi thôi, dù sao cũng không vội tại nhất thời. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta cái này một nhóm lớn người Mãnh Long quá giang mà đến, không có khả năng không làm cho huyết tộc chú ý. Ma La sớm ngày đến, chúng ta thì nhiều một phần ổn định tính. Cho nên, chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ, ta vẫn là cái này liền đi đi. Nàng đón đến, nói ra, ta sẽ để cho ta thủ hạ đến cùng các ngươi báo cáo gần nhất thu hoạch cùng tình báo. Chúng ta đều là tu hành chi nhân, điểm ấy mệt nhọc không tính là gì, cũng đừng lề mề chậm chạp. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng tâm ý đã quyết, liền nói ra, vậy được rồi, ta lái xe đưa ngươi. Từ quận bo đến Thụy Sĩ thủ đô Bơn chỉ có thể lái xe cùng ngồi xe lửa, trong lúc này không có phi cơ có thể ngồi. Đối với La Quân những người này tới nói, lái xe ngược lại tiện lợi một số. Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần, ta mình có thể lái xe. Yên tâm đi, chút rượu này, ta hơi vận công liền có thể trấn áp lại. Câu nói này ngược lại là thật. Đến La Quân bọn họ loại cảnh giới này, uống rượu về sau, có thể nhanh chóng đem rượu tinh bức ra ngoài thân thể. Chính là cảnh sát giao thông dùng đo đạc dụng cụ đến đo, đó cũng là đo không ra rượu cồn đáng. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, La Quân, ngươi bây giờ là nơi này chủ nhân, nơi này còn cần ngươi đến chủ trì. La Quân kiên trì nói ra, không có gì đáng ngại, nơi này có đại ca tại, ta rất lợi hại yên tâm. Có Trầm Phong tại. La Quân xác thực không có gì đáng lo lắng. Trầm Phong trí tuệ là tại La Quân phía trên. Khi ở vào cái kia Nam Dương đảo hoang bên trên, thông qua thần vực khảo hạch lúc, Trầm Phong một người thế nhưng là kém chút đem tất cả mọi người diệt tồn tại a. Lúc này, Trầm Phong cũng nói, Mặc Nùng tiểu thư, vẫn là để tam đệ đưa ngươi đi, hắn là nam nhân, đây là hắn nghĩa vụ, ngươi liền hảo hảo trên xe ngủ một giấc. Gặp Trầm Phong nói như vậy, Trầm Mặc Nùng liền cũng liền cái gì cũng không tốt nhiều lời. Tuy nhiên Trầm Phong tu vi còn không bằng Trầm Mặc Nùng, nhưng là Trầm Phong uy nghiêm lại làm cho Trầm Mặc Nùng cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Mặc kệ là Trầm Mặc Nùng vẫn là Lâm Băng hoặc là Ninh Thiên Đô, bọn họ đối Trầm Phong đều có loại vô hình tôn trọng cùng kính sợ. Đây là Trầm Phong cá nhân mị lực. Sau đó, La Quân thì mở chiếc kia Land Rover đưa Trầm Mặc Nùng qua quận bo, lần này đi 600 cây số, La Quân lái xe. Cũng mặc kệ xe này có phải hay không chạy trong khoảng thời gian, tốc độ bưu nhanh chóng. Đường kia hổ thoải mái dễ chịu độ là không lời nói, Trầm Mặc Nùng ở phía sau dễ chịu nằm. Trong màn đêm, minh dưới ánh trăng, Land Rover như một đạo biểu tiễn tại công lái trên đường. Lại có chút giống như là cô độc đường cái kỵ sĩ. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi đi, tại bác nhĩ trong căn hộ, hết thảy thì đều lấy Trầm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trầm Phong để Lâm Băng nghỉ ngơi trước, hắn mặc kệ. Hắn chính mình cũng không làm cái gì, chỉ là hỏi một chút Tần Lâm, tu vi tiến triển như thế nào. Tần Lâm ăn cái kia một cái thiên đan về sau, tu vi đã có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể tiến vào hóa thần chi cảnh. Mạc Vũ đối quận bo rất là hiếu kỳ, nghĩ đến lái xe đi ra ngoài chơi. Bất quá Tần Lâm muốn luyện công, không bồi Mạc Vũ. Mạc Vũ cũng không dám tìm đại ca Trầm Phong. Con hàng này thế mà qua tìm Lâm Băng dạo phố. Chỉ tiếc, Lâm Băng mặc dù là nữ nhân, nhưng đối dạo phố hứng thú cũng không lớn, một nói từ chối Mạc Vũ. Mạc Vũ gọi là một cái tịch mịch như tuyết a, hắn liền muốn lấy một người ra ngoài đi dạo. Nhưng lúc này, Trầm Phong ngăn cản Mạc Vũ. Thành thật một chút, về đi ngủ, đừng gây chuyện, Trầm Phong quát lớn Mạc Vũ. Mạc Vũ không khỏi phiền muộn, hắn biện giải thích, đại ca, ta thì đi ra ngoài chơi một chút. Làm sao lại gây chuyện đâu. Trầm Phong lại là không để ý tới Mạc Vũ, quay người thì trở về phòng qua. Mạc Vũ liền biết mình nói cái gì đều vô dụng, hắn đối Trầm Phong kính yêu nhất, lại sợ nhất. Ngay sau đó ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. 9 giờ tối, bác nhĩ nhà trọ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trầm Phong làm theo trong phòng nghiên cứu Trầm Mặc Nùng trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến tình báo cùng tư liệu. Hắn cũng nhìn ra, Hoàng Kim huyết tộc đã đem quận bo hoàn toàn thẩm thấu. Phía bên mình muốn phát triển, nhất định phải cùng Hoàng Kim huyết tộc là địch.
đây là như nước với lửa một loại cục diện. Tam đệ bên này là muốn mãnh long quá giang, mà hoàng kim huyết tộc làm theo là địa đầu xà. Địa đầu xà là sẽ không cho phép người khác đến vơ vét qua giới. Trầm Phong âm thầm đau đầu, hắn biết huyết tộc lực lượng còn không phải mình đám người này có thể chống lại. Trầm Phong liền biết, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào Na Ma La Đại Đế. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trầm Phong khẽ nhíu mày, chính mình đám người này tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tại sao có thể có người đến thông cửa đâu? Trầm Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào trong phòng khách. Lúc này, Tần Lâm, Lâm Băng, Mạc Vũ ba người cũng đi ra. Trầm Phong mở cửa ra. Trong phòng khách ánh đèn trắng như tuyết một mảnh, ngoài cửa lớn đứng là quận bo người địa phương. Hết thảy ba người, một cái là lão bản, hai cái là tay chân bộ dáng ra hỏa. Người lão bản này nhìn khoảng 40 tuổi, ánh mắt hắn rất nhỏ, lộ ra rất là khôn khéo. Lão bản nhằm vào người Hoa làm ăn, hoa ngữ rất là lưu loát. Hắn liếc nhìn trong khi liếc mắt, lại liếc nhìn Trầm Phong mấy người, sau đó sắc mặt biến không dễ nhìn. Hắn nhíu mày nói ra, ta rất muốn nhà không phải thuê cho các ngươi mấy người này. Các ngươi là chỗ ấy đến loạn thất bát tao người. Trầm Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi có việc. Lão bản nhíu mày nói ra, ngươi là Trầm Mặc Nùng người nào? Trầm Phong nói ra, bằng hữu, làm sao? Lão bản nói ra, bảo nàng đi ra cùng ta nói chuyện. Nàng không tại, ngươi có gì có thể cùng ta đàm? Trầm Phong nhạt lạnh nói ra. Cùng ngươi đàm, lão bản lại là không chút nào sợ Trầm Phong, hắn khinh miệt nói ra, cùng ngươi đàm, ngươi làm được người sao? Trầm Phong nói ra, không sai. Người lão bản này gọi là Ryan, Ryan ở chỗ này cũng coi là cái nho nhỏ địa đầu xà, hắn gặp người bên ngoài nhiều. Biết ra địa người tới nơi này đều không có bối cảnh gì, có thể tùy tiện khi dễ. Mà lại hắn cùng sở cảnh sát đám cảnh sát quan hệ cũng rất không tệ. Ryan nghe Trầm Phong nói làm được người, lập tức liền nói, trước đó Trầm Mặc Nùng cũng không có nói có các ngươi nhiều như vậy loạn thất bát tao người vào ở đến, hiện ở cái này tiền thuê muốn lên tăng. Ngươi trước cho ta cầm 1.000 euro tới. Không phải vậy lời nói, lập tức toàn bộ dọn ra ngoài. Ta dựa vào, Mạc Vũ là cái bạo tính khí, nói, tạp chủng ngươi thiếu ăn đòn đúng hay không? Ryan cười lạnh một tiếng, nói, thằng nhãi con, nơi này có thể không phải là các ngươi hoa hạ, ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, đắc tội ngươi Ryan đại gia ta, để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Mạc Vũ, Trầm Phong quát lớn một tiếng. Mạc Vũ liền nhịn xuống qua. Trầm Phong nhạt lạnh nhìn lấy Ryan, nói ra, Mạc Nùng thuê lớn như vậy cái nhà trọ, không thể nào là nàng một người ở. Trước đó nàng đã trả cho ngươi 3.000 euro, đây là nói xong hiệp nghị. Bây giờ, ngươi đột nhiên phải thêm thuê, trong thiên hạ chỉ sợ không có dạng này đạo lý. Nhà là ta muốn thế nào thì làm thế đó. Không phải vậy ngươi lăn à, Ryan rất hung ác. Trầm Phong nói ra, muốn chúng ta đi, có thể. Ngươi thứ nhất muốn đem 3.000 euro còn tới, thứ hai, ngươi phải bồi thường trái với điều ước phí, còn có chúng ta tinh thần tổn thất phí, những này phí dụng, ngươi phải bồi thường 1.000 vạn euro. Ta nhìn ngươi là điên, người điên, Ryan nghe vậy không khỏi cười lạnh. Trầm Phong cười lạnh, đột nhiên nhất đại tát tai quất tới, một bàn tay đem Ryan hàm răng đánh bay 5 viên ra ngoài. Ryan lập tức sưng thành đầu heo, gia hỏa này hét thảm lên. A, đánh cho ta cái này tạp chủng. Ryan vội vàng sai sử thủ hạ. Cái kia hai người thủ hạ lập tức hướng Trầm Phong đánh tới, thiết quyền vù vù rung động. Trầm Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên thì xuất thủ. Phanh phanh. Trầm Phong bắt hai cái này tay chân, phân biệt bắt bọn hắn lại đầu lâu, sau đó va chạm. Nhất thời, hai tên thủ hạ đầu đụng nát, não hoa trắng bóng siêu dẫn ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Hai tên thủ hạ này tại chỗ thì chết thảm. Lần này, cái kia Ryan nhất thời thì dọa đến mắt trợn tròn. Lần này, ngay cả Tần Lâm, Lâm Băng, Mạc Vũ bọn người giật mình. Không nghĩ tới Trầm Phong thế mà động thủ thì giết hai cái người. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là người điên sao? Trầm Phong đi vào Ryan trước mặt, nói ra, hiện tại, ngươi nhất định phải bồi thường ta 1.000 vạn euro, nếu như bồi thường không ra, thì dùng cái này nhà trọ gán nợ. Nếu như ngươi lại không nguyện ý, ta thì giết ngươi. Dù sao giết hai cái cùng giết ba cái cũng không có khác nhau. Ryan cảm thấy cái này Trầm Phong quả nhiên là người điên, hắn thế mà sợ hãi đến nói không nên lời một câu. Xem ra ngươi là không nguyện ý,
vậy ngươi thì đi chết đi. Trầm Phong nói xong cũng muốn giết Ryan. Hắn nhưng là thật làm được. Nói trở lại, đây mới là Trầm Phong tránh thức bản tính. Ryan cảm nhận được Trầm Phong sát ý, nhất thời dọa đến té cứ té đái. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cái này còn tạm được, qua tìm người tới thu thập thi thể. Cho ngươi thời gian 10 ngày, đem nhà trọ chuyển nhường lại. Trầm Phong nói ra. Ryan như gặp đại xá, vội vàng hai lăn lẫn bỏ rời đi. Hắn một sau khi đi, Lâm Băng tới nhíu mày nói ra, là sư đệ, hắn nhất định sẽ báo động. Trầm Phong từ tốn nói, ta biết. Vậy ngươi còn, Lâm Băng không hiểu, nàng đón đến, nói ra, hai cái này tay chân cũng tội không đáng chết a. Trầm Phong nói ra, Lâm Băng sư tỷ, hết thảy ta từ sẽ giải quyết, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Hắn lại là không nguyện ý nhiều lời. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, Mạc Vũ cùng Tần Lâm vội vàng hòa giải, sư tỷ, đại ca chính là như vậy tính cách, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Mạc Vũ nói ra, Lâm Băng ngược lại cũng sẽ không theo Trầm Phong tức giận, nàng thở dài, trở về phòng nghỉ ngơi. Sau 20 phút, nhà trọ bên ngoài xe cảnh sát gào thét. Chỉ một lúc sau, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại, hết thảy 12 tên cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ra. Dẫn đường chính là Ryan. Ryan chỉ đứng tại cửa ra vào Trầm Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ, hắn hoảng sợ nói ra, cũng là hắn giết người, các ngươi nhìn, thi thể còn ở nơi này. Cái kia hai tên tay chân thi thể trên mặt đất nằm, thật là vô cùng thê thảm. Trầm Phong mấy người lại là không có thu thập. Toàn bộ giơ tay lên, cầm đầu leo cảnh quan nghiêm nghị quát. Thập nhị chi tối om họng súng nhắm chuẩn Trầm Phong ba người. Mạc Vũ, nhị đệ, đem bọn hắn thương toàn bộ giao nộp. Trầm Phong nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, đại ca, Mạc Vũ cùng Tần Lâm lập tức liền như gió lốc sông đi vào. Chỉ một lúc sau, hai người trên tay cầm lấy thập nhị chi thương đến Trầm Phong trước mặt. Leo cảnh quan một đám người nhất thời mắt trợn tròn, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bọn họ hoàn toàn thì phản ứng không kịp a. Mà lúc này, càng trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Càng trợn mắt hốc mồm một màn chính là Trầm Phong đem thập nhị chi thương cầm trên tay, hai tay một vò. Trong nháy mắt, cái kia thập nhị chi thương liền bị Trầm Phong vò thành một cục sắt vụn. Mà càng hung mãnh là, Trầm Phong không có đình chỉ, tiếp tục vò. Hắn giữ ngón tay khe hở chảy ra chất lỏng màu đen tới. Đây là hóa thiết thành bùn thần thông A. Hoa hạ công phu, có cảnh sát ngạc nhiên kêu lên. Bất quá hắn nói là tiếng Ý. Này môn lời nói Trầm Phong cũng là nghe không hiểu. Nhưng nghe không hiểu cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhìn biểu tình cũng đã biết nói đại khái là cái gì. Một bọn cảnh sát bị Trầm Phong chiêu này hoàn toàn dọa sợ. Còn có cái kia Ryan. Ryan hoảng sợ ngây ra như phỗng, Trầm Phong hướng phía Ryan dày đặc cười một tiếng, Ryan liền ngay tại chỗ hoảng sợ ngất đi. Sau đó, tiếp xuống sự tình cũng liền đơn giản. Trầm Phong uy hát Iota cái này 12 tên cảnh sát, dù sao cũng là hai loại thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Một là đem bọn hắn toàn bộ giết, dù sao đã giết hai cái, lại nhiều giết mấy cái cũng không quan trọng. Thứ hai là bọn họ hỗ trợ đem chuyện này che giấu quá khứ, như vậy Trầm Phong làm thù lao, sẽ cho không ai 20 vạn euro. Là lựa chọn chết vẫn là lấy tiền, đó cũng không phải một đạo lựa chọn khó khăn đề. Một chúng cảnh sát nhìn lấy cái kia địa bên trên thi thể, liền biết Trầm Phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Sau cùng leo cảnh quan thương lượng với thủ hạ về sau, đồng ý Trầm Phong ý kiến. Thế là, tiếp xuống một màn, chính là cái này một bọn cảnh sát hỗ trợ để che giấu thi thể, thiêu hủy chứng cứ. Cái kia leo cảnh quan đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn hướng Trầm Phong lặng lẽ đề nghị, cái này Ryan cũng phải chết a. Trầm Phong từ tốn nói, ta từ có sắp xếp, các ngươi theo dõi hắn một điểm, nếu là hắn làm loạn, liền đem hắn giết. Leo nói ra, tốt, tiên sinh. Hai người là dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Thụy Sĩ là hơn một cái quốc gia loại ngôn ngữ quốc gia, có nói tiếng Đức, có nói tiếng Ý, có nói tiếng Anh. Cái này cần xem bọn hắn phân bố tại cái kia khu vực. Mà quận Bo cũng là cái nói tiếng Anh thành thị. Một đám cảnh sát lấy tiền, bọn họ cùng Ryan rất nhanh liền rời đi. Những người này sau khi rời đi, Mạc Vũ lo lắng nói ra, đại ca, bọn họ có thể hay không hướng lên trên mặt báo cáo. Sau đó phái đại bộ đội đến vây quét chúng ta. Sẽ không, Trầm Phong nói ra. Mạc Vũ không khỏi kỳ quái, hắn nói ra, đại ca, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tần Lâm ở một bên nói ra, Mạc Vũ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao?
Cái kia gọi là leo cảnh quan cũng là thủ đoạn độc ác nhân vật, mà lại hắn rất lợi hại tham lam. Về sau, đại ca cũng lặng lẽ nói với hắn, sẽ cho hắn 100 vạn euro. Người yên tâm đi, leo sẽ làm định chuyện này. Mạc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong nháy mắt thì cảm thấy mình IQ cùng đại ca, nhị ca quá sai biệt cách. Cái này chàng nhà trọ, giá trị thực cũng liền không sai biệt lắm 200 vạn euro, nếu muốn mua, 200 vạn euro là dư xài. Trầm Phong hướng Mạc Vũ nói, ngươi nói ta vì cái gì không tuyển chọn hướng Ryan mua sắm, ngược lại phải phí nhiều trắc trở. Mạc Vũ lập tức nói, bởi vì Ryan đáng hận. Trầm Phong nói ra, đây là một, hai, tuy nhiên ta vẫn là hoa 200 vạn euro, nhưng leo cảnh quan về sau nhưng chính là ta người. Đây là một cái quan hệ vi diệu. Nhưng không thể không nói, Trầm Phong nói không sai. Đây chính là Trầm Phong thủ đoạn. Cái kia nhà trọ tại leo cảnh quan trợ giúp dưới, rất nhanh liền sang tên đến La Quân danh nghĩa. Không sai, thì là La Quân danh nghĩa. Trầm Phong là đến cho La Quân hỗ trợ, chắc chắn sẽ không muốn phòng này. Mà tại nhà sang tên về sau, Ryan rất nhanh liền phát sinh tai nạn xe cộ, chết. Đây là Trầm Phong bày mưu đặt kế. Cũng là leo cảnh quan ra tay. Kể từ đó, leo cảnh quan nhất định là vô pháp sạch sẽ. La Quân thì là tại sáng ngày thứ hai thì trở lại bác nhĩ nhà trọ. Hắn cũng từ Trầm Phong miệng bên trong biết đã phát sinh hết thảy. Tuy nhiên La Quân không quá tán đồng đại ca thủ pháp làm việc, nhưng hắn cũng biểu thị tôn trọng. La Quân tiếp lấy lại làm một việc, chuyện thứ nhất cũng là đem bác nhĩ nhà trọ đổi tên là Già Lam nhà trọ. Chuyện thứ hai, La Quân tại quận Bò Đông đường phố Phồn Hoa trung tâm, đem một tòa thế gia Sega cao ốc mua sắm. Tòa này thế gia Sega cao ốc hết thảy 28 tầng, tổng diện tích có 48,692 m². Về phần là muốn làm gì sinh ý, La Quân còn không nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn hành sự cũng là quyết đoán bá lực người, mua xuống trước đến lại nói. Mua thế gia Sega cao ốc hết thảy hoa 300 triệu euro. Cái giá tiền này, so giá thị trường muốn hơi thấp như vậy một số. Nhưng là người bán lại rất tình nguyện. Đây cũng không phải Trầm Phong bọn họ ép buộc người bán, mà là bởi vì La Quân là duy nhất một lần thanh toán tiền. Mua thế gia Sega cao ốc về sau, La Quân trên tay cơ bản thì không có nhiều tiền. Đại khái còn thừa lại 2 ức không đến euro. Bất quá, tiền phương diện này, La Quân tạm thời còn không có gì lo lắng. Thế gia Sega cao ốc trong cùng một lúc, cũng chính thức bị đổi tên là Già Lam cao ốc. Ngay sau đó, La Quân để Già Lam trong cao ốc thương gia, văn phòng chờ một chút, toàn bộ rời xa Già Lam cao ốc. Hắn cho nhất định bồi thường cùng thời gian nhất định đến để hoàn thành chuyện này. Mua xuống Già Lam nhà trọ cùng Già Lam cao ốc, đây là hai chuyện lớn. Nhưng La Quân tại trong vòng 3 ngày thì hoàn thành dạng này sự tình. Phần này bá lực cùng quyết đoán, rất nhanh liền gây nên Hoàng Kim huyết tộc chú ý. Vào lúc ban đêm, tại Già Lam trong căn hộ. La Quân một đoàn người đang ăn bữa tối, lúc này, bên ngoài đến một cỗ màu đen xe Mercedes. Chiếc này xe con ngừng trong sân. Viện tử đại môn là không có đóng lại. Sau đó, màu đen xe con cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một tên chừng 25 tuổi, anh Tuấn người da trắng nam tử. Nam tử này sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Nhưng hắn dài có chút anh Tuấn. Trông thấy hắn thứ nhất mắt, liền sẽ để người nhớ tới mộ quang thành bên trong hấp huyết quỷ. La Quân bọn người rất nhanh cũng liền thấy tên nam tử này, bọn họ cũng lập tức liền kết luận, người này là Hoàng Kim huyết tộc người. Nam tử chậm rãi mà vào, lộ ra cực kỳ thân sĩ. Hắn đi vào trước mặt mọi người, đầu tiên là ôm ngực thi lễ, sau đó không phải thường khách khí nói ra, rất xin lỗi, ta quấy rầy các vị dùng cơm. Hắn nói là cực kỳ lưu loát hoa ngữ. Ta đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Varai, là DK Kang gia tộc người hầu. Hôm nay ta tới, là muốn hướng tiên sinh nhóm gửi đi mấy chương thiếp mời. Varai nói xong cũng xuất ra không ít thiếp mời, sau đó cho La Quân bọn người trình lên. La Quân tiếp nhận cái này thiếp vàng thiếp mời, phía trên viết đại khái ý tứ chính là, ngày mai ban đêm, DK Kang gia tộc chủ nhân tại DK Kang gia tộc thiết yến, mở tiệc chiêu đãi La Quân tiên sinh, Trầm Phong tiên sinh, Lâm Băng tiểu thư, Chớ Vũ tiên sinh, Tần Lâm tiên sinh dự tiệc. DK Kang gia tộc liền chính là Hoàng Kim huyết tộc. Điểm này, mọi người lại là biết. La Quân đứng lên, hắn hướng Varai mỉm cười, nói ra, tốt, mời thay ta hồi phục chủ nhân nhà ngươi, ngày mai ta hội đúng giờ tham gia. Cảm ơn, Varai cười một tiếng, nói ra,
ngài là vị thân sĩ. Hắn đón đến, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy các vị dùng cơm. Hắn nói xong xoay người rời đi. Xin đi thong thả, La Quân nói ra. Varai sau khi đi, La Quân bên này lâm vào một loại ngưng trọng bầu không khí. Trầm Phong đầu tiên trầm giọng nói ra, Đê Kê Cang gia tộc xem ra là muốn thăm dò chúng ta mảnh. Lâm Băng làm theo nói ra, mở tiệc chiêu đãi địa điểm là Đê Kê Cang gia tộc, nơi đó là bọn họ xào huyệt, chúng ta chuyến đi này, chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp. Ngày mai chỉ có một mình ta qua, La Quân trầm giọng nói ra, vừa rồi ta hồi phục Varai cũng là nói ta một người qua. Như vậy sao được, Mạc Phố Thủ trước khi nói ra, quá nguy hiểm, Tam Ca, ta đi chung với ngươi. Người đi cũng bất quá là nhiều cái chịu chết người. Trầm Phong cho Mạc Vũ dội nước lạnh. Mạc Vũ không khỏi nghẹn lời. Lâm Băng nói ra, như vậy đi, La Quân, ta cùng ngươi qua. Trầm Phong nói ra, đều không cần, liền để Tam Đệ một người đi thôi. Hắn có năng lực xong. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta ngày mai bốn phía tản ra, che giấu. Nếu là Tam Đệ xảy ra chuyện, liền để Đê Kê Cang gia tộc sản nghiệp gà chó không yên. Đây là một loại biến tướng uy hiota. Lâm Băng nhíu mày, nói ra, có thể La Quân như xảy ra chuyện, vậy chúng ta làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, sư tỷ. Đê Kê Cang gia tộc đã không có có khí thế hung hung đến đây, ngược lại là mở tiệc chiêu đãi ta, cái này đã nói lên bọn họ rất lợi hại chú ý cẩn thận. Cho nên, bọn họ lại không làm rõ được chúng ta trước đó, sẽ không tùy tiện ra tay. Ngày mai bất quá là cái thăm dò mà thôi. Lâm Băng gặp La Quân cùng Trầm Phong như thế chắc chắn, nàng cũng liền thoáng an tâm, ngay sau đó liền cũng không nói thêm lời. Sau khi ăn cơm xong, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trầm Phong cái gì đều không nhiều lời, giống như La Quân ngày mai yến hội bất quá là phổ thông yến hội a. Hắn như thế hời hợt, mọi người cũng liền không có lo lắng như vậy. Bất quá Lâm Băng sau khi trở lại phòng, lập tức liền theo Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng điện thoại rất nhanh liền đả thông, Mặc Nùng, người còn bao lâu có thể trở về? Ma La tìm tới sao? Lâm Băng hỏi. Trầm Mặc Nùng bên kia nói ra, chính trên đường trở về, bất quá nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt đến. Lâm Băng trầm mặc xuống dưới. Trầm Mặc Nùng không khỏi bị kinh ngạc, hỏi, chuyện gì phát sinh sao? Lâm Băng cũng không giấu giếm, nói ra, Hoàng Kim huyết tộc người trời tối ngày mai ước La Quân qua dự tiệc, La Quân đáp ứng một thân một mình qua. Ta lo lắng Hoàng Kim huyết tộc kẻ đến không thiện. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nàng nói ra, người để La Quân trước đừng đi, chờ đến chúng ta trở về, sau đó lại nói. Lâm Băng thở dài, nói ra, La Quân cùng Trầm Phong đều là bướng bỉnh con lừa, ta chỗ nào thuyết phục bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói, ta tới cấp cho La Quân gọi điện thoại. Lâm Băng nói, quên đi, La Quân ngươi còn không hiểu. Ngươi nói chuyện, hắn lại phải cảm thấy hai chúng ta là nữ nhân kiến thức. Bất quá ta nhìn La Quân rất lợi hại chắc chắn, chỉ sợ trong lòng của hắn có hắn kế hoạch, chúng ta vẫn là tôn trọng hắn đi. Trầm Mặc Nùng trầm mặc xuống dưới, nàng đối La Quân vẫn là rất lợi hại giải. Biết La Quân thông minh vô cùng, ngay sau đó cũng chỉ có thể tín nhiệm La Quân. Giờ này khắc này, Hoa Hạ, Yến Kinh. Yến Kinh vừa mới vào đêm. Hiện tại đã là tháng 5, khí trời dần dần nóng bức đứng lên. Bất quá Yến Kinh ban đêm vẫn là như thế tràn ngập hàn ý. Đêm nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ. Là chân chính dạ hắc phong cao A. Trần Diệc Hàn một thân một mình lấy chuyến bay đi vào Yến Kinh phi trường quốc tế. Hắn là thân thể đến đây, cho nên vô pháp phi hành. Hắn ngưng tụ nguyên thần, ngược lại là có thể ngao du bầu trời. Bất quá, Trần Diệc Hàn rất ít nguyên thần ngao du. Bởi vì hắn vẫn là sợ vạn nhất đến đạo sấm sét bắt hắn cho đánh chết. Hắn dù sao còn không có Trần Thiên Nhai bọn họ như thế bản sự. Trần Thiên Nhai bọn họ có thể cảm nhận được sấm sét, trực tiếp tản ra nguyên thần, đem nguyên thần hóa thành vô số phân tử. Trần Diệc Hàn thì còn kém như vậy một chút hỏa hầu a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Diệc Hàn đến Yến Kinh cũng không phải vì làm đừng. Hắn là vì Tư Đồ Linh Nhi mà đến. Lâm Văn Long tình báo nói cho hắn biết, La Quân một đoàn người đều qua quận Bo. Bao quát Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Đối phó Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng, Trần Diệc Hàn không phải rất gấp. Mặt khác, Lâm Văn Long tình báo còn nói cho Trần Diệc Hàn, La Quân còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Theo thứ tự là Lâm Thiến Thiến cùng Đinh Hàm.
Lại thêm, còn có Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh, những nữ nhân này đều là La Quân quan tâm. Có thể nói đều là La Quân tử huyệt. Trần Diệc Hàn nghe xong không khỏi long tâm cực kỳ vui mừng, đến một lần cảm thấy nhiều mỹ nữ như vậy, toàn bộ bắt trên tay khẳng định không tệ. Thứ hai, những mỹ nữ này đều là La Quân tử huyệt, cái kia chộp tới liền càng thêm kích thích. Trần Diệc Hàn quyết định trước hết nhất đối phó Tư Đồ Linh Nhi, bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mới là La Quân thê tử nha. Cái này Lục Mạo Tử, khẳng định phải mang La Quân sống không bằng chết. Trần Diệc Hàn ra phi trường, liền lấy sĩ tiến về Tư Đồ công quán. Trong bóng đêm, Trần Diệc Hàn như lão tăng nhập định. Tư Đồ công quán bên trong, Tư Đồ lão gia tử đang trong sảnh dưỡng thần. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Một loại điềm xấu cảm giác từ trong lòng của hắn bốc lên đi ra. Thế nào, lão gia? Ngô Bá ở một bên hầu hạ, thấy thế lập tức hỏi. Tư Đồ lão gia tử trầm giọng nói ra, đại sự không ổn. Lão gia, ngài vì sao lại nói như vậy? Ngô Bá bị kinh ngạc. Tư Đồ lão gia tử nói ra, người qua 50 liền chi thiên mệnh. Ta đến thanh này niên kỷ, tu vi bên trên rất khó lại có chỗ tạo hóa. Nhưng là đối sự vật mẫn cảm lại không có mấy người so ra mà vượt. Ta có dự cảm, có một cái phi thường cường đại địch nhân đang tới. Ngô Bá hãi nhiên thất sắc, nói ra, ngài cũng vô pháp tới sao? Tư Đồ lão gia tử lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không cách nào tới. Ngô Bá nói ra, cái kia có thể như thế nào cho phải? Nếu không chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tư Đồ lão gia tử nói ra, vô dụng, trốn không thoát. Ngô Bá sắc mặt trắng bệch, nói ra, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngươi nhanh đi đem Linh Nhi cùng Tiểu Ngả Lệ hơi gọi qua. Tư Đồ lão gia tử phân phó nói. Vâng, lão gia, Ngô Bá vội vàng qua. Tư Đồ Linh Nhi cùng Ali hơi chính trong phòng ngủ, Ali hơi tại hội họa, mà Tư Đồ Linh Nhi tại yên tĩnh nhìn lấy phim hoạt hình. Phim hoạt hình thả là Hồng Thỏ Lam Miêu. Liền cũng tại lúc này, Ngô Bá thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thiếu tiểu thư, Ali hơi. Ngô ra ra, Ali hơi nghe được Ngô Bá thanh âm, lập tức vui sướng qua mở ra cửa phòng ngủ. Ngô Bá đứng tại ngoài cửa phòng, lại không tiến vào. Hắn sờ sờ Ali hơi đầu, sau đó lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, thiếu tiểu thư, lão gia có việc gấp mời ngươi cùng Tiểu Ngả Lệ hơi đi qua một chuyến. Tư Đồ Linh Nhi nao nao. Theo rồi nói ra, tốt. Nàng tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng là thông hiểu lý lẽ. Nàng biết ra ra luôn luôn trầm ổn, như nói có chuyện gấp, khẳng định thì thật có việc gấp. Ngay sau đó, Tư Đồ Linh Nhi mặc vào áo khoác, dắt Ali hơi tay liền hướng thiên điện mà đi. Thiên điện bên trong, Tư Đồ Linh Nhi cùng Ali hơi đi vào Tư Đồ lão gia tử trước mặt. Ra ra, Tư Đồ Linh Nhi hô một tiếng. Ali hơi nhu thuận hô, thái ra ra. Ngoan. Tư Đồ lão gia tử cười tủm tỉm xông Ali hơi nói ra. Hắn đón đến, sau đó lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta có một loại rất lợi hại cảm giác không ổn. Loại cảm giác này là hướng về phía ngươi đến, địch đến người rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời bị kinh ngạc, nàng không khỏi kỳ quái nói, ta bây giờ chính là thần vực người, người nào có gan tới đụng đến ta. Tư Đồ lão gia tử nói ra, lời tuy không sai, thực ta cũng kỳ quái. Đến họp là phương nào cường nhân đem mục tiêu nhắm chuẩn ngươi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là hiện tại chúng ta truy cứu vật này cũng vô sự vô bổ, ta nhìn ngươi là trốn cũng khó có thể đào tẩu. Ta chỗ này có một cái thất sát hồn đan, kịch độc vô cùng. Nếu ngươi chuyện không thể làm, liền đem nó cắn nát uống thuốc độc tự vận đi. Ngươi là La Quân thê tử, nếu ngươi thụ địch người lăng nhục, vậy đối với La Quân tới nói, là vĩnh viễn không thể xóa nhòa sỉ nhục. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ali hơi cũng là giật mình, nàng nắm chắc Tư Đồ Linh Nhi tay. Nước mắt lập tức liền đưa nàng mỹ lệ con ngươi trong suốt tràn đầy. Ali hơi đã mất đi một lần chí thân, nàng đặc biệt sợ hãi lại mất đi Tư Đồ Linh Nhi. Có thể cái này tin giữ đến lại là như thế nhanh, như thế thốt nhiên. Cho nên giờ khắc này, Ali hơi trừ rơi lệ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía Ali hơi. Nàng ngây người. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi hiếm thấy ngồi xổm người xuống qua, nàng dùng chính mình ống tay áo ôn nhu vì Ali hơi lau đi khóe mắt nước mắt. Xưa nay, Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên đối Ali hơi chiếu cố rất tốt. Nhưng là lời nói bên trên lại rất lãnh đạm, có thể Ali hơi là biết được tốt xấu người, cho nên đối Tư Đồ Linh Nhi có loại đặc biệt ỷ lại cùng tín nhiệm. Đây là Tư Đồ Linh Nhi lần thứ nhất như thế ôn nhu.
Có thể Ali hơi lại tình nguyện Tư Đồ Linh Nhi đối nàng hung. Linh Nhi Aji, không muốn chết. Ali hơi kích động dưới, còn nói dạy tiếng Anh. Nàng một câu cuối cùng tiếng Anh phiên dịch chính là van cầu ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nói không ra lời, nàng sau cùng nhẹ nhàng bóp dưới Ali hơi khuôn mặt, sau đó liền đem cái kia thất sát hồn đan để vào trong miệng. Nàng cũng sẽ không cho phép chính mình thanh bạch chi thân bị người làm bẩn. Đó là lưu cho trưởng phu nàng La Quân. Có thể lúc này, Tư Đồ Linh Nhi lại rất muốn nghe nghe La Quân thanh âm. Nàng lấy điện thoại di động ra gọi cho La Quân. Nhưng bên kia lại không cách nào kết nối, chỉ có trong loa manh âm. Giờ này khắc này La Quân, lại là đang gặp phải hoàng kim huyết tộc Hồng Môn Yến. Đây là hắn đi vào quận Bo lần thứ nhất cự đại nguy cơ, hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình trí tuệ đến vượt qua. Cho nên vào đêm khuya ấy bên trong, hắn quan bế điện thoại di động, tâm thần quy nhất, không có chút nào bất luận cái gì lộn xộn tư tưởng. Hắn cũng không biết tại Yến Kinh, vợ mình gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Hắn cũng vĩnh viễn nghĩ không ra, cái kia Trần Diệc Hàn, hắn thân đệ đệ lại là như thế mặt người giả thú, đem lệch ra đầu óc động đến Linh Nhi trên thân. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ thống khổ muốn tuyệt, bởi vì hắn cũng không thể lực ngăn cản đây hết thảy. Nếu như Trần Diệc Hàn thật thành công, như vậy La Quân cả đời nhất định là bi kịch, bi tráng, bi tình, bi thảm. La Quân mẫu thân bị phụ thân hắn Trần Thiên Nhai giết chết. Vợ hắn bị đệ đệ của hắn chỗ gian ô. Mà La Quân bản thân liền là cái ninh chiết bất nạo tính cách. Như vậy, một đêm này, đến lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Giờ này khắc này La Quân, không hề hay biết. Giờ này khắc này Trần Diệc Hàn, đang theo Tư Đồ công quán tới gần. Giờ này khắc này Tư Đồ lão gia tử, cau mày. Giờ này khắc này Ali hơi, cực kỳ bi thương. Bị đâm giờ phút này Tư Đồ Linh Nhi, thấy chết không sờn. Nàng duy nhất tiếc nuối là không thể được nghe lại La Quân thanh âm, không thể gặp lại La Quân nụ cười. Sau 10 phút, Yến Kinh thời gian 8 giờ tối. Trần Diệc Hàn xuất hiện tại Tư Đồ công quán chỗ cửa lớn. Hắn một thân quần áo màu trắng, tựa như là trên 9 tầng trời tiên nhập trần thế. Không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Tư Đồ lão gia tử, Tư Đồ Linh Nhi, Ngô Bá, Ali hơi đều đứng tại phòng khách chính nơi cửa. Bọn họ cũng liền thấy Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn thứ nhất mắt lại đã nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi tuyệt đỉnh mỹ mạo lập tức hấp dẫn đến Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên dục vọng mãnh liệt, đồng thời ẩn tàng tà quang mang. Trần Diệc Hàn vốn là tiên. Nhưng giờ khắc này biến hóa lại làm cho hắn trở thành chính cống ma. Đây là một cái tuyệt đối tiểu ma đầu. Tư Đồ lão gia tử nhìn về phía Trần Diệc Hàn, lạnh giọng nói ra, không biết tôn giá là thần thánh phương nào, hôm nay vì sao muốn đến cùng ta Tư Đồ ra không qua được. Trần Diệc Hàn khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng Tư Đồ lão gia tử, ánh mắt của hắn thủy chung tại Tư Đồ Linh Nhi trên thân. Tư Đồ ra là cái thứ gì, ta cũng không rõ lắm. Trần Diệc Hàn tà tà cười một tiếng. Nói ra, bất quá vị này Linh Nhi cô nương mỹ mạo thật là kinh động ta. Cho nên hôm nay, ta là vì Linh Nhi cô nương mà đến. Tư Đồ Linh Nhi cau mày, Ali hơi dứt khoát đứng ra, nàng ngăn tại Tư Đồ Linh Nhi phía trước, xông Trần Diệc Hàn khóc hô, ngươi là bại hoại, ta hận ngươi. Trần Diệc Hàn nơi đó hội để ý tới Ali hơi loại này tiểu hài tử. Hắn lại là nhìn ngay lập tức ra Tư Đồ Linh Nhi rất là quan tâm Ali hơi. Thế là hắn nhãn châu xoay động. Bỗng nhiên tiện tay tâm phun ra nuốt vào, nhất thời, một cỗ cự lực lôi kéo Ali hơi. Ali hơi trực tiếp bị hút tới Trần Diệc Hàn trên tay. Ali hơi khóc lớn lên. Trần Diệc Hàn đem Ali hơi xách trên tay, hắn nói với Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư, ta tốt chị dâu, trong miệng ngươi ăn thất sát hồn đan. Ngươi muốn tự sát đúng hay không? Nghĩ không ra ta thân ái chị dâu là như thế cương liệt a. Bất quá càng tốt hơn, vậy ngươi tại dưới người của ta dẫy dụa lúc. Ta sẽ cảm thấy càng thêm kích thích. Hắn đón đến, còn nói thêm, thất sát hồn đan độc, ta có thể dùng công lực cho ngươi hút ra tới. Ngươi được rõ ràng, ta không muốn ngươi chết lúc, ngươi muốn tự sát đều là một loại hy vọng xa vời, ha ha. Ngươi là La Quân người nào? Tại sao muốn hô Linh Nhi chị dâu? Tư Đồ lão gia tử trong mắt lóe lên lệ quang. Trần Diệc Hàn nhìn Tư Đồ lão gia tử liếc một chút, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, để ngươi biết cũng không sao. La Quân chính là ta thân ca ca, hôm nay đến, chính là muốn theo chị dâu khoái lạc, để cho ta hảo ca ca có thể an tâm bên ngoài phát triển. Càng là vô sỉ, Tư Đồ lão gia tử bạo giận lên, hắn tức giận phẫn phía dưới,
đột nhiên thì từ trên xe lăn thoát ra. Hắn lúc đầu tuổi già sức yếu, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra cự đại sinh cơ tới. Trong một chớp mắt, hắn như thoát dây cung chi tiễn, thân thể thiểm điện nổ bắn ra hướng Trần Diệc Hàn. Không biết tự lượng sức mình, Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, hắn phất ống tay áo một cái. Trong một chớp mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tư Đồ lão gia tử quét bay ra ngoài. Tư Đồ lão gia tử căn bản không có kịp phản ứng, liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Tư Đồ lão gia tử chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Diệc Hàn cười ha ha, tiếp lấy bắt lấy Ali Hơi, hơi dùng lực. Ali Hơi liền thống khổ kêu thảm một tiếng. Trần Diệc Hàn nói với Tư Đồ Linh Nhi, ta thân ái tốt chị dâu, ngươi là ngoan ngoãn phục tùng ta, vẫn là muốn ta đến dùng sức mạnh. Tuy nhiên ta có thể dùng mạnh, nhưng có chút khoái lạc sự tình, đó còn là được ngươi tự nguyện, mới có tốt tư vị. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới. Nàng tránh thức cảm nhận được bất lực, cũng cảm nhận được Trần Diệc Hàn cường đại. Tại Trần Diệc Hàn trước mặt, nàng thật có loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Tư Đồ Linh Nhi không nói một lời, tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào? Làm như thế nào đi, nàng đã hoàn toàn không biết. Trên đời này có quá nhiều thống khổ, khó khăn. Mà lớn nhất tuyệt vọng thống khổ là đối mặt cường quyền cùng bất công, liền xem như muốn liều mạng, đều không có tư cách này. Người đang tức giận, chịu nhục thời điểm, không thể rút dao thành một nhanh. Đây cũng là một kiện cực thống khổ tuyệt vọng sự tình. Đại không, có thể vừa chết. Có thể lúc này, Tư Đồ Linh Nhi liền câu nói này cũng không thể hò hét, cũng không thể làm đến. Thả Ilovi, ta sẽ cho ngươi muốn. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc qua đi, nói ra. Nàng lộ ra rất là tỉnh táo, cái này một phần tỉnh táo làm người ta giật mình. Trần Diệc Hàn nghe vậy liền buông xuống Ilovi, hắn mỉm cười, nói ra, chị dâu, ngươi là một cái không tầm thường nữ nhân. Ta sẽ để cho ngươi khoái lạc. Ilovi được từ từ, vội vàng chạy như bay đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, ôm chặt lấy Tư Đồ Linh Nhi hai chân, Linh Nhi A-di, Linh Nhi A-di. Nàng trừ hô câu này Linh Nhi A-di, đã không biết nói cái gì hắn lời nói. Vậy liền, mời vào bên trong đi. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn thật sự là giỏi tính toán, kể từ đó, coi như thần đế trách tội xuống, hắn cũng có thể nói Tư Đồ Linh Nhi là tự nguyện. Tư Đồ Linh Nhi cắn chặt môi dưới, trong nội tâm nàng nhớ nhung là, Ilovi là La Quân để cho nàng chiếu cố. Mặc kệ nàng đối Ilovi cảm tình như thế nào, nhưng nàng không thể cô phụ La Quân nhắc nhở. Thật xin lỗi, La Quân, hôm nay ta thân thể bị làm bẩn, ta sẽ không lại sống sót, ta sẽ dùng máu tươi để rửa sạch trên người của ta dơ bẩn. Tư Đồ Linh Nhi ở trong lòng âm thầm nói ra. Tư Đồ lão gia tử thống khổ không chịu nổi, hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lẩm bẩm nói, xúc sinh a. Cái kia Ngô Bá lại đột nhiên ngăn tại Trần Diệc Hàn trước mặt. Ngô Bá lẫm nhiên sinh uy, nói, ta là lão gia hỏa, tuy nhiên không có bản lãnh gì. Nhưng là Linh Nhi ta luôn luôn khi nàng là cháu gái ruột, người muốn thương tổn Linh Nhi, trừ phi từ ta trên thi thể đi qua. Đây là một loại thấy chết không sờn chăn heo. Ngô Bá nghĩ, chính mình cao tuổi rồi, hắn có chết hay không không quan trọng. Nhưng nếu là mắt thấy chủ tử chịu nhục, cái kia chính là hắn lớn nhất sỉ nhục. Lúc này, sinh tử sớm đã dứt bỏ, Ngô Bá phải dùng máu đến rửa sạch cái này một phần sỉ nhục. Quân nhục thần tử a, ngươi quá để mắt chính ngươi, Trần Diệc Hàn từ tốn nói. Hắn sau khi nói xong, ống tay áo vung lên, Ngô Bá phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Không ai có thể ngăn cản đến Trần Diệc Hàn. Tư Đồ Linh Nhi quay người tiến vào lệch sảnh. Tiếp theo từ lệch sảnh qua hành lang, đến trong phòng ngủ. Trần Diệc Hàn không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn tiến vào phòng ngủ về sau, quan bế cửa phòng ngủ. Giờ này khắc này, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Tư Đồ Linh Nhi cùng Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đem trắng như tuyết ánh đèn mở lên, hắn nhìn một chút dưới ánh đèn Tư Đồ Linh Nhi, tại chỗ liền ngây người. Nàng là đẹp như thế, tựa như là thánh khiết tuyết liên hoa. Trần Diệc Hàn hô hấp dồn dập, chị dâu. Cởi xuống quần áo ngươi đi. Hắn lộ ra không kịp chờ đợi. Tư Đồ Linh Nhi nhắm đôi mắt lại, hai giọt trong suốt nước mắt trượt xuống. Nàng bỏ đi áo khoác. Bên trong là màu đen đồ hàng len sam rất mỏng, lại đưa nàng mỹ diệu dáng người hoạt bát tất hiện triển lộ ra. Tiếp tục, ta thân ái chị dâu. Trần Diệc Hàn trong mắt thả ra khó mà che giấu dục vọng ánh sáng. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy cực kỳ gian nan.
nàng đột nhiên thật hận mình bình thường vì cái gì không thêm gấp tu luyện. Nếu là mình cũng có một thân đại thần thông, làm sao có thể đầy đủ như vậy thê thảm. Như thế nào thì như vậy không thể chống đỡ một chút nào. Lại như thế nào có thể thụ dạng này vô cùng lớn vũ nhục. Mắt thấy, Trần Diệc Hàn liền muốn thật xâm phạm Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng vận mệnh thực biết đối La Quân tàn nhẫn như vậy sao? Đáp án là, sẽ không. Liền ở thời điểm này, Tư Đồ Linh Nhi trước mặt không khí bắt đầu sóng gió nổi lên. Từ trường bỗng nhiên điên cuồng quấy, tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, những không khí đó ba động, từ trường quấy, nhất thời tựa như là một trận từ trường phong bạo tại tụ tập. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi ngây người. Tư Đồ Linh Nhi ở sâu trong nội tâm vẫn là có mừng thầm, chỉ cần có biến số, cái kia lại thế nào hỏng bét cũng sẽ không so trước mắt càng thêm hỏng bét. Trần Diệc Hàn trong mắt thả ra hàn quang đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận kia bên trong. Chỉ một lúc sau, từ trường phong bạo rốt cục hình thành một người bộ dáng. Quả nhiên là nguyên thần ngao du, hư không ngưng tụ bản tôn thần thông. Loại thần thông này, Trần Diệc Hàn sẽ, Trần Thiên Nhai sẽ, Trần Lăng cũng biết. Nhưng trước mắt người này, Trần Diệc Hàn cảm thấy rất lạ lẫm. Cái này là cái trung niên người, hắn dài rất lợi hại phổ thông, có chút thấp, dáng người rất lợi hại lớn mạnh. Ngược lại càng giống là trong ruộng nông dân. Nhưng là, trên người hắn tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Mà lại, hắn mặt khiến người ta thấy không rõ lắm, nhìn rất mơ hồ. Ngươi là ai? Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Cút! Trung niên nhân lại là không nguyện ý theo Trần Diệc Hàn nhiều lời một chữ, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ như vậy mắt. Trần Diệc Hàn nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn là tâm cao khí ngạo người, luôn luôn đều là ở trên cao nhìn xuống, ngạo khí lăng nhiên. Nhưng bây giờ lại đến một người như vậy, thế mà không đem hắn khi mâm đồ ăn. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói, người bất quá là nhất tôn hư không nguyên thần, lại dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Hôm nay... ta liền đưa ngươi tôn này nguyên thần đánh tan, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này, thực là rất lợi hại châm chọc. Trần Diệc Hàn nói vừa xong, trung niên nhân đột nhiên xuất thủ. Hắn nắm vào trong hư không một cái. Trần Diệc Hàn liền cảm giác bốn phía khí lưu lọt vào áp bách. Trần Diệc Hàn hãi nhiên thất sắc, hắn vội vàng khu động hung mãnh pháp lực, muốn hóa giải bốn phía áp lực. Nhưng này bốn phía áp lực tựa như là vô cùng đông đúc dịch thể, mà lại không có bất kỳ cái gì khe hở, hắn căn bản không thể hóa giải mở. Ngay sau đó, hư giữa không trung giống như là có một cái bàn tay vô hình đột nhiên đem hắn vị trí hiểm yếu bóp lấy. Trần Diệc Hàn bị sinh sinh nhấc lên. Trung niên nhân rõ ràng đứng tại chỗ bất động, nhưng Trần Diệc Hàn tựa như là bị người bóp lấy vị trí hiểm yếu, chống đỡ ở trên vách tường. Trần Diệc Hàn cảm thấy hô hấp ngạt thở, hắn ra sức muốn giãy giụa. Muốn đá văng ra loại lực lượng này. Nhưng sau cùng hết thảy đều là uổng công. Trần Diệc Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ giới tu di bên trong phóng xuất ra hắn pháp bảo. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Cái này Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là Trần Thiên Nhai pháp bảo, lợi hại cùng cực. Trần Thiên Nhai đau lòng Trần Diệc Hàn, liền đem pháp bảo này cho Trần Diệc Hàn. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là lấy núi lửa bạo phát lực hỏa sát chi tinh, lại dung hợp thần long tinh hồn thối luyện mà thành. Trong này chiếm cứ hai đầu thần hỏa long. Giờ phút này, thần hỏa long vừa ra. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, ánh lửa ngút trời. Toàn bộ phòng ngủ cùng Tư Đồ công quán bị hai đầu hung mãnh to lớn thần long hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tư Đồ công quán liệt hỏa hừng hực, khắp nơi đổ sụp. Trong bóng đêm Tư Đồ công quán chói lọi tới cực điểm, cái này tòa nhà trăm năm khu nhà cũ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Trần Diệc Hàn cũng thừa cơ trốn đi ra bên ngoài. Về phần Tư Đồ Linh Nhi lại là không có việc gì, nàng tại trong nguy cấp, trung niên nhân kia hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp đưa nàng thân thể bao lấy, sau đó cách mặt đất bay ra ngoài. Về phần Tư Đồ lão gia tử bọn người, bọn họ tại phòng khách chính bên trong. Hỏa thế lan tràn không có nhanh như vậy, bọn họ cũng có cơ hội mang Ilovi chạy đi. Cũng may mắn cái này Tư Đồ công quán địa thế vắng vẻ, cho nên nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, lại không tại Yến Kinh thị khu náo ra động tĩnh gì tới. Trần Diệc Hàn tại Tư Đồ công quán ngoài trăm thước cùng trung niên nhân lại lần nữa giằng co. Tư Đồ Linh Nhi thì ở phía sau. Trần Diệc Hàn ý thức được trung niên nhân này lợi hại, hắn cũng không nhiều lời, trong mắt tinh quang bùng lên. Lại là trực tiếp ý niệm cùng hai đầu thần hỏa long dung hợp lại cùng nhau. Giết, Trần Diệc Hàn bạo giống một tiếng.
Hai đầu thần hỏa long phân biệt dài rộng 10 trượng 1 trượng, huyết bồn đại khẩu mở ra, có thể trọn vẹn nuốt vào một con cọp. Chúng nó trong nháy mắt gầm thét đem trung niên nhân vây quanh ở chính giữa. Đây là ly hỏa thần long trận pháp. Trung niên nhân tại trận tâm bên trong, cái kia không khí trở nên 10 phần nóng bỏng lên. Chỗ có lượng nước đều bị bốc hơi, trong không khí có thể đem sắt thép hòa tan. Dạng này trận pháp, không có mấy người cao thủ có thể tiếp nhận. Nhưng là trận pháp này lại không làm gì được trung niên nhân. Trung niên nhân ở chính giữa, không nhúc nhích. Trên mặt hắn liền một điểm mồ hôi đều không có. Ngược lại là trận pháp bên ngoài Tư Đồ Linh Nhi có chút chịu không nổi loại này nhiệt độ, nàng nhịn không được liên tục lui lại. Trần Diệc Hàn lập tức sai sử một đầu thần long trong công kích người trẻ tuổi. Cái kia thần hỏa long hai cái cự móng vuốt lớn bắt lấy trung niên nhân, sau đó hướng hai bên xé rách, lại là muốn đem trung niên nhân trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Bên kia thần long hướng trung niên nhân phun ra tam muội thần hỏa. Trong ngọn lửa là xanh mênh mang diễm quang, loại này thần hỏa, có thể đem huyền thiết trong nháy mắt hòa tan thành nước. Huống chi tam muội thần hỏa vẫn là bày biện ra ba ánh kiếm đồng dạng hình dáng, lực công kích này thì càng khủng bố hơn. Trung niên nhân kia lại là y nguyên đứng tại chỗ, ba ánh kiếm từ trong thân thể của hắn xuyên qua, hắn không hư hao chút nào. Mà đầu kia muốn đem hắn xé rách thành phấn vụn thần hỏa long lại là căn bản xé rách bất động. Ngược lại là trung niên nhân đột nhiên một trưởng vỗ quá khứ. Trong chốc lát, một đạo cự đại trưởng ấn giống như Như Lai Phật Tổ trưởng ấn đánh ra quá khứ. Giống, trưởng ấn bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, còn có giống như thiên đạo không thể trái nghịch uy nghiêm. Một tiếng ầm vang, đầu kia thần hỏa long bị trung niên nhân một trưởng vỗ bên trong, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cái này thần hỏa long trực tiếp bị đánh ra 10 trượng bên ngoài bên trên bầu trời. Cái kia hắc bầu trời tối bên trong nhất thời ánh lửa ngút trời, sau đó lại tứ tán bay khỏi. Cái kia thần hỏa long thế mà bị trung niên nhân nhất trưởng đánh cho hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào ngưng tụ chân thân. Mà đối mặt sau cùng một đầu thần hỏa long, trung niên nhân đột nhiên há mồm, đột nhiên thu nạp. Đây là một cỗ to lớn, vô pháp chống cự hấp lực. Cái kia thần hỏa long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, sau cùng trực tiếp bị trung niên nhân hút vào trong miệng. Trung niên nhân trong bụng hỏa quang hừng hực, cả người hắn đều sắp trở thành ngọn lửa trong suốt thể. Nhưng là rất nhanh, trung niên nhân thì khôi phục bình thường hình thái, hắn hồng quang đầy mặt, lại là cực kỳ thụ sửa. Trần Diệc Hàn thấy thế bị kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời thất kinh nói, ngươi là thần đế. Hắn rốt cục muốn hiểu được, chính mình tu vi đến tam trọng thiên, thông thiên thần hỏa trụ thần hỏa long lại là phụ thân luyện chế, lợi hại đến nghịch thiên cấp độ. Nhưng trung niên nhân này lại nhất tôn hư không nguyên thần liền có thể đem chính mình đánh bại, có thể đem hai đầu thần hỏa long vỡ nát, bản lãnh như thế, trong thiên hạ trừ thần đế, còn có ai có thể. Trung niên nhân chính là thần đế, buồn cười nhất lại là, Trần Diệc Hàn trước đó còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn để thần đế biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Diệc Hàn lúc này cũng đã biết chính mình chọc đại phiền toái, hắn hít sâu một hơi, lập tức cung kính vô cùng nói, thần đế ở trên, đệ tử Trần Diệc Hàn gặp qua thần đế. Thần đế nhạt lạnh nhìn về phía Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn bị nhìn sợ hãi trong lòng, thần đế đang suy nghĩ gì, hắn lại là một chút cũng phỏng đoán không đến a. Ta quy củ, người không biết sao. Thần đế sau một hồi khá lâu, nhàn nhạt hỏi. Trần Diệc Hàn trong lòng đập mạnh, hắn nói ra, đệ tử biết ngài quy củ, nhưng đệ tử cũng không giết người, chỉ là đối Tư Đồ Linh Nhi sinh lòng ái mộ. Thần đế từ tốn nói, ngươi giải thích rất không tệ, nhưng là ngươi khả năng lầm một ít gì đó. Thứ nhất, bản tôn không phải quan tòa, bản tôn không nói chứng cứ. Cho nên ngươi bộ này lý do thoái thác, bản tôn không đồng ý. Thứ hai, bản tôn cảm thấy ngươi hỏng ta quy củ, cái kia chính là làm hư quy củ. Thần đế tiền bối, Trần Diệc Hàn hãi nhiên, hắn lập tức nhận lầm, nói, đệ tử biết sai, xin tiền bối xem ở phụ thân ta phân thượng, cho đệ tử một cơ hội. Thần đế từ tốn nói, tại bản tôn trong mắt, người nào đều mất mặt. Hắn sau khi nói xong, tiến lên trước một bước. Trần Diệc Hàn toàn thân đề phòng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một đạo tinh mang hiện lên. Sau đó, khoảng không trong không khí ba động, từ trường quấy. Rất nhanh, nhất tôn hư không nguyên thần hình thành. Người đến chính là Trần Thiên Nhai. Thủ lĩnh, thủ hạ Lưu Tình, Trần Thiên Nhai ngăn ở Trần Diệc Hàn trước mặt. Thần đế nhạt lạnh nhìn về phía Trần Thiên Nhai, nói ra, bản tôn như không Lưu Tình đâu.
ngươi muốn theo bản tôn động thủ. Trần Thiên Nhai trầm giọng nói ra, thủ lĩnh ngài cho tới bây giờ đều là thiên hạ đệ nhất, không người có thể dung chuyển. Ta tự nhiên biết, ta hôm nay cũng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng làm không được. Ngươi như giết nhi tử ta, ta liền để ngươi thần vực, tông miếu toàn bộ gà chó không yên. Ngươi dám uy hát yêu ta bản tôn, thần đế ánh mắt băng hàn. Trần Thiên Nhai ngạo mà đứng. Thời thế hiện nay, có thể theo thần đế nói như thế cũng xác thực không có mấy cái. Trần Thiên Nhai nói ra, không phải uy hát yêu ta, đây là ta hành động bất đắc dĩ. Nhưng ngươi không thể đem sự tình làm tuyệt, ngươi đem sự tình làm tuyệt, vậy ta cũng không có chỗ trống. Không có chỗ trống, ta còn có cái gì tốt e ngại. Ngươi đừng quên, năm đó ngươi cùng Trần Lăng hai người cũng không thể đem ta giết. Ta như thi triển ra Thái Ất Huyền Kim chân thân, muốn rời khỏi cũng không khó. Thần đế tự nhiên cũng biết, đến hắn cùng Trần Thiên Nhai loại cảnh giới này. Muốn đem đối phương giết chết rất khó khăn. Tựa như Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Tây Phương Nhị Thánh những người kia, bọn họ cũng vô pháp đem đối phương đánh giết. Mà lại thủ lĩnh, ngươi đừng quên, Diệt Hàn cùng ta chính là ngươi ma kiếp. Ngươi bây giờ không có khả năng giết Diệt Hàn, nếu là cưỡng ép làm, sẽ chỉ làm ma kiếp sớm. Trần Thiên Nhai tiếp tục nói. Thần đế trầm mặc xuống dưới. Hắn sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, không giết ngươi nhi tử cũng được, nhưng hắn cần phải bỏ ra ít đồ tới. Bản tôn nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, để hắn nhớ lâu một chút. Trần Thiên Nhai sững sờ, hắn lập tức liền biết đây là thần đế tuyến. Hắn cùng thần đế nhận biết nhiều năm như vậy, đối thần đế tính cách quá giải. Thần đế cho tới bây giờ đều là đã nói là làm người, mà lại cái gì đều không e ngại. Nếu thật là đem hắn dẫn lửa, hắn không có gì làm không được. Ngươi muốn Diệt Hàn nỗ lực cái gì? Trần Thiên Nhai lập tức hỏi. Bản tôn nhìn hắn gương mặt này thực sự chán ghét, nhất định phải chừa chút ghi lại. Thần đế nói ra. Trần Thiên Nhai trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, thủ lĩnh, nhưng ta vẫn là mời thủ hạ ngươi hơi lưu tình. Phụ thân, ta, Trần Diệt Hàn lộ ra kinh hoàng, hắn nhìn phụ thân liếc một chút. Trần Thiên Nhai lại là căn bản không nhìn Trần Diệt Hàn. Thần đế nhất chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Trần Diệt Hàn liền cảm giác gương mặt bên trên truyền đến nhói nhói cảm giác. Phía trên lập tức xuất hiện một vết thương. Trần Diệt Hàn che vết thương, hắn cũng không phải là quá lo lắng, lấy hắn tu vi cùng thân thể, hoàn toàn có thể tự lành. Các ngươi có thể đi, thần đế theo rồi nói ra. Trần Thiên Nhai ngay sau đó phóng xuất ra hắn tử liên ngai vàng, tiếp lấy kéo Trần Diệt Hàn ngồi lên tử liên ngai vàng, trong nháy mắt liền hóa thành tinh mang bay vào trong bầu trời đêm. Trận nguy cơ này vốn nhờ vì thần đế xuất hiện mà hóa giải. Lúc này, thần đế cũng không nhìn Tư Đồ Linh Nhi, thân hình hắn bắt đầu phiêu miểu, lại là dự định rời đi. Thần đế tiền bối, Tư Đồ Linh Nhi vội vàng hô. Thần đế ngừng thân hình, hắn nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, có việc. Tư Đồ Linh Nhi quỳ đi xuống, nói ra, ta muốn khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Thần đế hơi hơi ngoài ý muốn, theo rồi nói ra, ngươi vì cái gì muốn làm đồ đệ của ta? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta muốn học ngài đại thần thông, chỉ có ta có được ngài thần thông, cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác mới sẽ không lại đến diễn. Ta muốn nắm giữ chính mình mệnh. Thần đế lạnh lùng nói ra, tiểu nhi tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, bản tôn còn không thể nắm giữ chính mình mệnh, ngươi có thể. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ngài không thể, không có nghĩa là ta lại không thể. Nàng dũng cảm ngẩng đầu nhìn về phía thần đế ánh mắt. Thần đế lúc này nhìn kỹ Tư Đồ Linh Nhi, hắn rốt cục phát giác được Tư Đồ Linh Nhi khác biệt. Trời sinh linh thể, thần đế nao nao, hắn trầm mặc xuống dưới. Sau đó, thần đế nói ra, ngươi nói không sai, bản tôn không thể sự tình, không có nghĩa là ngươi không thể. Bản tôn thì muốn nhìn, ngươi cái này thiên sinh linh thể hội mang đến cái gì khác biệt kết quả. Hắn đón đến, nói ra, tốt. Bản tôn liền chính thức thu ngươi làm đồ. Tư Đồ Linh Nhi lập tức hướng thần đế dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau khi đứng dậy, nàng kết bái trên trán nhiễm máu tươi. Sư phụ, Tư Đồ Linh Nhi hô. Thần đế theo rồi nói ra, ngươi trở về theo người nhà ngươi tạm biệt, ba ngày sau đến ra dự quan trên chờ đợi. Vâng, sư phụ, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Thần đế hóa thành một đạo tinh mang, trốn tới trong bầu trời đêm. Tư Đồ công quán đã hóa thành cho tàn. Cái kia đổ nát thê lương bên trên khói đặc cuồn cuộn. Tư Đồ lão gia tử, Ngô Bá, Y Lơ Vi nhìn lấy đây hết thảy,
bọn họ cũng không hiểu đến chuyện gì phát sinh. Nhưng duy nhất khẳng định là, từ đồ công trong quán phát sinh mọi người không biết biến cố. Mà cũng là ở thời điểm này, từ đồ Linh Nhi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Linh Nhi A-Zi, Ilovi khóc chạy về phía từ đồ Linh Nhi. Từ đồ Linh Nhi ngồi xổm người xuống đem Ilovi ôm, nàng đi vào từ đồ lão gia tử trước mặt. Gia gia, Ngô bá, từ đồ Linh Nhi hô. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Từ đồ lão gia tử quan tâm hỏi. Ngô bá trên mặt cũng là vội vàng chi sắc. Từ đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, ta không sao. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Từ đồ lão gia tử hỏi. Từ đồ Linh Nhi nói ra, là thần đế đến, thần đế đánh lui người kia. Mà lại, gia gia, ta đã bái thần đế vi sư, 3 ngày sau, ta liền muốn theo thần đế mà đi. Bái thần đế vi sư, từ đồ lão gia tử không khỏi hoan hỉ kích động. Sau đó, hắn lại khó khăn, nói ra, không tốt, 3 ngày thời gian, người căn bản là không có cách qua vừa đi vừa về đi gặp La Quân. Phải làm sao mới ổn đây? Từ đồ Linh Nhi ánh mắt ảm đạm, nàng cũng muốn gặp đến La Quân, có thể nhất định là không thể. Sáng ngày thứ hai, ở vào quận Bo Già Lam trong căn hộ. Sáng sớm long lanh tia nắng ban mai vẩy chiếu vào. Ngoài phòng ngủ mặt là kim sắc nhạt quýt hoa. Những hoa cỏ đó bên trên tràn đầy giọt sương bị ánh mặt trời chiếu, lộ ra trong suốt vô cùng. Lúc này, La Quân mở to mắt, một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này trong mắt của hắn thần quang rạng rỡ. Hắn đưa điện thoại di động mở ra. Vừa mở ra, điện thoại thì đánh vào tới. Là từ đồ lão gia tử gọi điện thoại tới. La Quân hơi kinh hãi, hắn biết từ đồ lão gia tử sẽ rất ít gọi điện thoại cho mình. Nếu như lão nhân gia ông ta gọi điện thoại, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu. Điện thoại kết nối, La Quân tôn kính hô, ra ra. Từ đồ lão gia tử trầm giọng nói ra, La Quân, người hôm qua đang làm cái gì? La Quân nói ra, cái gì cũng không làm sao, ra ra. Người điện thoại làm sao tắt máy? Từ đồ lão gia tử hỏi. La Quân nói ra, ta đang luyện công, cho nên tắt điện thoại di động. Hắn đón đến, hỏi, thế nào, ra ra. Từ đồ lão gia tử nói ra, người có phải hay không có một cái đệ đệ. La Quân không khỏi thất sắc, nói ra, đến chuyện gì phát sinh. Hắn đã dự cảm đến điểm xấu, giọng nói dồn dập lên. Từ đồ lão gia tử nói ra, hôm qua có người tìm đến Linh Nhi phiền phức, hắn danh xưng là đệ đệ ngươi. Hắn gọi là Trần Diệc Hàn. La Quân nói ra, thật là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ. Từ đồ lão gia tử nói ra, ta là không hiểu nhiều ngươi sự tình, ta cũng không biết ngươi vì sao lại đột nhiên có như thế một cái đệ đệ. Nhưng nhìn, hắn đối ngươi địch ý rất lớn. La Quân nói, hắn làm cái gì? Hôm qua, từ đồ lão gia tử đem tối hôm qua sự tình nói rõ chi tiết đi ra, bao quát Trần Diệc Hàn bức bách, từ đồ Linh Nhi bất đắc dĩ. Nếu không phải thần đế xuất thủ, hậu quả khó mà lường được a. Từ đồ lão gia tử thở dài nói ra. Trần Diệc Hàn, La Quân trong mắt tuôn ra hãi nhiên hung quang tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này Trần Diệc Hàn thế mà xúc sinh đến nước này. Quả thực cũng là mặt người dạ thú xúc sinh. Kết thúc theo từ đồ lão gia tử trò chuyện về sau, La Quân lập tức cho từ đồ Linh Nhi gọi điện thoại. Điện thoại cũng rất nhanh thì thông. Từ đồ Linh Nhi nói khẽ, uy. Thật xin lỗi. La Quân trong giọng nói tràn ngập thống khổ. Thật xin lỗi, Linh Nhi, thật xin lỗi. La Quân lật qua lật lại cũng là 3 chữ này, tựa hồ trừ nói 3 chữ này, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Từ đồ Linh Nhi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nàng nhẹ nói, người đừng như vậy, ta không sao nha. Giọng nói nhìn như nhẹ nhõm, nước mắt cũng đã doanh tròng. Ta vừa rồi tại nghĩ, tại ngươi khó khăn nhất thời điểm, ta không có ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ta căn bản không xứng làm một người nam nhân, nhưng ta lại đang nghĩ, ta như tại bên cạnh người ta thì phải làm thế nào đây? Ta vẫn là ngăn không được Trần Diệc Hàn. La Quân thống khổ vạn phần, hắn nói ra, thật xin lỗi, Linh Nhi, là ta vô dụng, là ta vô năng. La Quân tự trách đến hận không thể giết chính mình, hắn tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ cùng thống hận, nhưng nương theo hắn còn có một loại bất lực. Bất lực qua kháng cự chém giết. Hắn cùng Trần Diệc Hàn chênh lệch thật sự là quá lớn. Về sau, không biết, từ đồ Linh Nhi bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nàng nói ra, ta đã trở thành thần đế đồ đệ, về sau, ta không cần ngươi đến bảo hộ, ta hội bảo vệ tốt chính ta. Ta còn có thể bảo hộ ngươi. La Quân sửng sốt. Trong lòng của hắn giờ khắc này quả nhiên là ngũ vị tạp trần a.
Chính mình đường đường đàn ông, đường đường đàn ông a. Cuối cùng, hắn thì tại dạng này một loại thoảng qua không khí lúng túng bên trong kết thúc cùng Tư Đồ Linh Nhi trò chuyện. La Quân tâm lý thiêu đốt là hừng hực phẫn nộ hỏa diễm. Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai, sớm muộn có một ngày, ta hội để cho các ngươi trả giá đắt. Làm vì một người nam nhân. Nam nhân, nam nhân. Nam nhân không phải nam hài, là một cái nam nhân, còn có chuyện gì so không có năng lực bảo vệ mình thân nhân, người yêu thống khổ hơn sự tình đâu. Cái kia xứng làm một người nam nhân sao? Này sẽ là đem một người nam nhân tự tôn, kiêu ngạo toàn bộ đều vỡ nát hành vi a. La Quân hiển nhiên đụng phải dạng này trầm thống đả kích. Không khỏi nhanh, La Quân liền đem cái này một phần thống khổ thật sâu giấu đến ở sâu trong nội tâm. Lần này, hắn sẽ không đi theo bất luận kẻ nào nói. Khoảng không từ thống khổ, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có hóa thống khổ làm lực lượng, cấp tốc cường đại lên, đây mới là La Quân duy nhất có thể làm đến. Thái trên núi, Trần Diệc Hàn tại nóng nhất thái trên đỉnh núi quỳ một ngày một đêm. Trên người hắn không có chảy một giọt mồ hôi, hắn tinh thần trạng thái cũng phi thường tốt. Bất quá, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. Đầu tiên, hắn lúc đầu coi là thần đế cho hắn vết sẹo kia bất quá là chuyện nhỏ. Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, thân thể của hắn, liền xem như cánh tay gãy mất, đều có thể dài ra lại, huống chi một đạo vết thương nhỏ. Nhưng rất nhanh, Trần Diệc Hàn thì hoảng sợ phát hiện, cái này đạo vết thương, mặc kệ hắn cố gắng thế nào vận công đều không thể ngừng. Hắn một khi vận công, liền sẽ có máu tươi tràn ra tới. Trần Diệc Hàn tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Lúc này, mặt trời chói chang trên. Nơi đây có rất ít du khách đến đây, cho nên rất là yên tĩnh. Tiếp theo, Trần Thiên Nhai hư không nguyên thần ngưng tụ, xuất hiện tại Trần Diệc Hàn trước mặt. Phụ thân, Trần Diệc Hàn lập tức hô. Trần Thiên Nhai sắc mặt lạnh lùng, hắn nói ra, đứng lên đi. Trần Diệc Hàn lập tức đứng lên. Hắn khuôn mặt anh tuấn chứng bên trên, cái kia một đạo vết máu là như thế nhìn thấy mà giật mình cùng đột ngột. Trần Thiên Nhai nói ra, người biết sai sao? Trần Diệc Hàn nói, hài nhi biết sai. Sai ở nơi nào? Trần Thiên Nhai hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, sai tại năng lực không tốt, sai tại không nên trong lòng còn có may mắn, sai tại không nên ở thời điểm này trêu chọc thần đế. Trần Thiên Nhai trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, nói, ngươi. Hài nhi nói sai sao? Trần Diệc Hàn không hiểu hỏi. Trần Thiên Nhai cả giận nói, người đương nhiên sai, người đối Tư Đồ Linh Nhi muốn làm là chuyện gì ngươi không biết sao? Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, Tư Đồ Linh Nhi là La Quân thê tử, Hài nhi đem Tư Đồ Linh Nhi bỏ vào trong túi, một là đả kích La Quân, hai là thống khoái chính mình. Hài nhi không biết làm sai chỗ nào, ngài không phải một mực dạy ta, làm người nên suy nghĩ thông suốt, muốn làm gì thì làm sao? Suy nghĩ thông suốt là ta dạy cho ngươi, ta chưa từng dạy qua phía sau ngươi muốn làm gì thì làm. Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi biết như ngươi loại này hành động như cái gì sao? Hắn đón đến, nói, như cái xúc sinh, ngươi biết không? Phụ thân, ngài lời này hài nhi coi như không tán đồng. Trần Diệc Hàn nói ra, ngài cũng không phải Trung Hoa Đại Đế, ngài là Ma Đế, Ma A. Làm sao ngài cũng hiện tại chính nghĩa lẫm nhiên đến quát lớn hài nhi? Trần Thiên Nhai nói ra, không sai, lão tử là ma. Lão tử giết người vô số, có thể lão tử vỗ ở ngực cũng dám nói, từ chưa bao giờ làm hạ lưu sự tình. Liền xem như La Quân mẫu thân, đó cũng là lão tử uống say, mẫu thân hắn bản thân thì nguyện ý mới chuyện phát sinh. Còn có người mẫu thân người tâm địa thiện lương, đối xử mọi người chân thành. Chúng ta đều không giống ngươi như vậy. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân ngài không nguyện ý làm sự tình. Ngài tuyến, nguyên tắc, chờ một chút. Những này hài nhi đều rất lợi hại tán thành, cũng rất kính nể. Nhưng là những đường tuyến này, nguyên tắc, không phải hài nhi. Hài nhi trong lòng, vĩnh viễn tôn kính phụ thân ngài. Còn người khác, riêng là nữ nhân, xinh đẹp, ta đều muốn. Ta muốn làm liền là sướng sướng mau mau, không người câu thúc. Ngài nói hài nhi sai, nhưng hài nhi bây giờ tu vi cũng đến tam trọng thiên. Hài nhi cũng không là tiểu hài tử, cũng không phải là tính cách bất định người. Cho nên, ngài hiện tại đến giáo hóa hài nhi, thật xin lỗi, hài nhi làm không được. Hài nhi nếu là nghe ngài, về sau tu vi còn muốn tiến thêm. Trần Thiên Nhai ánh mắt phức tạp, đối mặt Trần Diệc Hàn nói, hắn thế mà không phản bác được. Có lẽ, người mới thật sự là ma, Trần Thiên Nhai thì thào nói ra. Quận Bo, sau khi màn đêm buông xuống,
một chiếc xe bản dài màu đen lao vụt đi vào Già Lam nhà trọ phía trước. Một thân màu đen taxi đâu, thân sĩ vô cùng Varai xuống xe. Varai sau lưng còn có hai tên tùy tùng, bọn họ cung kính đứng đấy. Lúc này, La Quân đi tới. La Quân ăn mặc rất lợi hại tùy ý màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, bộ dạng này hắn có vẻ hơi không bị trói buộc. Đi thôi, La Quân nói ra. Varai nhìn La Quân cái dạng này, không khỏi ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, La Quân tiên sinh, ngài khẳng định muốn dạng này đi tham gia chúng ta chủ nhân yến hội. La Quân mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ không được sao? Vẫn là nói quần áo không ngay ngắn, xin miễn đi vào. Nếu thật là lời như vậy, ta nhìn ta vẫn là không đi. Varai giật mình, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Hắn đón đến, lại hiếu kỳ nói ra, còn lại người đâu? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ sẽ không đi tham gia. Đây là vì cái gì? Varai nói ra, chúng ta chủ nhân là phi thường có thành ý. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Varai tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành, thì không cần như vậy hồn nhiên ngây thơ. Người gia chủ người vì sao phải mời ta dự tiệc, mọi người lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng. Nói nhiều liền không nói, đi thôi. La Quân thể hiện ra hắn phong mang. Varai lập tức liền im miệng. Không sai, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. La Quân đám người này đến đây, Mãnh Long Quá Giang tư thế rất rõ ràng. Hoàng Kim huyết tộc là dung không được La Quân đám người này. Nhưng trước mắt, Hoàng Kim huyết tộc muốn Tia, A rõ ràng về sau mới hạ thủ. Mặt khác cũng đầu tiên phải rõ ràng La Quân đám người này tới nơi này ý đồ. Cái này chính là cái này dạ tiệc mục đích. Có thể nói đến, buổi dạ tiệc này là thiết chí tại Hoàng Kim huyết tộc trong hang ổ. Vậy đối với La Quân đám người này là rất bất lợi. La Quân chịu đi tham gia, cái kia đã là rất lợi hại nể tình. Chẳng lẽ ngươi nha còn muốn người khác toàn bộ đều qua, tốt cho ngươi một mẻ hốt gọn sao? Trong thiên hạ không có dạng này đạo lý mà. Tiến vào xe Mercedes về sau, La Quân ngồi ở một bên trên ghế ra. Trong xe có sâm panh, mỹ tử, bồ đào các loại. Varai ôn hòa hướng La Quân nói, La Quân tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Thì sâm panh đi, La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Varai cho La Quân rót một ly sâm panh. La Quân tiếp nhận, nhẹ cạn uống một ngụm. Varai cũng đi theo uống một ngụm, hắn bỗng nhiên nói ra, La Quân tiên sinh, ngài vừa rồi lời nói có chút rõ ràng, nhưng lại có chút không rõ ràng. Ngài nếu là minh bạch, vậy tại sao đêm nay lại phải tham gia chủ nhân nhà ta yến hội đâu? Hiển nhiên, Varai là đang thử thăm dò La Quân ý. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn đang muốn lúc nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên bị lái xe tài xế hấp dẫn. Bởi vì lái xe tài xế thế mà mang một cái mũ, La Quân nhìn hình dáng, lờ mờ cảm thấy tài xế này là cái cô gái trẻ tuổi. La Quân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hắn hướng Hoa Ngươi Rai nói ra, rất đơn giản, ta cũng muốn theo chủ nhân nhà ngươi trò chuyện chút. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi Hoàng Kim huyết tộc trưởng khống toàn bộ quận Bo, ngoại nhân tiến đến muốn chia bên trên một chén canh, đó là khó càng thêm khó. Chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, cái kia chính là vào cửa gọi người. Vào miếu bái thần. Ta đã đi vào quận Bo nơi này, tự nhiên cũng phải tiếp chủ nhân nhà ngươi. Ngươi nói đúng không? Varai mỉm cười, hắn ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc phức tạp. Lại là hoàn toàn đoán không ra La Quân. Đồng thời, La Quân cũng chú ý tới lái xe tài xế lỗ tai động một cái, hiển nhiên nàng tại nghiêm túc nghe chính mình cùng Varai nói chuyện. Varai cười nhạt một tiếng, nói ra, nói như vậy, La Quân tiên sinh là có ý tại quận Bo phát triển. La Quân nói ra, không sai, nơi này, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ta không thể không đến. Varai mỉm cười, nói ra, như vậy xem ra, La Quân tiên sinh là không có ý định cùng chúng ta hòa bình ở chung. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta đem những này nói xong, chẳng phải là theo chủ nhân nhà ngươi đều không cần gặp mặt. Varai ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ngài thật hài hước. Bất kể như thế nào. Varai bên này đối La Quân hư thực càng thêm suy nghĩ không thấu. Đê Kê Cang gia tộc là một cái hoa lệ cung điện. Tòa cung điện này chỉnh thể kiến trúc là hiện ra màu sắc cổ xưa, lại có chút giống như là châu Âu cổ bảo. Tại cung điện bên ngoài là một cái xanh sạch hóa rất cao công viên, bên trong còn có hồ nước. Cái này Đê Kê Cang gia tộc cũng thật xem như cực điểm xa hoa. Xe Mercedes tiến vào qua công viên, đầu tiên là một đầu thật dài đường băng. Đường băng thường có 3 cây số,
ba cây số về sau, mới đến trước cung điện mặt. Cung điện kia phía trước có hòn non bộ, suối phun bên trong bọt nước rơi xuống nước, như trong suốt ngọc trụ. Trước cung điện mới là một đầu thật dày thảm đỏ. La Quân cùng Varai xuống xe, Varai nói ra, La Quân tiên sinh, mời đi theo ta. La Quân ngay sau đó liền theo Varai tiến vào trong cung điện. Trên đại điện, bốn phía đều là bóng loáng như gương. Trên vách tường có không ít phù điêu đều là liên quan tới hấp huyết quỷ khởi nguyên cố sự, tỉ như kênh cùng thượng đế các loại. Trong này có rất dày thần bí văn hóa lịch sử khí tức. La Quân theo Varai rất nhanh liền đến nhà ăn. Bên trong cung điện này vô cùng rộng lớn, cửu khúc thập bát loan. La Quân một đường tới, nhìn thấy rất nhiều hoàng kim huyết tộc, bọn họ lộ ra thoải mái dễ chịu mà hài lòng, có đang tán gẫu, có tại nói chuyện yêu đương. Bọn họ đối La Quân đến làm như không thấy, nơi này tựa như là một cái mỹ diệu vườn địa đàng. Chỉ có đến trong nhà ăn, hết thảy đều mới an tĩnh lại. Trong nhà ăn ánh đèn là màu vàng sáng, nhưng vẫn là có vẻ hơi ảm đạm. Trên bàn cơm có thật nhiều thực vật, nhưng La Quân nhìn một cái lại là nhìn không được tâm lý giật mình. Cái kia trên bàn cơm là đẫm máu nhân tâm, người lá gan, còn có nhân thủ chờ chút. Mà lại, còn có một cái tuổi trẻ nữ hài nhi đầu lâu. Tại bàn ăn xoay trung gian, có một cái rượu vang đỏ dụng cụ. Dụng cụ bên trong là tràn đầy dòng máu màu đỏ. La Quân tâm lý chấn kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn còn chứng kiến cái kia chết đi nữ hài nhi là cái người Hoa. Nơi này bầu không khí, cùng trên bàn khủng bố thực vật, hết thảy đều bị người cảm thấy không rét mà run. La Quân đồng thời ở trong lòng cảm nhận được phẫn nộ, hắn hiểu được, sở dĩ trên bàn người là người Hoa, cái kia là bởi vì chính mình cũng là người Hoa. Đây là hoàng kim huyết tộc tại đối với mình thị uy. La Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắn nhìn bốn phía, lại không có gặp bóng người. Varai cũng không biết từ lúc nào lui ra. La Quân cười cười, nói ra, truyền ngôn bên trong, huyết tộc bất luận là ăn người vẫn là hút máu, đều sẽ làm nghệ thuật yêu nhã. Hôm nay gặp mặt, lại là khiến người ta thất vọng a. La Quân vừa mới nói xong, rất nhanh, một lão giả thanh âm truyền đến. Người Hoa này nữ hài nhi tuổi vừa mới 16, vẫn là chưa nhân sự xử nữ. Dòng máu của nàng là tinh khiết nhất mỹ vị, cho nên, đây là chúng ta hoan nghênh khách quý một loại phương thức. La Quân nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lại là tại nhà ăn bên trái cửa hông chỗ, Varai đỡ một tên mặc minh hoàng áo choàng lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hắn còng lưng cõng, tuổi già sức yếu mà đến. La Quân nhưng cho tới bây giờ cũng không dám xem thường dạng này lão gia hỏa. Lúc trước Tư Đồ lão gia tử chính là cho hắn bên trên sinh động chương trình học A. Đây là chúng ta Sơn Sơ Rồ thân vương điện hạ. Varai tiến lên liền hướng La Quân giới thiệu. La Quân nhìn vị này Sơn Sơ Rồ liếc một chút, trong lòng thầm giật mình. Hắn biết thân vương tại trong huyết tộc, đây chính là không được tồn tại. Tuy nói lúc trước ở vào Los Angeles huyết tộc lãnh tụ cơ Sting cũng là tên thân vương, mà lại sau cùng tại lăng tiền bối tay chiêu tiếp theo thì bị thua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cơ Sting không thật lợi hại a. Lúc trước bốn đại cao thủ vây công lăng tiền bối. Chỉ có cơ Sting là dựa vào năng lực chính mình đào tẩu, còn lại người, hoặc là chết, hoặc là bị lăng tiền bối buông tha sinh lộ. Cái này cũng đã nói lên một tên thân vương cường đại a. Cho nên giờ phút này, La Quân đối mặt Sơn Sơ Rồ thân vương, không dám chút nào có bất kỳ lòng khinh thị. Hắn rất lịch sự thi lễ, ôm ngực mà làm vái chào, nói. Sơn Sơ Rồ thân vương điện hạ, thật hân hạnh gặp ngài. Sơn Sơ Rồ thân vương mỉm cười. Vị này thân vương cười thời điểm, trên mặt như tiên hạc móng vuốt đồng dạng nhan sắc nếp nhăn liền đè ép đến cùng một chỗ, khiến người ta nhìn dùng mình. La Quân tiên sinh, ngài là khách quý, mời lên ngồi. Người quen cũ vương dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Đám này huyết tộc, nhân tài của đất nước là bọn họ nơi phát nguyên, cho nên tiếng Anh mới là bọn họ tiếng mẹ đẻ. La Quân cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, không biết cơ Sting thân vương có khỏe không? Sơn Sơ Rồ cùng Varai đều là bị kinh ngạc. Sơn Sơ Rồ làm mời tư thế, hắn trước ngồi xuống, La Quân liền cũng đi theo ngồi xuống. Sơn Sơ Rồ thân vương đè nén xuống trong lòng chấn kinh, chậm rãi mở ra một khối thịt người. Thịt người này đẫm máu, hắn thì như vậy đưa vào miệng bên trong. Ăn lông ở lỗ, coi là thật cũng là như vậy. Sơn Sơ Rồ thân vương ăn một miếng về sau, sau đó chậm rãi chà chà miệng, tiếp lấy mới nói,
La Quân tiên sinh nhận biết cơ tinh thân vương điện hạ. La Quân cười ha ha, nói ra, đương nhiên nhận biết. Lúc trước cơ tinh thân vương liên lạc mấy cái đại cao thủ vây công sư phụ ta nhất tôn nguyên thần, kết quả bị đánh nghe ngóng rồi chuồn. Lần này, La Quân là mượn lăng tiền bối uy phong. Hắn thầm nghĩ, chính mình cũng là bất đắc dĩ, lăng tiền bối có đức độ, hẳn là sẽ không theo chính mình so đo. Sân Sơ Rồ thân vương cùng Varai sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lời này lại từ đâu nói đến? Sân Sơ Rồ thân vương bất động thanh sắc nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, bắt đầu nói từ đâu? Đương nhiên là từ cơ tinh thân vương nói lên a. Việc này có lẽ vẫn là rất mất mặt, chắc hẳn cơ tinh thân vương hẳn là không theo người khác nói qua. Bất quá một lần kia, ta cùng sư phụ ta vừa vặn tại Hương Sơn trên đại đạo, cho nên đối với bên trong tình huống vẫn là rất rõ ràng. Lệnh sư là, Sân Sơ Rồ thân vương nhìn không được hỏi. Trong lòng của hắn đã lẩm bẩm. La Quân tâm lý rất rõ ràng, lần này Sân Sơ Rồ thân vương cũng là đến dò xét chính mình tử. Nếu để cho Sân Sơ Rồ thân vương nhận định chính mình không có thực lực gì, như vậy Sân Sơ Rồ thân vương khẳng định dung không được chính mình đám người này mãnh long quá giang. Dưới mắt, Ma La còn chưa tới. Coi như Ma La đến, cũng có chút thế đơn lực bạc. Cho nên La Quân muốn trước cho mình tạo thế. Ngay sau đó, La Quân liền nói ra, gia sư họ La, tên một chữ một cái lăng chữ. Sân Sơ Rồ thân vương cùng Varai cũng nhìn không được nữa, hai người đều là thất sắc. Bọn họ Hoàng Kim huyết tộc đối Trần Lăng hai chữ này quá mẫn cảm. Trần Lăng cho Hoàng Kim huyết tộc bóng mở quá sâu. Ngươi thật sự là Trần Lăng đồ đệ. Sân Sơ Rồ thân vương hỏi. La Quân cũng không chính diện trả lời, chỉ nói là nói, ta nói cái gì, thân vương chưa hẳn tin tưởng. Ngược lại, các ngươi sẽ cảm thấy ta là tại cho trên mặt mình thiếp vàng. Các ngươi đại khái có thể qua hỏi một chút cơ tinh thân vương. Sân Sơ Rồ thân vương trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra, chuyện này, chúng ta về sau sẽ có giải. Bất quá theo ta được biết, bây giờ Trần Lăng đã không trên địa cầu, hắn tu vi đến nguyên thần ngao du thiên ngoại thiên. Chiếu rõ hư không, xuyên toa quá khứ tương lai cấp độ. Cho nên, La Quân tiên sinh ngươi đến quận bò đến, chắc là chính mình chủ ý a. La Quân nói ra, sư phụ ta hôm nay đã sớm mặc kệ thế gian tục sự, đến quận bò thật là ta chủ ý. Bất quá trước khi tới, ta cũng không biết các vị huyết tộc các tiền bối cũng ở chỗ này. Như vậy lần này La Quân tiên sinh ý đổ đến nghĩ. Sân Sơ Rồ thân vương không e dè hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là đồ phát triển. Quận bo nơi này rất không tệ. Điểm này, ta tin tưởng thân vương điện hạ là biết. Sân Sơ Rồ thân vương liền nói ra, nhưng là quận bo đã là chúng ta huyết tộc thiên hạ, nói cách khác, quận bo là chúng ta tới tay thịt mỡ. La Quân tiên sinh, ngươi lần này tới, chẳng lẽ là muốn tại chúng ta miệng bên trong đoạt thịt ăn? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hiện tại thời đại đã khác biệt, ta cảm thấy chúng ta hợp tác. Kinh tế cùng hưởng mới là tốt nhất. Ăn một mình, luôn luôn không tốt lắm. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, huyết tộc tuy nhiên không phải sói, nhưng cũng có sói tính. Nơi này là chúng ta lãnh thổ, là chúng ta tới tay thịt. Người nào nếu như dám đến ngấp nghé, chúng ta liền muốn xé nát hắn, đây cũng là chúng ta huyết tộc đàn ông tôn nghiêm. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia tựa hồ chúng ta thì không có có chuyện gì đáng nói. Sân Sơ Rồ thân vương nhơ bẩn trong con ngươi tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời lệ quang đến, hắn rất tốt che giấu. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, người trẻ tuổi, luôn luôn khí thịnh. Ta khuyên La Quân tiên sinh ngươi, vẫn là rời khỏi quận bo đến tốt. La Quân nhìn Sân Sơ Rồ thân vương liếc một chút, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dưới mắt chính mình trả lời rất lợi hại quan trọng, nếu như mình đáp ứng rời khỏi. Cái kia liền sẽ để Sân Sơ Rồ thân vương nhận định chính mình không có gì tích xúc, từ đó hội dẫn phát một trận nguy cơ. Cái kia chính là Sân Sơ Rồ thân vương sẽ không để cho chính mình rời đi. Chính mình nhất định phải biểu hiện ra cường thế tới. Càng thêm cường thế, thì càng làm cho Sân Sơ Rồ thân vương kiêng kỵ. Như thế mới có thể trì hoãn thời gian, chờ đợi Ma La đến. La Quân ngay sau đó cũng liền nhìn gần hướng Sân Sơ Rồ thân vương, hắn nói ra. Ta tuyệt sẽ không rời khỏi quận bo, trừ phi là ta. Chết! Sân Sơ Rồ thân vương nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng liền nhìn chăm chú hướng Sân Sơ Rồ thân vương. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại là có chút xấu hổ cùng cứng ngắc. Ngay vào lúc này, Sân Sơ Rồ thân vương bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, mời dùng cơm đi.
hắn cắt một đầu ngón tay đưa vào trong miệng, cắn kéo kẹt vang, mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Sau đó, hắn lại uống một ngụm ly đế cao chỗ thịnh máu tươi. Hắn sau khi uống xong, nhìn về phía không nhúc nhích La Quân, hiếu kỳ hỏi, La Quân tiên sinh làm sao không ăn? Chẳng lẽ là không hợp khẩu vị? La Quân mỉm cười, nói ra, người cùng chó khác nhau ở chỗ, chó hội ăn thịt chó, nhưng người sẽ không ăn thịt người. Câu nói này chẳng khác nào là công khai đến mắng Sân Sơ Rồ. Sân Sơ Rồ ánh mắt âm trầm xuống. Varai lại là giận lên, hắn nói thẳng, La Quân tiên sinh, người không muốn được voi đòi tiên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn đứng lên, nói ra, đêm nay cảm ơn người quen cũ vương ngài khoản đãi, ta muốn cáo từ. Chỉ sợ ngươi đi không nổi. Varai ngăn trở La Quân. La Quân nhàn nhạt nhìn về phía Varai, nói ra, đượm tình khoản đãi, nguyên lai là trận hồng môn yến, đến đi không được. Đây chính là các ngươi đường đường huyết tộc phong cách làm việc sao? Varai cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lúc đến đợi không đã có phần đến sao? La Quân nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi muốn giết cứ giết tốt. Nơi này là các ngươi xào huyệt, ta căn bản không có phản kháng tư cách. Hắn lộ ra rất là thản nhiên. Sau đó, hắn lại đón đến, nói ra, Varai, ngươi thật đúng là hội trở mặt. Bất quá, đã ta đoán được, còn muốn tới, ta liền sẽ không có chuẩn bị. Ta dám cùng các ngươi cam đoan, muốn là ta ở chỗ này rơi một cọng tóc gáy, các ngươi hoàng kim huyết tộc từ đó gà chó không yên. Ăn nói suông, liền muốn uy hát yêu ta được chúng ta sao? Varai nói ra, huyết tộc ngàn năm tích xúc, sẽ bị ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi hù đến. La Quân nói ra, lười nhác cùng ngươi kéo, muốn giết cứ giết, nói nhảm cái gì? La Quân lộ ra hơi không kiên nhẫn. Varai nhất thời nghẹn lời. La Quân tiên sinh, ngươi có thể đi. Đúng lúc này, Sân Sơ Rồ nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, hướng hoa ngươi Rai nói ra, có thể cho mở sao? Varai bất đắc dĩ nhường ra một con đường. Sau đó, La Quân liền nghênh ngang rời đi. Hắn vừa đi, Varai liền hướng Sân Sơ Rồ nói, thân vương, tại sao muốn thả hắn đi? Ta nhìn hắn bất quá là phô trương thanh thế. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, hắn xác thực có thể là phô trương thanh thế, nhưng là Varai, hắn đã dám đến quận Bo, còn dám trắng trợn cùng chúng ta đối nghịch, trên tay hắn không có khả năng không có ỷ vào. Nói đến chỗ này, hắn đón đến, lại nói, tại chúng ta không có làm rõ ràng hắn bài trước đó, trước không nên động thủ tùy tiện, hiểu chưa? Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là cẩn thận chạy được vãn năm thuyền. Trước kia chúng ta đã tại Hoa Hạ trên tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn, lúc ấy nếu không phải lão tổ tông xuất thủ, chúng ta đã vạn kiếp bất phục. Cho nên hiện tại, chúng ta theo người Hoa liên hệ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Varai trầm mặc xuống dưới. Sân Sơ Rồ thân vương nói tiếp, cái này La Quân, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng vô dụng quá gấp, hắn hiện tại là tại đầu tư giai đoạn, chờ thăm dò rõ ràng hắn bài, sau đó đem hắn đuổi đi. Như vậy hắn tư sản sẽ phải là chúng ta. Mặt khác, người giúp ta gửi điện thoại cơ tinh thân vương các hạ. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Vâng, thân vương, Varai cung kính trả lời. Chỉ một lúc sau, Varai theo cơ tinh thân vương bắt được liên lạc. Varai đem điện thoại đưa cho Sân Sơ Rồ thân vương. Sân Sơ Rồ lão ca ca, nghe nói người có chuyện tìm ta. Cơ tinh ở trong điện thoại lộ ra rất là khách khí cùng nhiệt tình. Sân Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra, lão đệ a, người hiện tại hoàn hảo a. Chúng ta giống như đã có 10 năm không gặp mặt, người nếu có rảnh rỗi, liền đến chúng ta chỗ này đến du ngoạn một chuyến mà. Lão ca ca ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị lớn nhất ngon huyết dịch. Cơ tinh thân vương cười ha ha, nói ra, lão ca ca, không phải ta không muốn tới. Ngươi cũng biết, ta tại Los Angeles bên này mọi việc quấn thân. Mà lại, lúc trước lão tổ tông là hạ mệnh lệnh, chúng ta những này ngoại phái thân vương, không được mệnh lệnh, là không thể về trụ sở. Ta là số khổ a, không giống lão ca ca ngươi có thể một mực đang lão tổ tông bên người. Sân Sơ Rồ thân vương lập tức cười mắng, ngươi cái này giảo hoạt ra hỏa, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Các ngươi qua nơi khác, cũng là một phương chi vương, tiêu dao khoái hoạt. Nơi đó giống ta ở chỗ này, thủy chung là muốn nơm nấp lo sợ. Nếu không dạng này, ta theo lão tổ tông báo cáo một chút, hai chúng ta đổi chỗ, cũng làm cho ngươi đến hưởng thụ một chút. Ha ha, Kirsten cười nói, lão ca ca rất biết nói giỡn a.
trong lòng của hắn đương nhiên không muốn trở về đến quận Bo tới. Ở bên ngoài, đó là trời cao biển rộng, sau khi trở về, thật đúng là rất nhiều hạn chế. Quận Bo là Hoàng Kim huyết tộc thánh địa, tổng bộ, xào huyệt. Hoàng Kim huyết tộc lúc trước hưng thịnh nhất thời điểm, thân vương có 6 tên. 6 tên thân vương, từng cái đều là khó lường nhân vật. Có thể về sau tại Đông Xâm thời điểm, đụng phải hủy diệt tính đả kích. 6 tên thân vương chỉ còn lại có Sân Sơ Rồ không chết. Về sau, lão tổ tông xuất thủ, cứu vãn nguy cơ sớm tối Hoàng Kim huyết tộc. Từ đó, Hoàng Kim huyết tộc rút đi, chạy trốn tới quận Bo. Lão tổ tông một hơi, lấy tự thân đại pháp lực cưỡng ép để bạt một số người tu vi. Nói cách khác, lão tổ tông người vì sáng tạo ra 9 vị thân vương. Bây giờ thân vương hết thảy có 10 vị, Sân Sơ Rồ là duy nhất dựa vào tự thân tu luyện thành thì thân vương. Hắn cũng là những thân vương này trung niên linh lớn nhất. Nếu quả thật có thể coi là số tuổi, Sân Sơ Rồ đều không biết mình bao nhiêu tuổi, khả năng đến từ xa xôi thời trung cổ bắt đầu nhớ lại. Sân Sơ Rồ thân vương tu vi cao nhất, lại nhất là lão chìm, đa mưu túc trí, cũng là đối lão tổ tông trung thành nhất. Cho nên, lão tổ tông để Sân Sơ Rồ thân vương trưởng quản thánh địa. Đúng, lão đệ, ta hôm nay thật là có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Chuyện này rất trọng yếu, mời ngươi cần phải đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Lúc này, Sân Sơ Rồ nghiêm mặt nói ra. Cơ Sting biết Sân Sơ Rồ khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó hắn cũng nghiêm mặt nói, lão ca ca mời nói. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, ngươi có phải hay không cùng cao thủ đánh lén qua Trần Lăng? Cơ Sting trong lòng cả kinh, hắn nói ra, lão ca ca tại sao muốn nói như vậy? Sân Sơ Rồ thân vương nghe xong Cơ Sting kiểu nói này, liền biết chuyện này là thật, là lúc nào sự tình. Sân Sơ Rồ thân vương giọng nói có chút nghiêm túc. Cơ Sting cảm thấy run lên, hắn đối Sân Sơ Rồ thân vương vẫn còn có chút e ngại. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói ra, đại khái 2-3 tháng chuyện lúc trước. Kết quả thế nào? Sân Sơ Rồ thân vương hỏi. Cơ Sting nhất thời miệng đầy đắng chát, hắn nói ra, lần kia cũng là sự tình có trùng hợp, một đám cao thủ đều theo Trần Lăng có thù. Chúng ta biết Trần Lăng xuất hiện tại Los Angeles, thế là thì cùng một chỗ bàn bạc, đem Trần Lăng cho xử lý. Không nghĩ tới, Trần Lăng tu vi đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Chúng ta 4 người cao thủ cùng một chỗ. Gắt gao, thương tổn, trốn trốn. Ta cũng bị Trần Lăng thương tổn, thương thế kia đến bây giờ đều còn chưa tốt lưu loát. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, ngươi chuyện này xử lý quá lỗ mãng. Ngươi không biết là, các ngươi ngày đó đối mặt bất quá là Trần Lăng nhất tôn hư không nguyên thần. Bản thể hắn căn bản không. Cơ Sting không khỏi đắng chát, nói như vậy đứng lên, cái này Trần Lăng tu vi chẳng phải là đã tại lão tổ tông phía trên. Ai nói không phải đây? Sân Sơ Rồ thân vương nói ra. Cơ Sting nói ra, cái này hoa hạ đại địa, vì sao lại có nhiều như thế nhân kiệt? Thần đế, Trần Lăng mấy người này mới tu hành bao nhiêu năm? Chúng ta lão tổ tông lại tu hành bao nhiêu năm? Bọn họ những người này sao có thể cái sau vượt cái trước đến khủng bố như thế? Sân Sơ Rồ thân vương thở dài một tiếng, nói ra, thiên mệnh không tại chúng ta huyết tộc trên thân, đây là Mạc Khả Nại Hà sự tình. Có người cả một đời tích lũy không bao nhiêu tiền. Có người một giờ liền có thể dẫy mấy ngàn vạn. Đây là không có cách nào làm sự so sánh hòa đàm công bình sự tình. Cơ Sting tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, hắn sau đó kỳ quái nói, lão ca ca, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, chúng ta thánh địa khả năng gặp được phiền phức. Phiền toái gì? Cơ Sting thân thể chấn động, hỏi. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, có cái gọi là quân tiểu gia hỏa, mang một đám tiểu đồng bọn đến đây quận Bo. Ta xem bọn hắn tư thế, là dự định tại quận Bo bên này có tư cách. Bọn họ mấy người kia, tu vi ngược lại cũng không phải là phá lệ đáng sợ. Lợi hại nhất cũng bất quá là thần thông bát trọng, liền xem như phái một cái huyết vương bá tước quá khứ, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đoàn diệt. Cơ Sting không khỏi buông lỏng một hơi, nói ra, cái kia cái này cũng không tính được phiền toái gì. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu thật là đơn giản như vậy cũng liền tốt. Tiểu gia hỏa này đối với chúng ta mảnh rất rõ ràng, nhưng hắn lại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Càng khẩn yếu hơn là, hắn nói hắn là Trần Lăng đồ đệ. Mà lại, lúc trước các người vây công Trần Lăng lúc, hắn nói hắn ngay tại hiện trường. Cơ Sting nói ra, người kiểu nói này, ta xác thực nhớ tới. Lúc ấy Trần Lăng bên người là có cái tiểu gia hỏa.
Nói như vậy, La Quân thật sự là Trần Lăng đồ đệ. Sân Sơ Rồ nói ra. Cơ Sting nói ra, coi như La Quân không phải Trần Lăng đồ đệ, nhưng ta nhìn hai người bọn họ quan hệ rất không tệ. Nếu như La Quân có việc, Trần Lăng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Sân Sơ Rồ thân vương trầm mặc xuống dưới. Cơ Sting khẽ cắn môi, nói ra, có thể mặc dù là như thế, chúng ta cũng không thể chịu đựng tiểu gia hỏa này đến ngấp nghé thánh địa. Khó nói chúng ta sở hữu huyết tộc liền sợ một cái Trần Lăng. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, nếu là chúng ta huyết tộc cũng bởi vì Trần Lăng danh tiếng mà e ngại một cái tiểu tiểu La Quân, cái kia truyền đi chính là thiên đại tiếu thoại. Hắn đón đến, nói ra, mỗi thời mỗi khác, lúc trước, thần đế cùng Trần Lăng đám người kia cùng một chỗ hợp tác mới có thể trọng thương chúng ta. Mà bây giờ, thần đế đã dạo chơi thiên ngoại, mà ma đế càng là đoạn tuyệt với hắn, Tu La đại đế cũng không biết đi nơi nào. Trần Lăng một người đối với chúng ta cũng không tạo thành tuyệt đối uy hiếp ta. Cơ Sting nói ra, huống chi, Trần Lăng bây giờ cùng cái kia thần đế, không biết dạo chơi đến cái chỗ kia. Nói không chừng lại lúc trở về, đã qua trăm năm. Hắn đón đến, nói, cho nên chúng ta căn bản không cần e ngại Trần Lăng, một mực đối tiểu gia hỏa kia ra tay. Sân Sơ Rồ trầm ngâm xuống dưới, nói ra, Cơ Sting, người vẫn là quá manh động. Bất quá người còn trẻ, người trẻ tuổi thật là nên có chút trùng kích. Nhưng là ta lão, rất nhiều chuyện nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta cùng La Quân tiểu gia hỏa này tiếp xúc qua, hắn không phải loại kia xúc động không não người trẻ tuổi. Ta nhìn ra được, trong lòng của hắn rất có lòng dạ cùng tính kế. Ta nghĩ hắn sẽ không thiên thật sự cho rằng liền dựa vào lấy Trần Lăng uy tên, liền có thể bức bách chúng ta nhường ra một nửa giang sơn. Lão ca ca, ngài là cảm thấy trên tay hắn còn có bài. Cơ Sting nói ra. Sân Sơ Rồ nói ra, thần đế năm đó không có đem chúng ta diệt chỉ, chúng ta ai cũng bảo đảm không được. Cái này thần đế có thể hay không lần nữa động niệm đầu. Nếu là lần này, tiểu gia hỏa này tới là thần đế bày mưu đặt kế, như vậy thì thật không tốt nói. Cơ Sting lập tức nói, lão ca ca, ta cảm thấy ngài suy nghĩ nhiều. Thần đế nếu muốn xuống tay với chúng ta, trước đó thì sớm ra tay. Hắn sẽ không chờ đến chúng ta lông cánh đầy đủ về sau mới đến ra tay. Năm đó ân oán, cũng là hắn chiếm hết thượng phong, hắn tuyệt sẽ không canh cánh trong lòng. Đạo lý là đạo lý này. Sân Sơ Rồ lâm vào trầm tư, cái này La Quân đến ỉ vào là cái gì đây? Sân Sơ Rồ thân vương kết thúc cùng Cơ Sting thân vương trò chuyện. Sân Sơ Rồ thân vương biết tại Cơ Sting trên thân đã không chiếm được càng nhiều tư liệu. Liền cũng tại lúc này, một tên tư thế hiên ngang nữ tử đi tới. Nữ tử này nhìn mới 28 đến tuổi, nàng thân mang màu đen bó sát người tiểu tây quần. Nàng cái này một bộ quần áo tuy nhiên bó sát người. Nhưng lại vải vóc đặc thù, có thể để cho nàng nhẹ nhàng làm ra rất nhiều động tác tới. Nữ tử này dáng người rất tốt, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên lồi địa phương lồi. Trên người nàng có loại già dặn, quả quyết, tàn nhẫn khí chất. Nữ tử này tựa như là ngạo tuyết hàn mai, không người nào có thể chinh phục. Trong thiên hạ càng không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể nhập nàng pháp nhãn. Nữ tử cũng không là người ngoại quốc, mà chính là người Hoa. Bất quá nàng lại là một tên chính tông huyết tộc. Nữ tử tên là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đi vào Sân Sơ Rồ thân vương trước mặt, nàng một gối quỳ xuống, ôm ngực hành lễ, hô, thân vương điện hạ. Sân Sơ Rồ thân vương nhìn thấy Bạch Tuyết về sau, sắc mặt hắn hỏa ái xuống tới, Bạch Tuyết, không cần đa lễ. Tạ thân vương điện hạ, Bạch Tuyết đứng lên. Sân Sơ Rồ thân vương không khỏi khẽ cười khổ, cái này Bạch Tuyết, có thể nói là phi thường đặc thù. Tại toàn bộ trong thánh địa, Sân Sơ Rồ thân vương chí cao vô thượng. Nhưng Sân Sơ Rồ thân vương rất là bình thản, xưa nay không yêu cầu thuộc hạ hành đại lễ. Bất quá gặp mặt thân vương hành đại lễ là huyết tộc quy củ. Còn lại người đều miễn đi đại lễ, mà Bạch Tuyết lại cố chấp kiên trì. Nàng làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói đúng không hiểu biến báo, vô cùng bảo thủ. Bất quá tại trong huyết tộc, có thể không người nào dám coi thường Bạch Tuyết. Bởi vì Bạch Tuyết tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh đệ ngũ trọng. Trường sinh cảnh đệ ngũ trọng, loại tu vi này so thần vực mấy vị sư tôn đều cường đại hơn. Cái này cũng không phải bởi vì thần vực các sư tôn quá bao cỏ. Cái này thật sự là bởi vì hoàng kim huyết tộc được trời ưu ái, thân thể bọn họ thể chất là khác hẳn với thường nhân. Hoàng kim huyết tộc chính thống huyết mạch bên trong có được huyết nguyên pháp lực bản nguyên. Loại này bản nguyên có thể cho bọn họ thông qua hút huyết dịch mà đạt tới đan dược hiệu quả. Bởi vậy,
huyết tộc đang ăn uống trong máu, pháp lực thì có thể không ngừng tăng cường. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Huyết tộc pháp lực tại đến trường sinh cảnh thập trọng về sau, vô luận như thế nào cũng ngưng kết không nguyên thần pháp đan. Ngưng kết nguyên thần pháp đan về sau, chính là thái hư nhất trọng thiên. Bây giờ Trần Thiên Nhai cũng là thái hư cửu trọng thiên cảnh giới. Mà Trần Diệc Hàn cũng đến tam trọng thiên cảnh giới. Trong huyết tộc người, phổ biến thực lực rất mạnh, nhưng lại không có cái gì đặc biệt hàng đầu nhân tài. Duy cái đến thái hư trọng thiên cảnh giới chỉ có Sơn Sơ Rồ Thân Vương. Đương nhiên, lão tổ tông khẳng định là thái hư trọng thiên cảnh giới. Lúc trước Lục Đại Thân Vương cũng thế. Về phần tại sao Lục Đại Thân Vương cùng lão tổ tông có thể ngưng kết pháp đan, cái này trong nguyên nhân lại không mấy cái người biết. Bạch Tuyết là tuyệt đối lãnh khốc, lãnh huyết đồng dạng ngự tỷ. Nàng vốn là người Hoa, về sau gia đình bị gặp biến cố, bị cừu nhân truy sát thời khắc, là Sơn Sơ Rồ Thân Vương cứu Bạch Tuyết. Sơn Sơ Rồ Thân Vương lúc đầu một mực đang thánh địa, một năm kia Bạch Tuyết 8 tuổi, Sơn Sơ Rồ Thân Vương bởi vì một kiện tư mật sự tình qua hướng Hoa Hạ. Hắn gặp Bạch Tuyết đứa nhỏ này đáng thương vừa đáng yêu, hơn nữa còn có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời chơi liều. Ngay sau đó, Sơn Sơ Rồ Thân Vương trực tiếp xuất thủ cứu Bạch Tuyết. Lúc đó, Sơn Sơ Rồ Thân Vương cũng không giết chết Bạch Tuyết cửu nhân. Mà chính là nói với Bạch Tuyết, tiểu gia hỏa, người tốt nhất nhớ kỹ những người này mặt, chờ người học hội bản sự về sau, lại đến cấp người phụ mẫu báo thù. Về sau, Sơn Sơ Rồ Thân Vương đem Bạch Tuyết mang về quận Bo. Sơn Sơ Rồ Thân Vương để Bạch Tuyết biến thành một tên chính thống hoàng kim huyết tộc. Muốn biến thành hoàng kim huyết tộc cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là giống hấp huyết quỷ truyền hình như thế, cắn một cái, lập tức virus truyền nhiễm, biến thành thân thể bất tử. Người hãy nằm mơ đi, thiên hạ có tốt như vậy sự tình. Mặt khác, hoàng kim huyết tộc là sẽ không sợ sợ nhật quang. Muốn biến thành một tên chính thống hoàng kim huyết tộc có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất, cũng là sinh sôi. Hai tên hoàng kim huyết tộc kết hợp, sinh ra tới hài tử. Xuất sinh cũng là hoàng kim huyết tộc. Bây giờ hoàng kim huyết tộc nhân khẩu càng ngày càng ít, cho nên bọn họ sinh sôi cũng rất chậm. Có lẽ tiếp qua rất nhiều năm về sau, hoàng kim huyết tộc không cần người khác đến tiêu diệt, bọn họ hội giống như khủng long tự nhiên mà vậy diệt tuyệt. Tại xã hội tiến hóa thay đổi bên trong, chúng ta sẽ phát hiện dạng này một cái quy luật. Sinh mệnh truyền thừa cường đại nhất, sinh tồn năng lực cường đại nhất thường thường không phải những cường đại đó sinh vật. Tỷ như khủng long, tỷ như lão hổ, tỷ như sư tử chờ một chút những thứ này. Khủng long đã diệt tuyệt, lão hổ những này như không phải nhân loại sau cùng thêm để bảo vệ, chỉ sợ cũng diệt tuyệt. Mà ở địa cầu đóng băng thời đại, một mực hàng tồn lại là những vi trùng đó. Vi trùng ngược lại là có thể nhất còn sống. Cho nên nói, có đôi khi quá mức cường đại cũng không là một chuyện tốt. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ chính là cái đạo lý này. Lại nói hoàng kim huyết tộc loại thứ hai truyền thừa phương pháp làm theo cũng là phiền toái nhất. Đó là muốn đem tự thân huyết mạch truyền lại đến một người xa lạ trên thân. Bình thường huyết tộc là không có năng lực như thế. Có thể nói, bây giờ huyết tộc chỉ có hai người có loại này huyết mạch truyền thừa năng lực. Cái kia chính là Sơn Sơ Rồ Thân Vương cùng lão tổ tông. Huyết mạch truyền thừa. Lúc trước Sơn Sơ Rồ Thân Vương đem huyết mạch truyền lại cho Bạch Tuyết lúc, hắn dùng 3 ngày 3 đêm. Lấy hoàng kim huyết mạch làm dẫn, tại hai người trên cổ tay cắt một đường vết rách, sau đó lấy pháp lực đem bịt kín đứng lên. Sau đó, huyết mạch chậm rãi dung hợp. Loại này huyết mạch truyền thừa phương pháp còn vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ để thụ truyền thừa người huyết mạch bạo liệt mà chết. Bạch Tuyết có thể thừa nhận được ở Sơn Sơ Rồ Thân Vương huyết mạch, bản thân cũng liền xứng danh Bạch Tuyết tư chất phi thường tốt. Đề tài cũng kéo xa. Giờ phút này, Sơn Sơ Rồ Thân Vương đem Bạch Tuyết nâng đỡ. Hắn đối đãi Bạch Tuyết vô cùng từ ái, giống như là nhìn cháu gái của mình. Bạch Tuyết bởi vì còn nhỏ kinh lịch, tính cách vô cùng lạnh. Nàng tại học thành về sau phải đi thân thủ báo thù, báo xong thù sau liền nhất tâm đền đáp Sơn Sơ Rồ Thân Vương. Tại Bạch Tuyết tâm lý, không có nhà, không có nước, chỉ có Sơn Sơ Rồ Thân Vương. Tiểu Tuyết, đến, ngồi. Sơn Sơ Rồ Thân Vương lôi kéo Bạch Tuyết tay ngồi vào trên ghế salon. Bạch Tuyết cũng liền nhập tọa. Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói ra, người cảm giác La Quân là cái dạng gì người. Bạch Tuyết thì là trước kia cho La Quân lái xe người tài xế kia. Nàng nghe vậy về sau trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, hắn tựa hồ đang chở cái gì đồ, vật.
Sân Sơ Rồ Thân Vương biết Bạch Tuyết tư duy vô cùng nhanh nhẹn, hắn lập tức hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bạch Tuyết nói ra, hắn cố ý biểu hiện rất lợi hại khoa trương, phách lối, thực cũng là tại để cho chúng ta gây nên hoài nghi, từ đó không dám tùy tiện ra tay, vì hắn tranh thủ thời gian nhất định. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, ta kết luận cũng là như vậy. Bất quá, ta nghĩ hắn thủy chung vẫn là có bài. Lá bài này đến là cái gì đây? Bạch Tuyết nói ra, điện hạ, ta có một ý kiến. Ngươi nói, Sân Sơ Rồ Thân Vương lập tức nói. Bạch Tuyết nói ra, ta qua đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại. Đến lúc đó, mặc kệ hắn là dạng gì bài, chúng ta đều có thể thấy rõ ràng, cũng là nói chuyện nhiều lời nói điều kiện. Sân Sơ Rồ Thân Vương nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy mình thật sự là đi vào một cái tử cục. Mà Bạch Tuyết chỗ sách biện pháp lại vô cùng đơn giản hữu hiệu. Sân Sơ Rồ Thân Vương dù sao lão, chỗ kinh lịch sự tình quá nhiều. Chú ý cẩn thận là hắn ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng là hắn lớn nhất khuyết điểm. Dù sao, có đôi khi thời cơ chiến đấu là chớp mắt là qua. Ta lại phái mấy cái huyết vương bá tước đi chung với ngươi bắt. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. Bạch Tuyết nói ra, không cần, điện hạ, nếu là đối phương có thể chống lại chúng ta hậu trường, dẫn người nhiều cũng vô dụng. Nếu là không có, ta một người là đủ. Sân Sơ Rồ Thân Vương nao nao, sau đó hắn gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn cũng không quá lo lắng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết năng lực hắn là tin tưởng. Và lại, Sân Sơ Rồ Thân Vương biết mình bên này tuy nhiên tại sợ ném chuột vỡ bình, nhưng La Quân bên kia cũng nhất định là đồng dạng ném chuột sợ vỡ bình. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. La Quân trở lại Già Lam nhà trọ về sau, hắn trước theo Trầm Phong liên hệ. Trầm Phong đã mang theo mọi người rời đi, phân tán giấu đi. La Quân theo Trầm Phong thông báo chính mình tình huống. Trầm Phong nghe xong lập tức nói, tam đệ, tuy nhiên ngươi tạm thời hù dọa ở người quen cũ kia vương. Nhưng ngươi bây giờ chưa chắc là an toàn. La Quân nói ra, ta minh bạch, năm đó người quen cũ vương tại chúng ta người Hoa trên tay thiệt thòi lớn, hắn là chú ý cẩn thận. Lần này, nếu không phải hắn chú ý cẩn thận, chúng ta chỉ sợ đợi không được Ma La. Hắn đón đến. Nói ra, người quen cũ vương tuy nhiên cẩn thận, nhưng người quen cũ vương thủ hạ khẳng định là có người biết chuyện. Trầm Phong nói ra, không sai. Hoàng Kim huyết tộc tích xúc quá thâm hậu, bọn họ mặc dù sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Ta đoán không lâu sau, người quen cũ vương thì sẽ phái người đến bắt ngươi. La Quân nói ra, Ma La phải sớm bên trên mới có thể đến, ta phải trước tránh một chút. Trầm Phong nói ra, hắn đón đến. Nói ra, tiếp xuống chúng ta điện thoại di động đều muốn tắt máy, để tránh bọn họ thông qua điện thoại di động điều tia, a tới. Trầm Phong cũng là tuyệt đối chú ý cẩn thận. La Quân gật gật đầu. Bạch Tuyết tại rạng sáng giết tới Già Lam nhà trọ. Có thể giờ này khắc này Già Lam nhà trọ lại là một cái quỷ ảnh đều không có. Bạch Tuyết cũng không nhụt chí, nàng lập tức gọi điện thoại hướng Sân Sơ Rồ người quen cũ vương báo cáo cái tin này. Thế mà đào tẩu. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bạch Tuyết nói ra, điện hạ, ta cảm thấy bọn họ là đang chờ bọn hắn trợ thủ đến đây. Cái này người trợ giúp, chỉ sợ không đơn giản. Sân Sơ Rồ Thân Vương lạnh hừ một tiếng, hắn có loại bị lường gạt phẫn nộ, chí ít, thần đế, trần lăng những người kia sẽ không đến đây. Còn lại người, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Một người còn có thể đem cái này quận bo thiên cho phản. Cũng không nhất định chính là một người. Bạch Tuyết nhắc nhở. Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm mặc xuống dưới. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Tuyết hỏi. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, ngươi về tới trước đi. Bạch Tuyết nói ra, đúng. Một đêm này, La Quân bọn người an ổn vượt qua. Sân Sơ Rồ Thân Vương làm việc hữu lễ có tiết, tiến thối có theo. Hắn sẽ không đi điên cuồng đuổi bắt La Quân bọn người, điều tia, a bọn họ. La Quân đám người này đã muốn tới Mãnh Long Quá Giang, chắc chắn sẽ không một mực trốn tránh. Sân Sơ Rồ Thân Vương lười nhác lãng phí thời gian. Buổi sáng thời điểm, sáng sớm tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Mỹ Lệ quận bo bên trên. Trầm Mặc Nùng cùng Ma La Đại Đế lấy sĩ đến đây. Ma La Đại Đế thân hình thu nhỏ đến người bình thường một kích cỡ tương đương, hắn nhìn cũng là cái phổ thông Thái Lan người. Hai người đến quận bo về sau. Đến từ Hoàng Kim huyết tộc tình báo cấp tốc thì truyền đến Sân Sơ Rồ Thân Vương trong tai. Nam nhân kia dáng dấp ra sao? Sân Sơ Rồ Thân Vương ở trong điện thoại hỏi đầu kia tình báo nhân viên. Bẩm điện hạ,
chúng ta cũng không có nhìn rất rõ ràng. Bất quá hắn giống như chừng 30 tuổi, tướng mạo rất là bình thường, ăn mặc màu đen áo bào lớn, có chút quái dị. Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, tiếp tục giám thị. Hắn sau khi cúp điện thoại không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nam nhân này thì là La Quân trợ thủ? Một người đến liền có thể thay đổi cục thế. Cái này sao có thể mà? Sân Sơ Rồ Thân Vương hoàn toàn không tin, hắn cảm thấy dưới mắt tình huống, trừ phi là thần đế hoặc là Trần Lăng buông xuống. Nếu không phía bên mình đều không cần mời lão tổ tông xuất thủ liền có thể đem La Quân đám người này nghiền thành tiên phấn. Sân Sơ Rồ Thân Vương cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội, vị này người quen cũ vương lần này quyết định không hề bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Hắn khi hạ mệnh lệnh Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, người lập tức qua đem Trầm Mặc Nùng cùng cái kia theo nàng cùng một chỗ người áo đen bắt tới. Vâng, điện hạ, Bạch Tuyết lĩnh mệnh lệnh, lập tức liền xuất phát. Bất quá lập tức, cẩn thận người quen cũ vương cảm thấy vẫn là không đúng kinh. Hắn lập tức cho Bạch Tuyết gọi điện thoại. Bạch Tuyết tiếp nhận. Nàng giọng nói cung kính, không có chút nào không kiên nhẫn. Bạch Tuyết, người mang lên 4 tên huyết vương bá tước tiến đến. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. Bạch Tuyết không dám khinh thường, nàng đối La Quân đám người kia giải vô cùng. Nhưng là đối xuất hiện thần bí người áo đen cũng không rõ ràng. Cho nên nàng không có cự tuyệt, nói, vâng, điện hạ. Thế là rất nhanh, Bạch Tuyết mang theo 4 tên huyết vương xuất phát. 4 tên máu vương toàn bộ đều là chiến đấu lực cường hãn tới cực điểm ra hỏa. Bọn họ tu vi đến thần thông bát trọng. Bất quá, bọn họ cũng không có cái gì tinh thần pháp lực loại hình. Bọn họ chỗ có pháp lực đều là chiến đấu lực. Cho nên, liền xem như trường sinh cảnh cao thủ pháp lực cũng không tổn thương được bọn họ. Nhưng là bọn họ tấn công đứng lên, lực sát thương là kinh người. Huyết vương môn binh khí là sắc bén chiến phủ. Lấy bọn họ thần lực tăng thêm thuận buồm xuôi gió chiến phủ. Cơ hồ cũng là không có gì bất lợi. Thấy thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Về phần Bạch Tuyết dùng là một ngụm huyền quang thần kiếm. Nàng cũng sẽ không pháp lực, chỗ có pháp lực đều là chiến đấu lực. Nàng thậm chí ngay cả ngự kiếm cũng sẽ không, có thể nàng kiếm lại là lợi hại tới cực điểm. Dạng này một đám sát ma ra sân, đó là muốn làm quận bo dốc hết ra bên trên ba dốc hết ra. Buổi sáng tia nắng ban mai vô cùng xinh đẹp, gió sớm quét. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Ma La bây giờ tính tình biến ôn hòa rất nhiều, hắn sát khí đang cùng ma đế Trần Thiên Nhai trong chiến đấu, thông qua tế bảo biến dị bị thu lại rất nhiều. Trầm Mặc Nùng dọc theo con đường này còn theo Ma La trò chuyện không ít, Ma La đối Trầm Mặc Nùng cũng là có cảm tình, cho nên hai người trò chuyện rất là vui sướng. Xe taxi rất nhanh liền tiến vào một đầu thương nghiệp phố. Ma La dễ chịu nằm, hắn nói ra, ta trước đó còn tưởng rằng La Quân nói muốn kiến tạo cái gì luyện đan khu vực, bất quá là nói một chút mà thôi. Nghĩ không ra hắn hành động nhanh như vậy, cái này tính khí, ta thích. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng thực cũng cảm thấy thật không thể tin. Nàng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng La Quân thì có cái này bá lực. Ánh sáng từ một điểm này nhìn lại, La Quân thì so quá nhiều người mạnh hơn. Thần vực sở dĩ cường đại, là bởi vì luyện đan chi thuật lợi hại. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, tất cả mọi người chỉ muốn tại thần vực đạt được đan dược, lại có rất ít người qua muốn sáng tạo một cái căn cứ, sau đó chính mình đến đại luyện đan. La Quân là một cái cảm tưởng người, mà lại, hắn càng là một cái dám làm người. Hắn ý nghĩ mặc dù lớn gan, nhưng làm lại là từng bước một cước đạp thực địa. Ma La, bụng của ngươi nhất định đói đi, nếu không chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Trầm Mặc Nùng trông thấy bên đường bữa sáng cửa hàng rất là náo nhiệt. Thế là hướng Ma La đề nghị. Ma La nói ra, cái kia cũng không cần, vẫn là trước trông thấy La Quân đi, ta sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại nói, ta muốn ăn dậy đồ, vật đến, các ngươi đến chuẩn bị một con trâu nhiều như vậy, ngươi cho ta giống các ngươi như thế tinh tế thực vật, ta ăn không quen. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy được rồi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng La Quân, vừa rồi bọn họ dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho ta, bọn họ hiện tại rất tốt. Ma La nghe vậy hơi hơi thở phào, bất quá lập tức, Ma La cũng có chút sở khóc sở cười, nói ra, tình huống như thế nào, ta lúc này mới vừa tới liền bị người để mắt tới. Làm sao, Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Ma La liền nói ra, ta cảm giác được chỉ ít có 5 người phân 5 cái phương vị đang cùng gần chúng ta. Chiến đấu lực đều rất không tệ. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nói ra, ta làm sao một chút cũng cảm giác không thấy. Ma La nói ra,
bọn họ tu vi không dưới ngươi, ẩn tàng khí tức, ngươi là cảm giác không thấy. Hai người nói chuyện đều là giảng Hoa ngữ, cho nên cái kia cho thuê tài xế là hoàn toàn nghe không hiểu. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, nhất định là Hoàng Kim huyết tộc người, bọn họ hiện tại tìm không thấy La Quân bọn họ, cho nên mới tới đối trả cho chúng ta. Ma La cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy đến vừa vặn, ta đem bọn hắn giết sạch sành sanh, cũng tốt vì La Quân thanh trừ chướng ngại. Ma La tuy nhiên tính tình ôn hòa một số, nhưng giết thừa số vẫn là thâm nhập cốt tủy, đây là ai cũng không có cách nào cải biến. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, không được. Ma La khẽ nhíu mày, nói, làm sao không được. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hoàng Kim huyết tộc tích xúc thâm hậu, người một khi đem bọn hắn toàn bộ giết. Vậy kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi. Huyết tộc còn muốn dò xét chúng ta mảnh, chúng ta cũng không thể đem sự tình làm quá mức. Người phải biết, năm đó thần đế, ma đế những người kia liên thủ đều không có thể đem Hoàng Kim huyết tộc hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại thực lực chúng ta còn yếu, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Ma La nói ra, vậy ngươi ý là bắt bọn họ, sau đó mới dễ đàm phán. Trầm Mặc Nùng nói ra. Ma La trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, tốt ha. Làm sao bây giờ? Ma La sau đó lại hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, nơi này là thương nghiệp phố, huyết tộc người muốn ở chỗ này sinh tồn liền sẽ không muốn đem sự tình làm lớn, bọn họ nhất định phải tại yên lặng địa phương ra tay. Như vậy đi, chúng ta xuống xe, giả bộ như chạy trốn, hướng yên lặng địa phương trốn, sau đó đem bọn họ dẫn quá khứ. Ma La nói ra, cái kia tốt, hắn đón đến, nói, bất quá mấy người như vậy, người muốn làm sao mang về. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta theo La Quân bọn họ bên kia liên hệ, để bọn hắn lái xe tới. Hai người nói chuyện ở giữa đã định Bạch Tuyết chờ người sinh tử, bọn họ không thể không biết cái này bên trong hội có bất kỳ ngoài ý muốn cùng vấn đề. Trầm Mặc Nùng sẽ không cảm thấy có, nàng là được chứng kiến Ma La lợi hại. Liền xem như ma đế Trần Thiên Nhai đều cầm Ma La không có cách, trong thiên hạ, còn có cái gì nếu như Ma La e ngại. Dừng xe, Trầm Mặc Nùng cùng Ma La thương nghị định về sau, Trầm Mặc Nùng lập tức dùng tiếng Anh nói ra. Cái kia sĩ tài xế dừng xe, Trầm Mặc Nùng đưa lên một chương 10 euro tiền giấy, sau đó nói, không cần tìm. Sau đó, hai người cấp tốc xuống xe. Bạch Tuyết cùng tứ đại huyết vương là có chặt chẽ liên hệ, một vị huyết vương lập tức thông qua tai nghe hướng Bạch Tuyết báo cáo, Tuyết tiểu thư, bọn họ đào tẩu. Bạch Tuyết lạnh giọng nói ra, chỉ sợ không phải đào tẩu, mà chính là dẫn chúng ta quá khứ. Cái kia huyết vương sững sờ, nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tuyết nói ra, đuổi theo. Bạch Tuyết là quyết định thật nhanh, nàng cấp tốc đuổi theo. Tứ đại huyết vương theo sát sau. Năm người này, từng cái sát khí đằng đằng. Ma La cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền xuyên qua thương nghiệp phố, đi vào đằng sau bóng rừng đường nhỏ. Nơi này người đi đường xe cộ liền thiếu đi rất nhiều. Ma La cùng Trầm Mặc Nùng ngay tại dưới một thân cây chờ đợi. Khi Bạch Tuyết năm người đuổi theo lúc, qua lại cá biệt người đi đường gặp tình này hình, lập tức xoay người chạy. Tia nắng ban mai xuyên thấu lá cây chiếu xạ trên mặt đất, cái kia ánh sáng mặt trời pha tạp lưu ly, giống như xé nát giấy mảnh. Buổi sáng, con đường này người đi đường xe cộ liền càng thêm thiếu. Lúc này, nơi đây, rất lợi hại yên lặng. Bạch Tuyết năm người vây kín ở Trầm Mặc Nùng cùng Ma La. Bị vây kín ở Trầm Mặc Nùng cùng Ma La cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, Ma La trên mặt có nghiền ngẫm nụ cười. Cái này khiến Bạch Tuyết cảm thấy bất an. Bạch Tuyết nhìn ra Trầm Mặc Nùng tu vi không yếu, thần thông bát trọng. Bất quá Bạch Tuyết cũng không có đem Trầm Mặc Nùng để vào mắt. Nàng tự tin nàng huyền quang kiếm muốn giết Trầm Mặc Nùng chỉ cần tam kiếm. Về phần cái này hắc bào nam tử, Bạch Tuyết cảm thấy ra hỏa này thì là thuần túy không có tu vi a. Nhưng vì cái gì, trong nội tâm nàng sẽ cảm thấy bất an đâu. Đây là một loại nhạy cảm trực giác. Không biết chư vị ngăn lại đường đi của chúng ta là có ý gì. Trầm Mặc Nùng mở miệng trước, nàng trông thấy Bạch Tuyết là cái người hoa lúc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bạch Tuyết hoa ngữ thật là tốt. Cho nên nàng cũng nghe được hiểu Trầm Mặc Nùng lời nói. Chúng ta là DK Cang gia tộc, muốn mời hai vị qua DK Cang gia tộc làm khách. Bạch Tuyết trầm giọng nói ra. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, làm khách, chư vị mài đao xoèn xoẹt, cái này không giống như là mời chúng ta đi làm khách a. Bạch Tuyết từ tốn nói, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm khó chịu, chúng ta ý tứ, Trầm tiểu thư cũng thấy rõ ràng.
cho nên còn mời đi một chuyến đi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nàng nói ra, theo ta được biết, bằng hữu của ta La Quân hôm qua đã đi qua các ngươi DK Cang gia tộc làm một lần khách. Hắn nói với ta các ngươi phi thường tốt khách, như vậy hôm nay, có qua có lại, ta xem các ngươi tốt hơn theo chúng ta trở về làm khách đi. Bên cạnh mấy cái huyết vương hoa ngữ cũng không được tốt lắm, bọn họ nghe không khỏi rượu. Bên trong một tên huyết vương hồ nghi nhìn về phía Bạch Tuyết, hắn nói ra, Tuyết tiểu thư, các ngươi là đang thảo luận làm khách sự tình sao? Bạch Tuyết không để ý đến cái này ngu ngốc huyết vương, nàng trong đôi mắt toát ra hàn ý tới, đã như vậy, vậy liền xem ai bản lãnh lớn. Nàng sau khi nói xong, từ giới tu di bên trong lấy ra huyền quang kiếm. Hoàng kim huyết tộc hiện tại tuy nhiên suy sụp, nhưng bọn hắn pháp khí bảo bối vẫn là rất nhiều, giới tu di loại vật này, huyết vương nhóm đều có. Về phần Bạch Tuyết, vậy dĩ nhiên cũng là có. La Quân đối loại vật này vẫn là rất lợi hại trông mà thèm. Giới tu di bỏ đồ vật, liền xem như sân bay kiểm an cũng kiểm không ti a được. Bạch Tuyết trong tay huyền quang kiếm tản mát ra như thu thủy quang mang, kiếm này vô cùng có linh tính, cái kia ánh mặt trời chiếu ở phía trên, tựa như là sống, thượng hạ du động. Bạch, nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Bạch Tuyết đột nhiên xuất thủ, nàng lại là trực tiếp một kiếm đâm về Ma La vị trí hiểm yếu. Bạch Tuyết thật sự là vô pháp nhìn ra Ma La sâu cạn, nàng là người thông minh, đã kết luận Ma La người phi thường. Cho nên nàng quả quyết ra tay. Ồ, Ma La hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Tuyết xuất thủ thật đúng là quá nhanh. Lấy Ma La tu vi, muốn né tránh tự nhiên không khó, bất quá Ma La làm sao lại tránh đâu. Hắn đột nhiên há mồm. Bạch Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, nàng thầm nghĩ, hắc bào nhân này thật là muốn chết a. Nàng kiếm hạng gì sắc bén, hắc bào nhân này lại dám há mồm đến cắn. Cái này tại Bạch Tuyết trong mắt cũng là không muốn sống. Bạch Tuyết tự tin, không ai có thể dùng miệng cắn nàng kiếm. Ai cũng không thể. Trên thực tế, liền xem như thần đế cũng không có bản sự này đến cắn Bạch Tuyết kiếm. Bởi vì thần đế thân thể cũng là có ràng buộc nha. Có thể Ma La là ai? Ma La thân thể chính là toàn địa cầu đệ nhất nhân a. Bạch Tuyết một kiếm đâm vào Ma La vị trí hiểm yếu, nhanh như lôi đình điện quang. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người thấy kinh tâm động phách. Bạch Tuyết cùng lúc đó, kiếm phong mãnh liệt rào động, liền muốn đem Ma La đầu rào cái nhão nhoẹt. Ma La ở trong nháy mắt này, hắn đầu lưỡi đột nhiên giống như châu bài thi cỏ một dạng quấn lấy Bạch Tuyết kiếm phong. Tiếp theo, hắn răng rắc mấy lần cắn. Cơ hồ thì trong nháy mắt, Bạch Tuyết cái này miệng huyền quang kiếm liền bị Ma La toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bạch Tuyết kinh hãi thất sắc, nàng cấp tốc lui lại. Giờ phút này, trong tay nàng cũng chỉ có huyền quang kiếm chuôi kiếm. Bạch Tuyết sợ hãi nhìn về phía Ma La, nàng không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Làm sao? Khả năng a. Huyền quang kiếm chính là vô thượng thần binh, chảm kim đoạn ngọc toàn bộ không nói chơi. Có thể tên nhân loại này, thế mà đem chính mình kiếm. Ăn. Tốt thuốc bổ, ha ha. Ma La lại là hồng quang đầy mặt. Bạch Tuyết ánh mắt phát lạnh, nàng quát, cùng một chỗ giết này tặc. Nàng cấp tốc tiến lên trước một bước. Bạch Tuyết động tác thật nhanh, lực lượng so hóa thần cảnh đỉnh phong có thể lợi hại hơn nhiều. Bởi vì các nàng đám người này, đều là đem pháp lực hóa thành chiến đấu lực. Đây là đột phá nhân thể hạn chế. Bạch Tuyết cấp tốc tập sát đến Ma La trước mặt, nàng hai ngón như câu, sắc bén vô song câu thẳng hướng Ma La trong mắt. Ma La lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, Ma La đơn trưởng dựng lên, một trưởng vỗ hướng Bạch Tuyết bụng. Phanh một tiếng. Trường sinh cảnh ngũ trọng Bạch Tuyết tại Ma La trước mặt quả thực cũng là không chịu nổi một kích, cấp tốc bị đánh bay ra ngoài. Sau cùng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bạch Tuyết nỗ lực muốn đứng lên, nhưng chỉ là cổ họng ngòn ngọt, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Còn lại tứ đại huyết vương cũng công giết tới. Bên trong một tên huyết vương lại là công sát hướng Trầm Mặc Nùng. Đừng nhìn Ma La động thủ, giống như những này huyết vương cùng Bạch Tuyết đều là tiểu lâu la một dạng không chịu nổi một kích. Nhưng Trầm Mặc Nùng đơn độc đối đầu một tên huyết vương lúc lại là không ngừng kêu khổ. Cái này huyết phương chiến phủ sắc bén, lực lượng hung hãn trùng thiên. Trầm Mặc Nùng căn bản là không có cách chống cự, nàng liên tục tránh né, trong nháy mắt đã hiểm tượng hoàn sinh. Mà lại, Trầm Mặc Nùng thử mấy lần sóng tinh thần công kích, máu này vương lại là căn bản không có việc gì. Huyết phương pháp lực hóa thành chiến đấu lực,
Bọn họ não vực cũng là kiên cố vô cùng, bình thường sóng tinh thần căn bản là không có cách công kích đi vào. Liền xem như trường sinh cảnh 9 tầng cao thủ, cũng rất khó công phá bọn họ não vực phòng ngự. Đây là huyết vương nhóm được trời ưu ái ưu thế. Bất quá, huyết vương nhóm cũng có chính mình thế yếu. Bọn họ vô pháp ngự kiếm giết người, vô pháp lấy pháp lực đến ngưng tụ nguyên thần cùng luyện hóa nguyên thần. Hoàng kim huyết tộc tuy nhiên cường đại, nhưng chính thức cường đại nghịch thiên chỉ giới hạn ở sân sơ rồ thân vương cùng lão tổ tông. Mà huyết vương nhóm vẫn là có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên, bây giờ còn lại mấy vị thân vương cũng coi là rất không tệ. Về phần thần vực tại bên ngoài trong mắt là cường đại vô cùng, không thể lay động tồn tại. Cái này một phần uy nghiêm là tới từ thần đế, Trung Hoa đại đế, Ma đế, Tu La đại đế, bốn vị này đại đế thật là không ai có thể dung chuyển. Về phần mấy vị các sư tôn cùng nội môn đệ tử đời một nhìn mạnh làm theo mạnh vậy, nhưng cũng rất nhiều người liền một tên huyết vương đều đánh không lại, càng đừng nói đối kháng huyết tộc thân vương. Bất quá, thần vực bên trong còn có một số thái thượng trưởng lão cũng là phi thường lợi hại. Đây là thần vực địa phương thần bí. Lời nói rõ một chút chính là, các thái thượng trưởng lão si mê với tu luyện, mặc kệ thế sự, đem sở hữu tục vụ đều giao cho những sư tôn kia nhóm. Tựa như là thần đế bọn họ, đây chính là không quản sự. Mà hoàng kim huyết tộc lão tổ tông, đồng dạng cũng là bất kể sự tình. Nói đến, thần vực truyền thừa vẫn chưa tới 100 năm. Thần vực tiền thân là tạo thần khu vực, về sau bị hủy diệt về sau, thần đế một lần nữa kiến tạo thần vực. Mà hoàng kim huyết tộc truyền thừa đã có ngàn năm lâu. Nhưng hoàng kim huyết tộc tại thần vực trước mặt, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Lại nói lúc này, Trầm Mặc Nùng bị một tên huyết vương liên tục chém giết, nàng lập tức lấy thần diệu thân pháp tránh né. Trầm Mặc Nùng mấy lần muốn phản kích, nhưng này huyết vương đem chiến phủ dùng mưa gió không lọt, Trầm Mặc Nùng căn bản không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, Trầm Mặc Nùng hiểm tượng hoàn sinh. Cũng thế, huyết vương lực lượng mạnh mẽ hơn Trầm Mặc Nùng, lại có thể tự động phòng ngự sóng tinh thần công kích. Mà lại, hắn trả cầm chiến phủ. Trầm Mặc Nùng tay không tất sắt, trong lúc nhất thời, tự nhiên là rất khó ứng phó. Lúc này, còn lại ba tên huyết vương đối Ma La cũng phát động công kích. Huyết vương tại Trầm Mặc Nùng trước mặt là cường đại không thể lay động. Nhưng là huyết vương nhóm tại Ma La trước mặt lại là khổ cực. Một tên huyết vương nhất chiến búa hung hăng bổ chúng Ma La đầu. Phanh một tiếng, cái kia chiến phủ trực tiếp đứt gãy. Cái kia huyết vương thấy thế hãi nhiên thất sắc, bất quá hắn đã không có cơ hội làm khác phản ứng. Ma La trực tiếp bóp lấy hắn vị trí hiểm yếu, đem hắn xách ở, hướng lên trời bên trên ném một cái. Cái kia máu vương đằng phi ra cao 30 mét khoảng không, sau cùng trực tiếp ngã trên tàng cây, lại đem nhánh cây nện đứt, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Tiếp theo, máu này vương mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Ma La thì theo bóp tiểu kê giống như a. Đáng thương cái này cường đại huyết vương, quá khổ cực. Hai gã khác huyết vương cũng chẳng tốt hơn là bao, Ma La đem hai người bọn họ xách trên tay, cứ như vậy một đôi đụng. Phanh phanh, hai người lần lượt đã hôn mê. Một màn này, để bên kia trọng thương Bạch Tuyết nhìn lại lần nữa muốn thổ huyết. Em gái ngươi a, đây là cường đại huyết vương a. Ca ca ngươi không muốn chơi như vậy a. Người bộ dáng này giống như là trong tivi tuyệt thế cao thủ xử lý hai cái phổ thông binh sĩ một dạng. Ma La quay người đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng bị buộc hiểm tượng hoàn sinh. Cái kia huyết vương đột nhiên đã cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy bốn phía quá an tĩnh. Con hàng này đột nhiên thì lui lại nhảy ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy đồng đội mình toàn bộ đã hôn mê. Máu này vương gọi là Bách, Bách phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm thấy đây hết thảy quá không đúng. Bách trầm ngâm một cái chớp mắt, quay người thì mở trốn. Quát con, trốn được sao? Ma La cười lạnh một tiếng. Không nên, Trầm Mặc Nùng lập tức ngăn cản Ma La. Ma La dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, vì cái gì không truy? Trầm Mặc Nùng đối Ma La cường đại cũng là có lại một lần nữa nhận biết, trong nội tâm nàng kinh thán không thôi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói ra, cũng nên có người trở về hướng lão thân vương báo tin. Cũng phải để lão thân vương biết ngươi lợi hại mà. Như thế chúng ta mới có đàm phán tư cách. Ma La bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, những này cong cong thẳng thẳng ta không hiểu, dù sao ta thì phụ trách đánh nhau. Ước chừng sau 10 phút, La Quân một đoàn người lái xe tới. La Quân cùng Ma La gặp mặt, hai người tất nhiên là hoan hỉ.
bất quá trên đường cũng không tiện ôn chuyện, mọi người đem Bạch Tuyết cùng hắn ba tên huyết vương chuyển sau khi lên xe, sau đó thì dẹp đường hồi phủ. Trở lại Già Lam nhà trọ về sau, La Quân cho Bạch Tuyết chuyên môn an trí một cái phòng. Còn lại ba tên huyết vương làm theo giam chung một chỗ. Ma La nói với La Quân, bọn họ thương thế rất nặng, thời gian ngắn khôi phục không, các ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, ta cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Đương nhiên, cũng sẽ không có bất kỳ người tới cứu phải đi bọn họ. Có Ma La cam đoan, La Quân mọi người tự nhiên có thể gối cao không lo. Sau đó, La Quân vì Ma La chuẩn bị tiếp phong yến. La Quân cũng vì Ma La trịnh trọng giới thiệu Tự Gia huynh đệ. Ma La đối Trầm Phong bọn người làm theo biểu hiện rất lãnh đạm, hắn cũng không phải như quen thuộc người. Bất quá mọi người cũng không quá để ý, La Quân cũng biết Ma La tính tình. Hắn tin tưởng mọi người ở chung thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ có cảm tình. Lúc ăn cơm đợi, mọi người uống vào sâm panh. Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân nói, hiện tại Ma La cũng tới, chúng ta cũng bắt Hoàng Kim huyết tộc người. Người dự định bước kế tiếp đi như thế nào? Mọi người liền đều nhìn về La Quân. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, Ma La tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ dựa vào Ma La một người liền muốn để Hoàng Kim huyết tộc khuất phục, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Hắn đón đến, nói ra, dưới mắt, ta ý nghĩ là Hoàng Kim huyết tộc có thành thục dây chuyền sản nghiệp. Chúng ta lại thông qua đàm phán bên trong, tìm bọn hắn phân một số dây chuyền sản nghiệp tới. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ lợi nhuận về sau, chúng ta có thể đem ánh mắt thả đi ra bên ngoài, lại thông qua bên ngoài lợi nhuận đến cung cấp quận bo tổng bộ. Trầm Phong làm theo nói ra, trước đó chúng ta xem trọng nơi này, là bởi vì nơi này thối khả thủ, tiến khả công. Nhưng bây giờ cùng Hoàng Kim huyết tộc thế thành nước lửa. Chúng ta chẳng khác gì là tại chính mình vị trí trái tim thả một cái tùy thời đều có thể hội nổ rớt bom. Nhìn như vậy đến, quận bo ưu thế đã không còn sót lại chút gì à. Trầm Phong nói rất lợi hại có đạo lý, mọi người trên mặt đều có vẻ lo lắng. La Quân nói ra, đại ca nói vấn đề này ta có nghĩ qua. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, chúng ta mới đến, danh tiếng cũng không vang dội, nếu là vừa đến đã bị Hoàng Kim huyết tộc đuổi đi. Khó tránh khỏi sẽ để cho đông đảo kẻ xấu đem chúng ta xem thường. Tương lai chúng ta thành lập khu vực, luyện đan chờ một chút, chắc chắn sẽ có một số đuôi mù người đưa ánh mắt ngắm đến trên người chúng ta tới. Hắn đón đến. Nói ra, nhưng chỉ cần chúng ta đem cùng Hoàng Kim huyết tộc một trận đánh tốt, đó chính là khai hỏa chúng ta uy phong. Tương lai chúng ta phải đối mặt cũng chỉ có Hoàng Kim huyết tộc, mà còn lại hạng giá áo túi cơm, cùng hắn thế lực cũng không dám lại đối với chúng ta động niệm đầu. Hắn đón đến, nói ra, mặt khác, Hoàng Kim huyết tộc ở chỗ này sản nghiệp đông đảo, bọn họ thực cũng là sợ ném chuột vỡ bình, sợ chúng ta hỏng bọn họ đại sự. Cho nên giữa chúng ta là có thể lấy được một cái thăng bằng. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta còn có thể thành lập công thủ liên minh. La Quân kiểu nói này, mọi người lập tức liền cảm thấy có đạo lý. Trầm Phong cũng biểu thị tán thành, nói ra, vậy thì tốt, thì chiếu ngươi nói xử lý. Bước kế tiếp, đi như thế nào? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, đương nhiên là phát thiếp mời đi mời Sân Sơ Rồ Lão Thân Vương đến phó chúng ta yến, đây cũng là có qua có lại mà. Phái ai đi đưa thiếp mời đâu? Lâm Băng hỏi tiếp. La Quân vẫn chưa trả lời, Trầm Phong trước khi nói ra, Mạc Vũ đi thôi. Mạc Vũ nhất thời giống như bị kim châm một chút nhảy dựng lên, hắn nói ra, đại ca, ta bản sự nhất là không tốt, ta làm sao qua nha. Tần Lâm cũng liền nói, đại ca, vẫn là để ta đi. Trầm Phong nhạt lạnh quét mắt một vòng Mạc Vũ, nói ra, nhị đệ qua, liền có thể đánh bại Hoàng Kim huyết tộc người. Mạc Vũ lập tức minh bạch Trầm Phong ý tứ. Thực ai đi đều là giống nhau, đều khó có khả năng tại Hoàng Kim huyết tộc tổng bộ chiến thắng Hoàng Kim huyết tộc người. Nhưng lần này qua, vốn cũng không phải là đánh nhau. Nhưng bây giờ, Mạc Vũ cũng biết mình bên này cùng Hoàng Kim huyết tộc đã xé mở ra mặt. Mạc Vũ là sợ hãi qua sẽ xảy ra chuyện. Bất quá dưới mắt Trầm Phong lên tiếng, Mạc Vũ vẫn là cắn răng một cái, nói ra, ta qua. La Quân cũng nói, Mạc Vũ, đại ca cho ngươi đi. Không phải là bởi vì ngươi không trọng yếu, muốn ngươi đi chịu chết. Mà là bởi vì, lần này qua đưa tin, ngươi tuyệt không có việc gì. Trầm Phong từ tốn nói, tam đệ, ngươi không cần cùng hắn giải thích. Như hắn liền tầng này đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia đã không còn gì để nói. Mạc Vũ nhất thời ngượng ngùng, hắn sờ sờ đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Thực,
trong lòng của hắn là có như vậy một tia khó chịu. Bởi vì Trầm Phong tại rất nhiều người trước mặt, xưa nay không chừa cho hắn một tia mặt mũi. Nhưng Trầm Phong là đại ca hắn, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Sân Sơ Rồ thân vương tại Đê Kê Cang gia tộc thành bảo bên trong. Hắn đang chờ đợi Bạch Tuyết bên kia hành động tin tức. Mà Huyết Vương Bách thì là lộn nhào đi vào Sân Sơ Rồ thân vương trước mặt. Giờ phút này, lão thân vương chính tại cửa ra vào phơi ấm áp thái dương. Trước mặt hắn là suối phun bọt nước văng khắp nơi, sáng sớm gió thổi tới, lại là khiến người ta như mộc xuân phong. Lão thân vương nhìn thấy Bách về sau, không khỏi thất sắc, làm sao? Bách vẻ mặt cầu xin, quỳ nói ra, điện hạ, việc lớn không tốt. Tuyết tiểu thư còn lại mấy vị máu vương huynh đệ, toàn bộ bị đối phương cho bắt đi. Sân Sơ Rồ lão thân vương không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn siêu một chút đứng lên, nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bách liền rất lợi hại nghe lời lặp lại lần nữa. Sân Sơ Rồ thân vương không thể tin, hỏi, tại sao có thể như vậy? Người nào bắt bọn họ? Lão thân vương biết mình cái này mấy tên thủ hạ bản sự, riêng là Bạch Tuyết bản sự. Hắn không dám tưởng tượng, trong thiên hạ có người nào có thể bắt bọn hắn. Bắt người cùng giết người, hiển nhiên là giết người muốn dễ dàng nhiều a. Bách ngay sau đó liền nói, cũng là người áo đen kia, chúng ta qua ngăn chặn bọn họ. Tuyết tiểu thư dùng huyền quang kiếm đâm người áo đen kia, không nghĩ tới người áo đen trực tiếp ăn tuyết tiểu thư huyền quang kiếm. Mà lại chỉ là nhất trưởng, tuyết tiểu thư liền bị đánh thành trọng thương. Về sau, ta cùng còn lại mấy vị huynh đệ công sát Trầm Mặc Nùng cùng người áo đen kia. Ta là cùng cái kia Trầm Mặc Nùng đánh nhau, lúc đầu, Trầm Mặc Nùng đã muốn bị ta đánh bại, thế nhưng là đúng lúc này, ta phát hiện còn lại mấy vị máu vương huynh đệ đã nằm trên mặt đất. Bách tiếp tục nói, điện hạ, ta cũng không phải sợ chết. Chỉ bất quá khi đó dưới tình huống đó, ta cảm thấy ta nhất định phải trở về cho ngài báo một cái tin. Cho nên, ta xoay người bỏ chạy đi. Sân Sơ Rồ thân vương cũng không so đo Bách đào tẩu, hắn biết Bách nói chuyện là xuất phát từ chân tâm. Sân Sơ Rồ thân vương trầm ngâm xuống dưới. Hắn thầm nghĩ, cái này là quân, quả nhiên là có một chương lợi hại vương bài. Ngay cả Tuyết Nhi cũng không tiếp nổi người áo đen kia nhất trưởng, chỉ sợ mấy cái đại thân vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sân Sơ Rồ thân vương không nghĩ ra là, cái này Hắc Bào cường giả đến là thần thánh phương nào. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái cường địch? Sân Sơ Rồ thân vương biết mình bên này đến thánh địa hơn 20 năm, một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng hôm nay chỉ sợ là gặp được lớn nhất một cái khó khăn. Mà lại dưới mắt, hắn chả đau đầu hơn làm sao đem Tuyết Nhi các nàng cứu trở về. Liền cũng tại lúc này, Varai tiến lên đây. Varai đến một lần liền nhìn thấy Bách, hắn không để ý đến Bách, mà là tại Sân Sơ Rồ thân vương bên tai nhỏ giọng nói ra, điện hạ. La quân bên kia phái một người tới gặp ngài. Sân Sơ Rồ thân vương nghe vậy về sau cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí, trong lòng của hắn là lòng dạ biết rõ. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, xem ra hiện tại La quân tiểu gia hỏa kia là muốn mời ta qua dự tiệc. Varai liền hỏi Sân Sơ Rồ thân vương, nói, điện hạ, muốn không để hắn tiến đến. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, đương nhiên muốn. Hắn đón đến, nói ra, tiểu La quân đô dám đến phó ta yến. Ta chẳng lẽ liền gặp người khác không dám? Cái này chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Varai liền nói ra, vâng, điện hạ, ta cái này mời hắn vào. Đi thôi, Sân Sơ Rồ thân vương nói ra. Varai quay người phải đi. Sân Sơ Rồ thân vương đối còn quỳ Bách nói ra, người xuống dưới cực kỳ tu dưỡng đi. Vâng, điện hạ, Bách trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Không thể không nói, Sân Sơ Rồ thân vương tại Hoàng Kim trong huyết tộc vẫn là đức cao vọng trọng. Hắn đối xử mọi người nhân hậu, từ ái, là thâm thụ huyết tộc thế hệ trẻ tuổi kính yêu. Bách xuống dưới về sau, rất nhanh, Mạc Vũ thì tiến đến. Mạc Vũ tuy nhiên bình thường có chút cà lơ phất phơ, nhưng giờ phút này lại là trang trọng nghiêm túc. Hắn đi vào Sân Sơ Rồ thân vương trước mặt, lập tức ôm ngực chắp tay, nói, thân vương điện hạ, ngài khỏe chứ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Sân Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói, khách quý mời ngồi. Hắn nói xong cũng để Varai qua chuyển cái ghế đi ra. Mạc Vũ mỉm cười, nói, thân vương điện hạ, cảm ơn ngài hảo ý. Bất quá ta hôm nay tới là phụng nhà ta ca ca mệnh lệnh, đến đây cho thân vương điện hạ ngài đưa một phần thiếp mời. Hắn nói xong cũng đem thiếp mời lấy ra. Varai tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên cho Sân Sơ Rồ thân vương.
Sân Sơ Rồ Thân Vương tiếp nhận thiếp mời, nhìn một chút về sau, mỉm cười, nói ra, mời khách quý hồi phục La Quân tiên sinh, ta đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ tiến về. Mạc Vũ liền nói ra, đa tạ thân vương điện hạ, cái kia Mạc Vũ liền cáo từ. Tiễn khách, Sân Sơ Rồ Thân Vương đối Varai nói ra. Varai gật đầu, nói, đúng. Varai tương Mạc Võ đưa ra trang viên, sau đó Mạc Vũ bên trên xe rời đi. Đừng nhìn Mạc Vũ biểu hiện nhẹ nhõm tự tại, ứng phó thỏa đáng. Trên thực tế tại đứng trước Sân Sơ Rồ Thân Vương lúc, trong lòng của hắn là khẩn trương đến muốn chết. Hiện tại bình an rời đi, Mạc Vũ cũng mới dài thở phào một hơi. Đồng thời, Mạc Vũ trong lòng cũng có chút bội phục đại ca bọn họ. Bọn họ quả nhiên là so với chính mình phải có kiến thức nhiều, sớm đã nhìn ra chuyến này không có nguy hiểm. Mà lại, chính mình có phải hay không cũng quá bất tranh khí. Trước đó Tam ca biết rõ gặp nguy hiểm, cũng dám đến thản nhiên dự tiệc. Chính mình làm sao lại như thế sợ đâu. Đê kê Cang gia tộc trong trang viên, ánh sáng mặt trời bắt đầu mãnh liệt lên. Sân Sơ Rồ Thân Vương tập tễnh đứng lên, hắn ăn mặc màu vàng sáng áo choàng, nhìn thân hình khom người, đã dần dần già đi. Lão nhân gia này vì gia tộc sứ mệnh, một mực cẩn trọng. Nhưng hắn vẫn là không thể không đối mặt cái này đến cái khác nguy cơ. Varai theo thật sát Sân Sơ Rồ Thân Vương đằng sau. Sân Sơ Rồ Thân Vương đi đến trong thiên điện, hắn sau đó ở trên ghế salon dễ chịu ngồi xuống. Varai lập tức để hai tên người hầu cho Sân Sơ Rồ Thân Vương bóp cõng. Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười, nói ra, Lucy cùng Mai Mai bóp gác tay phương pháp càng ngày càng tốt. Hắn lộ ra rất là hưởng thụ. Varai ở một bên lại là có chút lo lắng xuông, hắn nói ra, điện hạ, La Quân yến hội là thời gian nào nha? Chúng ta là không phải đến có cái kế hoạch đến ứng đối nha. Sân Sơ Rồ Thân Vương trên mặt bất động thanh sắc, thật tâm bên trong một mực đang suy nghĩ. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, hiện tại người trẻ tuổi là càng ngày càng không được. Từng cái, đều nghĩ đến mãnh long quá giang, đem chúng ta những lão gia hỏa này dẫm tại dưới chân, thành vì bọn họ thành công bàn đạp. Thiên hạ này, cuối cùng cũng là người trẻ tuổi a. Varai ở một bên nghe là lạ, điện hạ. Sân Sơ Rồ Thân Vương tiếp tục nói, yến hội ngay tại đêm nay, không cần đoán, ta cũng biết La Quân tiểu gia hỏa này muốn làm gì. Hắn muốn theo ta sở hạ hán giới, chia sông mà cai trị. Varai nói ra, điện hạ, ta ngược lại thật sự là có chút không hiểu. Thiên hạ này đại rất lợi hại, cái này La Quân tại sao phải chọn chúng quận bo? Chẳng lẽ hắn là cảm giác cho chúng ta huyết tộc dễ khi dễ? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, chúng ta tự nhiên không phải dễ khi dễ. Tiểu gia hỏa này làm như thế, tự nhiên cũng có hắn đạo lý. Hắn đã dám cùng chúng ta đến đối nghịch, ta nhìn hắn mưu đồ không nhỏ a. Varai trầm mặc xuống dưới. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, còn nói thêm, điện hạ, vậy tối nay, ngài định làm như thế nào? Chỉ sợ La Quân trận này yến hội cũng không tốt như vậy ăn a. Sân Sơ Rồ Thân Vương ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, hắn nói ra, lão hổ đem phong mang ẩn tàng lâu, ngoại nhân liền sẽ khi nó là một cái mèo bệnh. Chúng ta hoàng kim huyết tộc ẩn núp quá lâu, hơn 20 năm trước rời núi, lại cuối cùng đều là thất bại. Cho nên bây giờ, ngoại nhân đối với chúng ta đều thiếu như vậy một phần kính sợ. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, nói, cho nên hiện tại, mặc kệ là cái gì A Miêu A Cẩu, đều coi là đến có thể dẫm lên chúng ta một chân. Lão Thân Vương lần này là thật nổi giận. Hắn râu tóc đều dựng, đột nhiên đứng lên, nói ra, tiểu gia hỏa kia thủ hạ chỗ ỷ lại, bất quá chỉ là cái kia hắc bào cường giả một người. Chỉ cần đêm nay, ta đem cái kia hắc bào cường giả giết. Tiểu gia hỏa kia căn bản không đáng nhắc đến. Varai gặp Lão Thân Vương nổi giận, hắn cảm nhận được Lão Thân Vương uy nghiêm, ngay sau đó, hắn lập tức nói, điện hạ nếu là tự mình xuất thủ, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Sân Sơ Rồ Thân Vương ánh mắt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Varai hơi hơi thở phào, hắn thử thăm dò nói, điện hạ, chuyện này muốn hay không qua bẩm báo lão tổ tông? Không cần, Sân Sơ Rồ Thân Vương cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Lão Thân Vương cũng là có lòng tự trọng, muốn là chuyện như vậy đều cần kinh động lão tổ tông. Lúc đó để Lão Thân Vương cảm thấy mình rất lợi hại vô dụng. Varai liền biết lại là kết quả này, hắn nói ra, vậy tối nay ngài mang mấy người kia. Sân Sơ Rồ Lão Thân Vương trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, La Quân bên kia, trừ hắc bào cường giả bên ngoài, còn lại người đều là không có tác dụng gì. Thì ngươi cùng ta đi thôi, nếu ta không địch lại cái kia hắc bào cường giả,
mang lại nhiều người cũng vô sự vô bổ. Varai nói ra, vâng, điện hạ. Hoàng hôn thời điểm, trời chiều ánh chiều tà vẩy chiếu vào già lam nhà trọ trong viện. Nơi này không khí vô cùng tinh khiết, mang theo một tia ngọt lịm vị đạo. Nơi này cảnh sắc khiến người ta say mê, vui đến quên cả trời đất. Giờ này khắc này, Lâm Băng bọn người toàn bộ đều trong sân ngồi. Về phần chiêu đãi sân sơ rồ thân vương giả tiệc làm theo từ chuyên môn đầu bếp đang chuẩn bị. Lâm Băng, La Quân còn có Ma La bọn họ như thế một đám người hiện tại chính đang làm gì đó. Bọn họ tự nhiên không là đang ngồi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Bọn họ đem Bạch Tuyết cùng còn lại ba tên huyết vương vây vào giữa. Bạch Tuyết các nàng thụ thương, vô cùng suy yếu, cho nên, bọn họ cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lý có chút tích huyết, chính mình mấy người dài rất kỳ quái sao. Các ngươi là đang quan sát hầu tử sao? Trên thực tế, La Quân một đoàn người tự nhiên không phải tại thưởng thức hầu tử, bọn họ là đang nghiên cứu. Bởi vì Trầm Mặc Nùng nói, bọn họ những người này không thụ tinh thần đợt công kích. Cái này khiến La Quân phảng phất nhìn thấy một cái đường tắt. Nếu như mình không nhận cao thủ sóng tinh thần công kích, như vậy nếu như chính mình lại cầm một ngụm lợi khí, chính là có thể đem thần thông 9 tầng cao thủ đều chạm dưới kiếm. Phải biết La Quân đấu pháp, đây chính là ít có địch thủ. Ma La, người nói nàng là trường sinh cảnh ngũ trọng tu vi. La Quân mắt nhìn Bạch Tuyết, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Ma La gật gật đầu, nói ra, không sai. Nếu để cho nàng không nhận trói buộc đánh với ngươi, một kiếm miểu sát ngươi. Trần Lăng nhất thời lòng tự trọng gặp khó, nói, không có khoa trương như vậy chứ. Ma La rất lợi hại nghiêm túc nói, thật một chút cũng không có khoa trương. Ma La theo rồi nói ra, bọn họ mấy người này thân thể lực lượng so với các ngươi đều cường đại hơn, đây là đem huyết nguyên pháp lực hóa thành chiến đấu lực duyên cớ. Các ngươi cũng không cần lại nghiên cứu, bọn họ không thụ tinh thần đợt công kích sở khốn nhiễu, đây là bởi vì bọn họ huyết thống bởi vì. Hắn đón đến, nói ra, cũng không phải nói bọn họ liền không thể bị sóng tinh thần công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn tinh thần phòng ngự rất mạnh. Nếu để cho cái kia ma đế đến đây, đồng dạng cũng có thể phá bọn họ tinh thần phòng ngự. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân để Mạc Vũ mang Bạch Tuyết bọn họ tiến đi nghỉ ngơi. Bởi vì đã nghiên cứu hoàn tất a, Bạch Tuyết một mọi người nhất thời có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, mà lại cái này nhục nhã rất mãnh liệt a. Nhưng giờ phút này, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bạch Tuyết bọn người mang đi về sau, La Quân không có cam lòng, nói ra, các nàng huyết nguyên pháp lực đến là cái gì? Chúng ta không có cách nào phục chế sao? Ma La nói ra, trên đời duy nhất không có thể phục chế chính là ta thể chất. Còn bọn họ thể chất nha, tuy nhiên đặc thù, nhưng cũng không phải không thể phục chế. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, nàng thì là người hoa các ngươi. Nàng khẳng định không phải trời sinh huyết tộc, cho nên, thể chất nàng thì là phục chế mà đến. La Quân lập tức hưng phấn lên, nói ra, nếu chúng ta cũng phục chế bọn họ thể chất đâu. La Quân dưới mắt là liều lĩnh muốn cường đại lên a. Lâm Băng bọn người đối cái đề tài này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ma La nhìn mọi người liếc một chút, hắn nói ra, nói là phục chế, cái này không quá chuẩn bị. Phải nói là truyền thừa, loại này truyền thừa, nhất định phải là có cao thâm thuần chủng lão huyết tộc nguyện ý cùng các ngươi huyết dịch dung hợp. Mạc Vũ vừa vặn đi ra, hắn rất lợi hại dế nhúi hỏi, hấp huyết quỷ không phải cắn chúng ta một ngụm, chúng ta liền có thể có bọn họ năng lực sao? Tần Lâm lập tức cười mắng. Ngươi là cương thi điện ảnh nhìn nhiều a. Bị cắn một cái về sau, khó lường nhất cương thi, ngươi còn muốn mạnh lên. Mạc Vũ nhất thời có chút tiểu xấu hổ, cười ha hả, an vị tại Tần Lâm bên cạnh. Cho nên nói, thứ gì phát sinh thực đều là có dấu vết mà lần theo, có đạo lý có thể giảng. Vạn sự vạn vật, thiên địa vũ trụ tuần hoàn, bất kỳ vật gì, cũng có thể dùng đạo lý để giải thích. Nếu như ngươi giải thích không... Cái kia không phải là bởi vì chuyện này vật phát sinh trái ngược lẽ thường, mà là bởi vì ngươi không hiểu. Có chút hung mãnh virus có thể ăn mòn nhân thần trải qua, dù cho não vực tử vong về sau, mà thân thể người không chết. Đây chính là cùng loại cương thi, zombie. Loại người này cắn người về sau, virus truyền nhiễm, vậy thật là có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà huyết tộc lực lượng lại là một loại huyết mạch truyền thừa, cái kia cùng virus là hoàn toàn khác biệt. Bất quá dưới mắt trải qua Ma La kiểu nói này, La Quân cũng liền bỏ đi truyền thừa huyết tộc suy nghĩ. Cái này cũng không làm sao hiện thực, cũng không có khả năng mà. Sau đó,
Ma La tiếp tục nói, mọi thứ có lợi thì có hại, huyết tộc loại này huyết thống tuy nhiên có thể thông qua hấp thu huyết dịch đến tăng cường pháp lực. Nhưng là bọn họ pháp lực chỉ có thể hóa thành chiến đấu lực, mà lại đến trường sinh cảnh 9 tầng về sau, rất khó ngưng tụ pháp đan. Bọn họ nghèo cả đời đều rất khó đột phá thái hư trọng thiên chi cảnh. Lâm Băng trầm giọng nói ra, thái hư trọng thiên chi cảnh, đối chúng ta mà nói cũng vô cùng gian nan a. Chí ít, bọn họ có thể xách tới trước thái hư trọng thiên một bước này. Ma La nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là không thể nào thành tựu pháp đan. Nhưng là Mặc Nùng trên tư liệu biểu hiện, vị lão tổ tông kia cùng lão thân vương lại đều thành tựu pháp đan. Chuyện này là rất lợi hại kỳ quặc, bên trong đến phát sinh cái gì, đây là một điều bí ẩn. Trầm Mặc Nùng làm theo khẽ cười khổ, nói ra, chúng ta cũng không cần vì chuyện này mà tranh chấp, dù sao chúng ta cũng không có khả năng có huyết tộc huyết mạch truyền thừa. Nàng lời này ngược lại là rất lợi hại thực sự. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, hôm nay ta cùng cái kia huyết vương giao thủ, lại là cảm giác được chính ta thiếu nghiêm trọng. Ta hiện tại nhất định phải đến thối luyện pháp khí giết địch. Không phải vậy gặp gỡ huyết vương tuyệt không phải là đối thủ. Ma La nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, Mặc Nùng, người đến thần thông bát trọng cũng có một đoạn thời gian. Người thế mà đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì pháp khí. Ta cũng đối ngươi xem như lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng Lâm Băng, nói ra, Lâm Băng là thần thông ngũ trọng, nhưng ta tin tưởng nàng khẳng định là có biện pháp khí. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, ngươi nói đúng. Nàng sau khi nói xong liền từ trên ngón tay mang giới tu di bên trong lấy ra một dạng sự vật. Nàng lấy ra thứ gì La Quân cũng không quá để ý, La Quân chủ yếu là trông mà thèm Lâm Băng giới tu di a. Cái này có thể là đồ tốt a. Quá thần kỳ. Lâm Băng lấy ra là một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm này bị trời chiều quang mang chiếu xạ, linh quang thiểm động. Kiếm này là sư phụ ta từ một chỗ thất lạc trong động phủ tìm được, về sau bị sư phụ thối luyện, về sau sư phụ đem đưa cho ta. Kiếm này tên là Ngự Phong Kiếm. Lâm Băng sau khi nói xong, bỗng nhiên nhất chỉ phía trước, quát, qua. Nhất thời, Ngự Phong Kiếm giống như một đạo cực quang hướng phía trước đâm tới. Mọi người liền nhìn lấy Ngự Phong Kiếm trên không trung vừa đi vừa về lao nhanh bay nhanh, vậy liền giống như là từng đạo lưu tinh tàn ảnh, khiến người ta nhìn hoa mắt thần mê. Ngự kiếm giết người. Đây là trong truyền thuyết mới có đại thần thông a. La Quân cùng Trầm Phong còn có Tần Lâm nhìn hâm mộ cùng cực. Chỉ tiếc, bọn họ cách một bước này còn kém rất xa. Mạc Phú thì là dứt khoát không muốn a. Tựa như là một người quá xấu, đối mỹ nữ ngược lại chẳng thèm ngó tới. Bởi vì căn bản không đùa a. Tiếp theo, Lâm Băng đem Ngự Phong Kiếm thu vào đến giới tu di bên trong. Thu thời điểm, ô quang lóe lên, liền tiến vào giới tu di bên trong. Động tác này cũng là tiêu sái cùng cực. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, nàng đối pháp khí khát vọng càng phát ra mãnh liệt. Nàng theo La Quân những người này là có khác nhau. La Quân những người này chẳng khác nào là không có tiền không có bằng lái xe, nghĩ thoáng xe, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Trầm Mặc Nùng lại là lấy được bằng lái xe người, chỉ chờ có tiền liền có thể có xe trạng thái. Cho nên, nàng có tư cách hơn khát vọng a. Quá yếu, Ma La thấy thế khẽ thở dài một cái. Lâm Băng nhất thời có chút im lặng. La Quân mấy người cũng là khẽ giật mình. Ma La nói ra, người cái này Ngự Phong Kiếm, cũng liền dọa một chút La Quân bọn họ dạng này. Gặp được cái kia huyết vương, chỉ cần một búa đều có thể đánh bay. La Quân lập tức biểu thị không phục. Nói ra, Ma La, lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta làm sao, cho ta một cây kiếm, ta như cũng cho sư tỷ đánh bay rồi. Ma La nói ra, vậy được rồi, sư tỷ của ngươi kiếm này cũng là liền ngươi cũng không dọa được, thuần túy là chơi vui. Lâm Băng nhất thời mặt đều tức điên. Ma La thấy thế, cười ha ha, nói ra, Lâm Băng, người khác còn không phục. Ta nói thật, não vực pháp lực tuy nhiên cường đại vô biên. Nhưng là... Tại các ngươi cái này giai đoạn sơ cấp, thật đúng là tác dụng không lớn. Các ngươi muốn có được chính thức cường đại pháp lực, nhất định phải đạt tới thái hư trọng thiên chi cảnh. Đến cảnh giới kia, có thể dùng tự thân pháp lực ngưng tụ bốn phía từ trường, phân tử chi lực, đồng thời có thể đi hấp thu địa tinh sát khí, hỏa sát, ngũ hành tinh khí, chiến hồn các loại. Khi đó, pháp lực không gì làm không được bao dung, đây mới thực sự là cường đại. Thì các ngươi những người này pháp lực đánh vào trên người của ta. Gãi ngứa ta ngại khí lực tiểu. Lời nói này Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng á khẩu không trả lời được.
thật sự là không thể nào phản bác a. Ma La nói ra, các ngươi hiện tại, không cần nhớ chút lòe loẹt đồ, vật. Hảo hảo tu luyện pháp lực, đây là một, nếu như muốn chiến đấu, đó còn là nhiều dựa vào tự thân thân thể lực lượng. Hắn đón đến, nói ra, mà lại, đều có thể chuẩn bị chút tiện tay vũ khí. Các ngươi sức chiến đấu cùng kỹ xảo đã không có biện pháp lại tiến bộ. Vậy sẽ phải mượn vũ khí. Lời này là đối. Trước đó, mọi người tu vi không đủ, nhất định phải nhất tâm ỷ lại tại thân thể, hai tay, tâm vô bằng vụ. Nhưng bây giờ, mọi người nhục thân tu vi đều không khác mấy viên mãn. Cho nên lúc này, vũ khí là cực kỳ trọng yếu. La Quân liền nói ra, xem ra tiếp xuống sự tình, chúng ta là đến chuẩn bị vũ khí. Hắn đón đến, nói ra, bất quá đây là xã hội hiện đại, đeo vũ khí rất nhiều không tiện, mà lại bị hạn chế cũng nhiều a. Muốn là chúng ta đều có cái giới tu di, vậy liền dễ làm. Ma La uể oải nói ra, giới tu di vật này, cũng không có cái gì hiếm lạ. Các ngươi đi xem một chút ta bắt mấy người này, trên tay bọn họ đều có. Ta dựa vào, La Quân thì thèm vật này, hắn lập tức nhảy dựng lên, nói, ngươi không nói sớm. Tuy nhiên làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng là đồ tốt không chờ người. La Quân không có ý định khách khí. Trầm Phong cùng Tần Lâm còn có Trầm Mặc Nùng, bọn họ đối giới tu di cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Mạc Vũ ngược lại là rất lợi hại thức thời, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm. Thế là tiếp xuống một màn liền để Bạch Tuyết muốn thổ huyết. Bọn họ giới tu di bị La Quân bọn này cường đạo cướp đi. Trầm Mặc Nùng ngượng ngùng đi lấy, loại tên lưu manh này sự tình, Trầm Mặc Nùng thì giao cho La Quân. Bạch Tuyết là nữ nhân, nàng giới tu di tự nhiên muốn cho Trầm Mặc Nùng. La Quân đây là phụng Trầm Mặc Nùng mệnh lệnh tới lấy giới tu di. Bạch Tuyết nằm ở trên giường, nàng còn không đến mức không thể động. Nàng trông thấy La Quân hứng thú bừng bừng xông tới về sau, không khỏi giật mình. Bạch Tuyết sắc mặt đều biến, nàng hơi hơi phát run nói, người muốn làm gì? La Quân hiện tại cũng không có lấy trước như vậy vô liêm sỉ, hắn có chút xấu hổ xoa xoa tay, nói ra, người chiếc nhẫn kia rất không tệ, có thể cho ta xem một chút sao? Bạch Tuyết biến sắc, lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ, người mơ tưởng. La Quân cắn răng một cái, nói ra, vậy ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh. Hắn nói xong cũng muốn tới mỉa mai Tuyết giới tu di. Bạch Tuyết ngay lập tức đem giới tu di gỡ xuống, chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Nàng quyền đầu nắm chặt gấp. La Quân một phát bắt được nàng nhu di, tay kia cưỡng ép tách ra Bạch Tuyết quyền đầu. Bạch Tuyết thụ thương, kinh lực nơi đó là La Quân đối thủ. Thế là cứ như vậy, tại Bạch Tuyết điềm đạm đáng yêu bên trong, La Quân cường đạo cướp đi cái kia một cái ngân sắc giới tu di. Người vô sỉ, Bạch Tuyết khó thở, nàng thì chưa từng gặp qua giống La Quân loại người này. La Quân cũng là tâm hỏng, cười ha ha, nói ra, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn nói xong xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, tại Già Lam nhà trọ trong phòng khách. Trước mặt mọi người thì xuất hiện bốn cái ngân sắc giới tu di. Cái thứ hai nan đề lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia chính là giới tu di bên trong có thuộc về huyết vương nhóm dấu ấn tinh thần. Giới tu di bên trong là tự thành tiểu không gian, chính là dùng đặc thù tài liệu cùng trận pháp chèo chống. Muốn bỏ đồ vật cùng lấy đồ, vật, đều dựa vào tinh thần lực đến dò xét lấy. Bây giờ, giới tu di bên trong có người khác dấu ấn tinh thần. Như vậy La Quân bọn người thì vô pháp nhìn trộm đến giới tu di bên trong tình huống. Cái này còn không đơn giản, Ma La không có coi là chuyện đáng kể, cầm lấy bốn cái giới tu di trên tay. Sau đó, hắn đối bốn cái giới tu di đột nhiên vừa hô. Trong một chớp mắt, tiếng giống chấn thiên. Sau đó, bên trong đáng thương dấu ấn tinh thần toàn bộ bị Ma La giống đến tan thành mây khói. La Quân bọn người liền riêng phần mình tuyển giới tu di. La Quân đeo giới chỉ trên tay, hắn cùng Trầm Phong bọn người thì khổ cực rất nhiều. Nhất định phải đem giới tu di dán sát vào cái trán, sau đó chăm chú cảm nhận. Chỉ một lúc sau, La Quân trong đầu rốt cục rộng mở trong sáng. Giới tu di bên trong không gian hiện ra tại La Quân trong óc. Ở bên trong là cái 5 bình mét khoảng chừng không gian. La Quân nhìn thấy giới tu di bên trong có thật nhiều euro, nói ít cũng có 500 vạn euro. Mặt khác đồ, vật cũng là rất nhiều túi máu tươi. Những vật này đều là phân loại cất kỹ, máu tươi bị băng khối đẻ lấy. Còn có, bên trong có không ít súng ống, cùng lựu đạn những vật này. La Quân quan sát rất lợi hại cẩn thận,
cái này giới tu di thật là thượng hạng dương chữ vật. A, à, đây là vật gì? La Quân tâm thần rất nhanh khóa chặt giới tu di bên trong một cái màu đen dương nhỏ. Cái dương này có chút tinh xảo. La Quân lòng hiếu kỳ bị dẫn động, hắn tâm niệm nhất động, lấy tay thời điểm, tay bên trong lập tức bỗng thêm một cái màu đen cái dương. Thì theo làm ảo thuật giống như. Mạc Vũ ở một bên nhìn tâm động không ngừng, chỉ tiếc giới tu di chỉ có 4 cái, bây giờ không có Mạc Vũ phần. Dù sao làm lão yêu, hoặc là rất thụ chiếu cố, hoặc là thì rất thụ khi dễ. Mà Mạc Vũ rất không may thuộc về cái sau. Bất quá con hàng này chính mình vẫn là rất vui cười. La Quân trong lòng đập mạnh, thẳng muốn coi là trong hộp có cái gì tuyệt thế kỳ bảo. Hắn nhìn Mạc Vũ cực kỳ hâm mộ, liền nói ra, chờ lấy a, Mạc Vũ, ca về sau cũng giúp ngươi làm cái. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, Tam ca, ta có thể nhớ kỹ ngươi câu nói này. Trầm Mặc Nùng, Trầm Phong, Tần Lâm ba người còn tại ngưng thần cảm ứng giới tu di, căn bản không rảnh đến để ý tới La Quân bên này. La Quân đem chiếc hộp màu đen mở ra. Ma La cùng Lâm Băng cũng thăm dò đến xem, ở trong đó lại là một bộ màu nâu đậm bao tay. Cái bao tay này cũng không phải là phổ thông bao tay, nơi tay bộ quyền nơi cuối là cứng rắn 5 cái huyền thiết đâm. Cái bao tay này cũng có chút cùng loại đại ca Trầm Phong trước kia dùng kim đâm chỉ sáo. Bất quá cái bao tay này càng thêm hoàn thiện, La Quân đưa tay bộ cầm lấy, mang theo trên tay. Cái bao tay này chất liệu rất đặc thù, cũng không phải là vải vóc. Nhưng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, La Quân cũng không nói lên được. Sư tỷ, mượn ngươi ngự phong kiếm nhất dùng, La Quân lập tức nói với Lâm Băng. Lâm Băng cũng liền minh bạch La Quân ý tứ, nàng lập tức lấy ra ngự phong kiếm. La Quân đưa tay bộ gỡ xuống, đặt lên bàn. Sau đó, hắn lại cầm lấy Lâm Băng ngự phong kiếm hướng phía bao tay hung hăng đâm tới. Răng rắc một chút, mặt bàn lập tức xuyên thủng ra một cái hố tới. La Quân giơ tay lên bộ xem xét, bao tay lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngự phong kiếm chính là linh kiếm, lực sát thương là kinh người. La Quân lấy bén nhọn mũi kiếm đến đâm đều không có đối tạo thành thương tổn. La Quân không khỏi đối cái bao tay này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, hắn lại mang bao tay, bắt lấy ngự phong kiếm thân kiếm một vòng. Lần này, La Quân ra sức có phần mãnh liệt. Nhưng bao tay vẫn là lông tóc không thương. La Quân nhất thời mừng rỡ đứng lên, hắn cảm thấy mình đã tìm được vừa tay binh khí. Cái bao tay này mang theo trên tay, lại có thể khắc chế đối phương binh khí, lại có thể không ảnh hưởng hai tay linh xảo. Quá tốt! Cho ta xem một chút, Ma La đối thủ bộ chất liệu cũng sinh ra hiếu kỳ. La Quân đưa tay bộ đưa tới. Ma La xem tường tận, hắn lần này nhìn thật lâu, sau cùng nhưng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Thế nào? La Quân hỏi Ma La. Ma La nói ra, không biết, chất liệu rất kỳ quái. Người có thể đi hỏi một chút nó chủ nhân a. La Quân nghĩ cũng phải, hắn lập tức đi ngay tìm cái kia huyết phương qua. Cái kia huyết phương gọi là Thụy Lân. Thụy Lân cùng còn lại hai tên huyết phương cùng một chỗ, ba người bọn họ giống như là bị nhổ lông mốc điểu, tang giận tới cực điểm. Huyết phương nhóm cũng không phải a miêu a cẩu, mỗi người đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan mới đi cho tới hôm nay một bước này. Tại bọn họ trong đời, bọn họ là tuyệt đối nhân vật chính a. Bọn họ lực lượng phóng tới toàn cầu, phóng tới mỗi một quốc gia qua, vậy tuyệt đối cũng là có thể cười công khanh, ngạo vương hầu, cũng là có thể liệt thổ phong hầu. Suy nghĩ một chút, liền xem như hàng hành thiên như thế tu vi, tại Hoa Hạ quốc nội cũng là hô phong hoán vũ. Nhưng là dưới mắt, những này huyết phương nhóm không chỉ có bị Ma La đánh bại dễ dàng. Đánh bại thời điểm đặc biệt mất mặt a. Muốn là chiến cái 3 ngày 3 đêm, cái kia cũng còn tốt, tốt xấu cũng là lực lượng ngang nhau a. Nhưng là, bọn họ tại Ma La thủ hạ, quả thực cũng là trong TV đóng vai phụ đảo quốc quỷ tử a, bị nhân vật chính hai bàn tay thì giải quyết. Cái này còn không nói, trở thành tù nhân cũng còn a. Thì ngay cả mình giới tu di đều bị địch nhân cướp đi. Vô cùng nhục nhã a. Cũng chính là vào lúc này, La Quân tiến đến. Hắn nâng tay lên bên trên màu đen bao tay, hỏi, đây là ai? Thụy Lân cùng còn lại hai tên huyết phương trông thấy La Quân trên tay bao tay về sau, bọn họ đều là mờ mịt. La Quân xem xét lấy tư thế thì càng mờ mịt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lầm? Cái này giới tu di là Bạch Tuyết, ta muốn đi tìm Bạch Tuyết. Hắn lập tức liền phủ quyết ý nghĩ của mình. Vậy cũng không có khả năng a.
Bạch Tuyết làm sao có thể như thế ác tục tại giới tu di bên trong nhiều như vậy tiền mặt. Đúng lúc này, Thụy Lân rốt cục nhớ tới cái gì, nói ra, hẳn là ta đi. La Quân có chút phát điên, nói ra, cái gì là hẳn là a, là ngươi chính là ngươi, không phải cũng không phải là. Thụy Lân suy tư sau một lúc lâu nói ra, ta nhớ tới, cái bao tay này hẳn là 5 năm trước ta tại tiệm đồ cổ mua. Hoa 1.000 euro, mua về sau, phát hiện ta cũng không dùng được, cho nên vẫn nhét vào giới tu di bên trong. Song phương chính là dùng tiếng Anh giao lưu. La Quân tiếng Anh rất tốt, cho nên bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Giờ phút này, La Quân nghe xong Thụy Lân lời này, liền biết mình muốn hỏi Thụy Lân cái bao tay này lai lịch là hỏi không ra tới. Ngươi là phải trả cho ta không? Thụy Lân hỏi tiếp. La Quân liền tranh thủ bao tay thu hồi, nói đùa, nghĩ hay lắm đây. Thụy Lân gặp Trần Lăng điệu bộ này, lập tức nói, bao tay có thể cho ngài, nhưng là giới tu di có thể trả ta sao? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thụy Lân nghe vậy chính là ủ rũ, biết chắc là không đùa. La Quân liền dự định rời đi, cái kia một cái khác huyết phương nhìn không được nổi nóng hỏi, ngươi dự định đem chúng ta thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy sẽ phải quyết định bởi cho các ngươi thân vương điện hạ. Hắn nói xong quay người thì ra ngoài. Trong phòng khách, Trầm Mặc Nùng, Trầm Phong cùng Tần Lâm, bọn họ tại giới tu di bên trong cũng đãi không ít bảo bối. Bất quá những bảo bối này đều không có gì thực chất tác dụng, cho nên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Trầm Mặc Nùng đối những bảo bối kia đồ, vật đều không có hứng thú gì, dự định trừ muốn giới tu di bên ngoài, hắn đều trả lại Bạch Tuyết. Trầm Phong cùng Tần Lâm làm theo thì trung thực không khách khí thu hết dưới. La Quân tự nhiên cũng là liền tiền cũng sẽ không còn. Trừ những cái kia máu túi hắn không muốn. Lúc này, La Quân đeo lên bao tay. Hắn sau đó nhắm mắt lại, lập tức, La Quân cũng cảm giác được cái bao tay này chỗ bất phàm. Không biết vì cái gì, tại nhắm mắt lại sau, La Quân cảm giác bao tay tựa như là không có mang một dạng, ngón tay linh hoạt tới cực điểm. Mà lại tại trong não vực, La Quân cảm giác được từng tia nhàn nhạt uy nghiêm. Là tới từ bao tay uy nghiêm. La Quân giật mình, hắn xác định chính mình cảm giác sẽ không ra sai. Làm sao, Ma La ở một bên nhìn thấy La Quân biểu lộ, liền hỏi. La Quân lập tức nói, ta cảm giác cái bao tay này tựa hồ có cảm xúc tại, ta cảm nhận được nó tản ra nói không nên lời uy nghiêm. Ma La không khỏi kỳ quái, nói, thật có cổ quái như vậy. Hắn lần nữa cầm qua bao tay tường tận xem xét. Bất quá hắn tường tận xem xét nửa ngày, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ngươi cũng không nhìn ra được sao? La Quân hỏi Ma La. Ma La nói ra, không phải là ngươi cảm giác phạm sai lầm à? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đến ta cảnh giới này, ngươi cảm thấy ta sẽ xuất hiện ảo giác sao? Ma La nói ra, vậy ta thì thật không hiểu rõ. Cái bao tay này thế mà có thể giấu giếm được ngã pháp mắt. Không đơn giản à, hiện tại ta cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất đâu, là ngươi cảm giác phạm sai lầm. Thứ hai đâu, là cái bao tay này chỉ sợ là không được tiên khí. Tiên khí lưu lạc trần thế, che giấu quang mang, cho nên ngay cả ta cũng không cảm giác được. Hắn đón đến, tự giễu cười một tiếng, nói ra, bất luận một cái nào tiên khí đều là tuyệt thế dị bảo, có thể để vô số người tu đạo điên cuồng. Không có khả năng ngươi cứ như vậy đạt được một kiện tiên khí à. La Quân nhất thời cuồng hỉ. Một bên Trầm Mặc Nùng cũng nói, cái kia cũng nói không chính xác à, La Quân là mạnh nhất thiên mệnh giả, hắn vận khí là người bình thường không có. Trầm Mặc Nùng cũng tới hứng thú, nói ra, cho ta xem một chút. La Quân đưa tay bộ đưa cho Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng xem tường tận, nàng ý đồ lấy pháp lực tìm hiểu ngọn ngành, nhưng là pháp lực tìm tòi nghiên cứu phía dưới, lại không phát hiện bất luận cái gì hiếm lạ. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, đoán chừng cũng chính là tốt một chút bao tay, tiên khí, ngươi cũng đừng nghĩ. Lâm Băng cũng đưa tay bộ cầm tới nhìn. Sau cùng Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng nhìn xem, tất cả mọi người không nhìn ra bất luận chỗ thần kỳ nào. Ma La nói ra, dù sao đi, cái này bao tay có chút cổ quái. Nếu thật là tiên khí, các ngươi nhìn không ra, cái kia cũng bình thường. Bất quá, tiên khí lưu lạc nhân gian tỷ lệ quá nhỏ, La Quân ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. La Quân cười ha ha, nói ra, quản nó tiên khí không tiên khí, dù sao cho ta cũng chỉ có thể lấy ra làm phổ thông vũ khí dùng. Cái bao tay này chất liệu đặc thù, với ta mà nói rất có tác dụng. Ta là vừa lòng thỏa ý.
mọi người cũng đi theo cười một tiếng. Sau đó, La Quân nói ra, bất quá ta bảo bối này nhưng phải có cái tên, kêu cái gì đâu. Mạc Phú lập tức nói, gọi Mạc Phú bao tay. Mọi người lập tức chăm miệng một lời nói ra, cút. La Quân lập tức liền có so đo, nói ra, tự Phược Long bao tay. Ý tứ này rất rõ ràng minh, cái kia chính là cái này Phược Long bao tay nơi tay, không quan tâm đúng đúng Long là ma, tại lão tử trước mặt đều muốn không thể động đậy. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao bao tay là La Quân. Lúc này, thời gian cũng không quá sớm. Màn đêm buông xuống. Trong nhà ăn dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng. Trong nhà ăn, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Đây là chính quy nói chuyện dạ tiệc, tự nhiên không thể làm lãng mạn sắc điệu. Sau đó, một cỗ màu đen dài hơn lao vụt lái vào trong sân. La Quân bọn người đồng đều ở bên ngoài nghênh đón. Đối với sân sơ rồ thân vương tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn trọng. Tuy nhiên hôm nay bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm, nhưng trên mặt mũi, La Quân vẫn là muốn cho sân sơ rồ thân vương mặt mũi. Trừ ma La cũng không có ra đi nghênh đón. Lần này tới, chính là Varai đang lái xe. Varai dừng xe về sau, trước xuống xe cho sân sơ rồ thân vương mở cửa xe. Sân sơ rồ thân vương mặc màu đen áo khoác, trên đầu mang một đỉnh màu đen mũ dạ. Cả người hắn nhìn, tựa như là một vị đức cao vọng trọng lão cán bộ. La Quân bọn người nghênh đón. La Quân mỉm cười, nói ra, thân vương điện hạ, ngày hôm nay có thể tới dự tiệc, thật là khiến chúng ta cái này già lam nhà trọ bồng tất sinh huy a. Varai ở một bên sắc mặt lãnh đạm. Sân sơ rồ lão thân vương mỉm cười, hắn cười một tiếng, trên mặt liền tất cả đều là nếp may. Sân sơ rồ thân vương nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi không cần phải khách khí. Dựa theo các người Hoa Hạ chuyện xưa tới nói, ngươi là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những này sóng trước đều muốn bị các ngươi chụp chết tại trên bờ cát rồi. La Quân cười ha ha, nói ra, thân vương điện hạ thật biết chê cười, mau mời mời vào bên trong. Mọi người mời sân sơ rồ thân vương vào cửa. Sân sơ rồ thân vương liền để Varai buông tay ra, hắn nguyên một cổ áo, thản nhiên đi vào. Trong nhà ăn, sân sơ rồ thân vương tại mọi người chen chúc dưới tiến đến. Sân sơ rồ thân vương liếc mặt một cái liền nhìn thấy Ma La. Ma La đang thưởng thức một ly rượu đỏ, hắn quay đầu nhìn một chút sân sơ rồ thân vương, sau đó cười một tiếng, nói ra, lão tiên sinh, người tu vi cao thâm, nhưng là người tôn này thân thể thật đúng là không phải bình thường hỏng bét a. Sân sơ rồ thân vương ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nói ra, các hạ thân thể là ta trước đây chưa từng gặp quá mạnh lớn, thật không thể tin, thật không thể tin a. Ma La nao nao. Theo rồi nói ra, lão tiên sinh có thể liếc một chút xem thấu ta thân thể, quả nhiên cũng người phi thường. Sân sơ rồ thân vương tâm lý liền có chút minh bạch, vì cái gì Bạch Tuyết các nàng hội thất bại. Người này, chính mình chỉ sợ đều không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống, kia liền càng đừng đề cập Bạch Tuyết các nàng. Sân sơ rồ thân vương trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười về sau, liền tới đến trước bàn ăn, ngay tại Ma La đối diện nhập tọa. Mọi người cũng liền theo nhập tọa. La Quân với tư cách chủ nhân, hắn cầm lấy rượu vang đỏ cho mọi người rót rượu. Về phần Varai, hắn cũng không có nhập tọa, hắn là đứng tại lão thân vương bên người. Thân vương điện hạ, tuy nhiên trước đó tại ngài trong trang viên, chúng ta yến hội không quá vui sướng. Nhưng ngài hôm nay có thể tới, ta thật cao hứng, cho nên một chén này, ta mời ngài. La Quân trước khi nói ra, sân sơ rồ thân vương nhìn về phía La Quân. Ánh mắt của hắn lại dừng lại tại La Quân mang giới tu di bên trên. Sau đó, sân sơ rồ thân vương cũng nhìn thấy trên tay người khác đều mang giới tu di. Sân sơ rồ thân vương trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là từ tốn nói, chén rượu này, ta tuy nhiên muốn uống, nhưng lại không thể uống. La Quân nói ra, ồ. Sân sơ rồ thân vương nói ra, La Quân tiên sinh, ta đã đến, ta muốn chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả ta thuộc hạ? La Quân nao nao, hắn đem rượu trong chén uống hết. Sau đó, hắn nói ra, tốt, thân vương ngài là người sảng khoái. Vậy ta cũng cứ việc nói thẳng đi, Đê Kê Cang gia tộc tại Bắc Thành, chúng ta tại Đông Thành. Về sau, chúng ta chia sông mà cai trị, Đông cùng Bắc, giới hạn rõ ràng. Varai ánh mắt lộ ra màu lạnh, hắn còn chưa lên tiếng, sân sơ rồ thân vương trước phất tay ra hiệu hắn im miệng. Sau đó, sân sơ rồ thân vương trong mắt xuất hiện thâm thúy hàn ý. Hắn chăm chú nhìn La Quân, nói ra, La Quân tiên sinh, mặc kệ là Đông Thành vẫn là Bắc Thành,
chúng ta đều nơm nớp lo sợ kinh doanh hơn 20 năm. Ngươi một câu thì muốn lấy đi chúng ta một nửa sản nghiệp, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi bằng là cái gì? Hắn đón đến, không đợi La Quân trả lời, lại tiếp tục nói, là bằng ngươi vũ lực cao siêu, vẫn là bằng ta DK Kang gia tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Các ngươi tổ quốc cũng còn có một câu, cái kia chính là tổ quốc lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm. Như vậy ta cho ngươi biết, DK Kang gia tộc lãnh thổ, đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm. Chúng ta có thể đổ máu, có thể người chết, nhưng chúng ta sẽ không nhượng bộ. Lão thân vương ý tứ kiên quyết tới cực điểm, trên người hắn tản mát ra một loại chan heo ý vị tới. La Quân tâm trí cũng không có bị dao động. Từ mặt ngoài đến xem, La Quân đám người này mãnh long quá giang mà đến, xác thực là có chút quá phận. Nhưng là từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nhân từ nương tay, làm sao có thể đầy đủ thành sự. La Quân đã muốn phát triển, liền không thể lại có bất kỳ lòng từ bi. Muốn khai mở thuộc về mình đế quốc, tuyệt đối là muốn đi qua thảm liệt sát phạt. Đồng thời, La Quân cũng không thể không thừa nhận lão thân vương chuyện lợi hại, một phen nói phía bên mình khí thế đều yếu rất nhiều. Thân vương điện hạ, chúng ta Hoa Hạ còn có một câu chuyện xưa, gọi là vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. La Quân nói ra, chúng ta hiện tại, không nói đạo đức, không nói đạo lý. Chúng ta chỉ tuân theo xã hội pháp tắc, luật rừng. Cái kia chính là, mạnh được yếu thua. Giờ này khắc này La Quân là cỗ có vô cùng mị lực. Hắn có thể đối mặt đảm nhiệm Hà đại nhân vật chậm rãi mà nói. Nếu như mẫu thân hắn trên trời có linh thiêng có thể thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn lấy La Quân, trong lòng hai cô gái cũng cảm thấy rất lợi hại. Thủy Hân an ủi. La Quân tiếp tục nói, đương nhiên, thân vương điện hạ, ta cũng không phải là chỉ các ngươi là yếu, chúng ta cũng là mạnh. Nhưng ta tin tưởng, đã ngài hôm nay có thể tới, thì đại biểu ngài nhận có thể thực lực chúng ta. Như vậy. Ta cảm thấy chúng ta thì có đàm phán điều kiện, mà ngài hiện tại đến, lại cự tuyệt bất luận cái gì đàm phán, cái này cũng không xem như rất sáng suốt. Sân Sơ Rồ thân vương cười lạnh, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lại nhất chỉ La Quân, nói, oát con, ngươi lại tính là thứ gì? Thật sự cho rằng có ba lượng bản sự, liền có thể tại ta lão gia hỏa trước mặt khoa tay múa chân. La Quân còn không nói chuyện, Trầm Phong trước nói, đã không nguyện ý đàm, vậy cũng chớ đàm. Mạc Vũ. Qua đem hắn mấy tên thủ hạ kia đầu người cắt tới. Đúng, Mạc Vũ lập tức ầm vang xác nhận. La Quân cũng nhìn Sân Sơ Rồ thân vương liếc một chút, nói ra, không nhìn thẳng vào địch nhân, cái này đem là ngài sai lầm lớn nhất lầm. Các ngươi muốn chết, Sân Sơ Rồ thân vương trong mắt đột nhiên tuôn ra vô cùng tinh quang đến, cả người hắn bỗng nhiên thì phần lưng thẳng tắp, thân hình lay động, thế mà bắt đầu biến lớn. Sau cùng trở nên có cao đến 2 mét, dáng người cường tráng tới cực điểm. Giờ khắc này, Sân Sơ Rồ thân vương rốt cục bão nổi. Áo quần hắn không gió từ trống, trên đầu của hắn râu tóc đều dựng. Sân Sơ Rồ thân vương chuyện thứ nhất cũng là chu sát La Quân. Chỉ gặp hắn mãnh liệt bổ ra nhất trường. Một trường này chính là lăng không bổ ra, bốn phía khí lưu cuồn cuộn, tạo thành lực sát thương lại là đáng sợ tới cực điểm. Lấy La Quân tu vi, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Một trường này nếu là đánh trúng, La Quân liền muốn tại chỗ tử vong. La Quân liền tránh tâm tư cũng còn không có từ trong đầu lóe ra. Lần này, Sân Sơ Rồ thân vương cũng là thật giận. Bất quá lúc này, Ma La phản ứng càng nhanh. Hắn chỉ hét lớn một tiếng, phá. Một tiếng giống, trực tiếp đem Sân Sơ Rồ thân vương chỗ ngưng tụ khí lưu giống tán. Sân Sơ Rồ thân vương trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn vung tay lên, lệ chỉ Ma La, nói, ta trước chân áp ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại hướng Ma La nhất chỉ. Trong nháy mắt, tại Ma La trên không xuất hiện dị dạng tình huống. Dị quang lóe lên, tiếp lấy một cái trắng noãn chuông lớn xuất hiện. Cái này chuông lớn cùng loại tự viện loại kia trung đỉnh, nhưng cái này chuông tường ngoài bên trên lại là lít nha lít nhít phù văn. Giờ phút này, sở hữu phù văn dần hiện ra quang mang tới. Trụ cực chi chuông, thần long bàn căn, chân áp. Sân Sơ Rồ thân vương quát to. Trong chớp mắt, Ma La liền bị trụ cực chi chung chân ép ở bên trong. Sân Sơ Rồ thân vương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mọi người tại đây, nghiêm nghị nói, bọn tiểu bối, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Sân Sơ Rồ thân vương trên thân vẫn là có phẫn nộ cùng sát khí, lần này hắn là động thật giận. Một cái phá chuông liền muốn vây khốn ta sao? Ngay vào lúc này, Ma La thanh âm truyền đến. Phanh một tiếng,
cái kia trụ cực chi chuông quang mang mãnh liệt chói mắt, sau đó trực tiếp tứ tán nổ bay. Toái phiến bay loạn, mọi người cuống quýt tránh né, lúc này mới né qua một kiếp. Mà Ma La lại là trực tiếp một chân đá bay bàn ăn xoay, hướng phía sân sơ rồ thân vương ẩm vang sông đụng tới. Thân thể thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ, lời này cũng không phải nói đùa. Sân sơ rồ thân vương cũng là hãi nhiên, vạn vạn không nghĩ đến tên này thân thể cường đại đến nước này. Hắn trụ cực chi chuông thế nhưng là bảo bối tốt, một khi đem người vây khốn, liền xem như đại la kim tiên đều không trốn thoát được. Cái này trụ cực chi chuông liền xem như đem thần đế vây khốn về sau, thần đế cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có thể vây khốn thần đế. Vì cái gì nói thần đế bị khốn trụ sau cũng không trốn thoát được? Đó là bởi vì trụ cực chi chuông bên trong có thể trong nháy mắt đem không khí, từ trường, phần tử bất kỳ lực lượng nào đều dành thời gian. Ngoại giới lực lượng cũng vào không được. Kể từ đó, nguyên thần lợi hại hơn nữa, vậy cũng là không thể làm gì. Đáng tiếc, Ma La cũng không phải là một cái muốn theo dựa vào ngoại lực tồn tại a. Hắn là thân thể mạnh nhất, thế mà trực tiếp liền đem trụ cực chi chuông cho hủy diệt. Cái này mạnh mẽ linh khí bị hủy, sân sơ rồ thân vương tâm lý đều đang chảy máu. Lại nói lúc này, Ma La xông về phía sân sơ rồ thân vương. Cái này một cái chớp mắt, hiện trường khí lưu bạo liệt, mảnh gỗ vụn, thịt rượu bay loạn, hỗn loạn tưng bừng. Mặt đất kia bị Ma La như cầy địa một dạng nổ tung. Cỗ này trùng sát lực lượng, hung hãn tới cực điểm. Mọi người cái gì đều không thấy rõ, chỉ gặp một đạo tàn ảnh lướt qua. Bất quá sân sơ rồ thân vương cũng người phi thường, hắn lại là liếc thấy thanh. Tại trong nguy cơ, sân sơ rồ thân vương hết sức chăm chú, sau đó thi triển ra hắn vô cực đại thủ ấn. Chỉ gặp sân sơ rồ thân vương trong tay vô cùng khí lưu, lực lượng hội tụ, trong nháy mắt hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Ma La cùng vô cực đại thủ ấn đụng vào nhau. Đại thủ ấn trực tiếp vỡ vụn. Ma La cũng bạch 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 rời khỏi ba bước. Lại đến, Ma La cười ha ha, tiếp tục đánh giết tới. Sân sơ rồ thân vương ánh mắt trầm xuống, lại là lại nhất chỉ Ma La. Đột nhiên, mãnh thú tiếng gầm gừ truyền đến. Lần này lại là từ sân sơ rồ thân vương trong mi tâm xông tới. Xông tới là một đầu giao long tinh hồn. Cái này giao long phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ vô số khí lưu, phần tử, từ trường, hình thành giao long chân thân. Giao long thân thể cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng khách chiếm cứ. Một bên La Quân nhìn không được nói ra, Ma La, các ngươi vẫn là ra ngoài đánh đi, không phải vậy chúng ta không có chỗ ngồi ở. Cái kia giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Ma La cắn mà đến. Ma La hờ hững, nói với La Quân tiếng khỏe. Sau đó, Ma La liền bị nuốt vào giao long trong bụng. Liền cũng tại lúc này, Ma La cười ha ha truyền đến. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhóm hội biến lớn sao? Lão tử cũng biết, một tiếng ầm vang. Ma La tại giao long trong bụng đột nhiên banh ra, hắn lại khôi phục cái kia màu đen quái thú hình thái. Ma La tại giao long trong bụng như giày bình, một vòng chạy gấp, trực tiếp từ giao long phần đuôi lao ra. Lao ra một cái chớp mắt, Ma La bắt lấy giao đuôi rồng, sau đó mạnh mẽ vung, liền đem cái này nặng đến 3 vạn cân giao long cho lôi kéo đi ra. Giao long kịch liệt gào thét. Ma La đột nhiên há mồm thì cắn. Miệng hắn biến lớn, cấp tốc nhai. Cái kia giao long thân thể cấp tốc tán loạn. Mắt thấy Ma La liền muốn đem giao long tinh hồn đều cho ăn. Lúc này, sân sơ rồ thân vương hãi nhiên thất sắc, hắn đã mất đi trụ cực chi chuông. Như lại mất đi cái này giao long tinh hồn nguyên thần, cái kia thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh a. Thu, sân sơ rồ thân vương cấp tốc thi triển pháp lực. Cái kia giao long tinh hồn lập tức lui trở lại sân sơ rồ thân vương trong mi tâm. Sân sơ rồ thân vương ba đại thủ đoạn. Trong nháy mắt liền bị Ma La hóa giải. Giờ phút này, sân sơ rồ thân vương cũng là liều mạng. Tam giới nguyên thần kiếm, còi mễ hồng. Sân sơ rồ thân vương hét lớn một tiếng về sau, thân thể của hắn doanh ra huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang cấp tốc trên không trung hình thành một ngụm kiếm lớn màu đỏ ngòm. Quá khứ, tương lai, trên 9 tầng trời, trong u minh, đâu đâu cũng có, không chỗ không tan. Giết! Theo sân sơ rồ thân vương trong tiếng hét vang, tam giới nguyên thần huyết kiếm bắt đầu điên cuồng chuyển động, vô hình, có hình dạng vật chất, phần tử toàn bộ hướng phía trên thân kiếm hội tụ. Lúc này, Ma La ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Lão gia hỏa, nghĩ không ra ngươi thật là có chút bản sự.
Ma La nói thầm, trong lòng của hắn lần nữa cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn biết, chính mình nếu không phải đang cùng Trần Thiên Nhai đấu tranh bên trong lấy được đột phá, hôm nay chỉ sợ sẽ chết tại cái này tam giới nguyên thần huyết kiếm phía trên. Tam giới nguyên thần huyết kiếm. Nguyên thần pháp lực, vô cùng ngoại lực, sở hữu tinh thần ảo nghĩa, cùng đối thế gian pháp tắc lĩnh ngộ đều dung hợp trong một kiếm này. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt tuôn ra một sợi tinh mang, đột nhiên hướng Ma La nhất chỉ. Nhất thời, tam giới nguyên thần huyết kiếm mang theo vô cùng huyết mang hướng Ma La vị trí hiểm yếu mãnh liệt đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ma La cũng không có tránh, hắn nếu là muốn tránh tự nhiên năng né tránh. Nhưng là cái này tam giới nguyên thần huyết kiếm đã đem ý thức khóa chặt Ma La. Cho nên mặc kệ Ma La làm sao tránh, sau cùng đều vẫn là muốn đối mặt tam giới nguyên thần huyết kiếm. Oanh! Tam giới nguyên thần huyết kiếm đâm vào Ma La trong cổ họng. Máu này kiếm đem Ma La vị trí hiểm yếu xuyên thủng. La Quân bọn người thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Varai thấy thế không khỏi đại hỉ. Nhưng là Sân Sơ Rồ lão thân vương lại là sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, hiện tại mới thật sự là đánh cược. Nguyên thần huyết kiếm lấy vô cùng ảo nghĩa, muốn đem Ma La tinh huyết toàn bộ hút khô. Nhưng là Ma La cũng đang lợi dụng tự thân cường đại tế bào phân giải năng lực muốn đem huyết kiếm ảo nghĩa phân giải ra. Tật phong chuyển, Sân Sơ Rồ thân vương quát to. Hắn muốn thúc đẩy nguyên thần huyết kiếm rảo giết. Ma La lệ quát một tiếng, một thanh duỗi tay nắm lấy nguyên thần huyết kiếm thân kiếm. Song phương cầm cự được. Đây là làm cho người cả đời khó quên một màn, Ma La vị trí hiểm yếu bị xuyên thủng, nhưng hắn tự thân lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Ma La gắt gao bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm. Sân Sơ Rồ lão thân vương trên trán nhất thời mồ hôi rơi như mưa, nhìn ra, lão thân vương vô cùng cố hết sức. Giống, Ma La bỗng nhiên bạo giống một tiếng, trực tiếp đem tam giới nguyên thần huyết kiếm từ hắn giữa yết hầu rút ra. Sau đó, Ma La bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm hướng trong miệng đưa đi. Răng rắc, nguyên thần huyết kiếm tại Ma La cắn dưới, nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. Sân Sơ Rồ lão thân vương hãi nhiên thất sắc, tam giới nguyên thần huyết kiếm chính là lấy hắn tự thân tinh khí thần, pháp lực, nguyên thần đến hình thành. Đây là Sân Sơ Rồ thân vương pháp đan tinh hoa vị trí, nếu quả thật bị Ma La thôn phệ, Sân Sơ Rồ lão thân vương ít nhất phải mất đi một nửa công lực. Tán, cái này một cái chớp mắt, Sân Sơ Rồ lão thân vương hét lớn một tiếng. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm lập tức tan thành mây khói. Trung pháp đan tinh hoa pháp lực lập tức hóa thành một cái chu tước bay nhảy cánh hướng lên trời bên trên bay đi. Ma La tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không biết bay. Cho nên rất nhanh, chu tước trở lại Sân Sơ Rồ lão thân vương lông mày trong nội tâm. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Ma La hướng Sân Sơ Rồ thân vương hét lớn một tiếng. Sân Sơ Rồ thân vương tuy nhiên còn có không ít thủ đoạn, nhưng hắn lợi hại thủ đoạn đã toàn bộ thi triển. Nhưng lại đều làm sao Ma La mà không được. Sân Sơ Rồ thân vương liền biết mình không phải cái này Ma La đối thủ. Sân Sơ Rồ thân vương hít sâu một hơi, sau đó, thân hình khôi phục lại bình thường hình thái. Hắn lại thành cái kia dần dần già đi lão giả. Ma La thấy thế cười ha ha, sau đó, hắn cũng khôi phục bình thường hình thái. Bất quá hắn y phục đã lam lũ, cho nên La Quân lập tức đưa lên áo khoác cho Ma La. Ma La mặc vào. Giờ này khắc này, già Lam nhà trọ đã là một mảnh hỗn độn. Thân vương điện hạ, người có phải hay không hẳn là thừa nhận, chúng ta bây giờ có giết ngươi năng lực. La Quân cả đám theo đi ra. La Quân tách mọi người đi ra, hỏi. Sân Sơ Rồ thân vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, người nói sự tình, ta tất cần trở về thương lượng với lão tổ tông. Hiện tại ta không thể cho ngươi hồi phục. Đã đến, ta nhìn vẫn là chớ đi. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. La Quân cũng là ý tứ này. Người quen cũ này vương tu là cao sâu, chính là cường địch. Nếu để cho hắn liên thủ với lão tổ tông, vậy đối với Ma La tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chẳng trước đem hắn cho khống chế, như thế đàm phán cũng mới rất nhiều một phần thẻ đánh bạc. Varai nghe Trầm Phong lời nói, lập tức trợn mắt tròn xoe nói, các ngươi có ý tứ gì? Trầm Phong quét Varai liếc một chút, từng chữ nói ra, ta nói các ngươi đến, cũng đừng đi. Lời này ý tứ không biết rõ sao. La Quân cũng đi theo cười một tiếng, nói ra, Varai, tựa hồ hôm qua ngươi cũng ngăn đón không cho ta đi, ngươi bây giờ làm sao có ý tứ như thế lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta hiện tại đánh cũng đánh, mắng cũng mắng.
chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn cùng ta đàm phong độ thân sĩ? Varai khó thở, nhưng hắn cãi nhau công phu là xa xa không kịp La Quân. Sân Sơ Rồ phất tay, ra hiệu Varai im miệng. Hắn vừa nhìn về phía Ma La, nói ra, các hạ thân thể mạnh, trước đó chưa từng có. Hôm nay ta nhận thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Ma La trên mặt hiện ra lười biếng nụ cười, hắn nói ra, ta là cho La Quân làm thuê, cho nên, ta sẽ không xử trí ngươi. Xử trí như thế nào, vậy phải xem La Quân. Sân Sơ Rồ thân vương trong mắt lóe lên hơi hơi dị sắc, hắn rất là không hiểu trước mắt đây hết thảy. Hắn không hiểu La Quân bản sự thấp như vậy hơi, vì cái gì làm cho Ma La cường giả như vậy ngoan ngoãn. La Quân ngay sau đó cũng liền nói, Ma La, ta muốn vị này thân vương điện hạ chí ít trong vòng một năm, không phải đối thủ của ta. Ngươi xem đó mà làm thôi. Vậy dễ làm, Ma La sau khi nói xong, đột nhiên thì xuất thủ. Ma La thân hình lóe lên, hướng phía Sân Sơ Rồ thân vương trùng sát mà đến. Sân Sơ Rồ thân vương không tránh kịp, lập tức bị phanh một tiếng đụng bay ra ngoài. Sân Sơ Rồ thân vương trọn vẹn bị đụng bay ra xa 30 mét, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Điện hạ, Varai quá sợ hãi, hắn oán hận quét mắt một vòng mọi người, tiếp lấy vội vàng chạy vội hướng Sân Sơ Rồ lão thân vương. Sân Sơ Rồ thân vương cái này thương tổn tuyệt đối không nhẹ, cả thân thể ngũ tạng lục phủ, tinh khí thần toàn bộ bị Ma La đụng tán. Sau đó, bao quát Varai cùng Sân Sơ Rồ thân vương, hai người bọn họ cũng đều bị giam tại trong căn hộ. Có Ma La tại, không ai có thể đem bọn hắn cứu đi. Nhà trọ phòng khách đã là một mảnh hỗn độn. Trầm Mặc Nùng lập tức để Quốc An tiểu đồng bọn tìm người tới sửa tập. Cũng không có quá ma túy phiền, thì là mặt đất tổn hại trình độ lớn hơn một chút. Nếu như không là La Quân kịp thời mở miệng, đoán chừng toàn bộ nhà trọ đều muốn bị hủy. Sau đó, cả đám ngay tại lầu 2 phòng khách qua thương nghị sự tình. Trong phòng khách, ánh đèn trắng như tuyết, mọi người ngồi một chút, đứng đứng. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, hiện tại lão thân vương đều bị chúng ta bắt, cái này tuyệt đối là đem huyết tộc cho đắc tội thảm. Ma La nói ra, làm gì như vậy trăm phương ngàn kế phiền phức. Theo ta nói, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ giết. Kể từ đó, toàn bộ quận bo thuộc về DK Cang gia tộc sản nghiệp đều là chúng ta. Đến Ma La cấp độ này cảnh giới, một mình hắn xác thực giống như thì có thể xử lý toàn bộ huyết tộc. La Quân trầm ngâm. Trầm Phong nói ra, nếu thật là muốn giết, vậy cũng không vội tại nhất thời. Huyết tộc còn có một vị lão tổ tông không có xuất thủ, Ma La ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng ta sợ ngươi đến lúc đó coi như có thể đánh thắng vị lão tổ tông này, lại giết không hắn. Một khi thật sự là cái kia cục diện, chúng ta liền có thể đàm phán. Nhưng là chúng ta nếu đem những người này toàn bộ giết, vậy liền một tia đàm phán chỗ trống đều không có. Đại ca suy nghĩ, chính là ta lo lắng. La Quân lập tức nói, hết thảy vẫn là chờ theo vị lão tổ tông kia chạm mặt về sau rồi nói sau. Bây giờ, Sân Sơ Rồ lão thân vương đều bị chúng ta bắt, chắc hẳn vị lão tổ tông kia nhất định muốn xuất thủ. Đối với huyết tộc vị lão tổ tông kia, mọi người không có cách nào không coi trọng. Năm đó thần đế đều không có thể đem tiêu diệt hết a. Một đêm này, La Quân bọn người bình yên vô sự vượt qua. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tránh thức bão táp còn ở phía sau. Huyết tộc tích xúc không phải không đầy đủ thâm hậu. Mấu chốt là, không ai có thể ngăn cản được Ma La. Lão thân vương đều không được, như vậy còn lại 9 vị thân vương thì càng không được. Đây không phải so đấu pháp lực, Ma La thân thể thật sự là quá cường hãn. Xem chừng, Ma La liền xem như qua tiến công thần vực, nếu như thần đế, Trung Hoa đại đế những người này không xuất thủ, cũng rất khó có người có thể ngăn cản được Ma La. La Quân Già Lam Điện mặc dù mới vừa khai trương, nhưng có Ma La xa như vậy cổ thần tôn tọa chấn, cái kia cũng coi là tích xúc thâm hậu. Varai cùng Sân Sơ Rồ lão thân vương bị giam tại cùng trong một cái phòng. Giờ khắc này, Sân Sơ Rồ lão thân vương phảng phất già nua rất nhiều. Điện hạ, xem ra chúng ta không thể không mời lão tổ tông xuất thủ. Varai lo lắng. Sân Sơ Rồ lão thân vương nói ra, cái này Ma La thân thể, quá cường hãn. Liền xem như lão tổ tông xuất thủ, cũng rất khó đem chu sát. Hắn sau đó thở dài, nói ra, xem ra thiên mệnh quả nhưng không tại chúng ta huyết tộc trên thân. Bây giờ coi như tùy tiện toát ra một cái hậu sinh tiểu bối đều có thể đem chúng ta huyết tộc đánh cho thở dốc cũng khó khăn. Varai khổ sở cúi đầu xuống. Sau một hồi khá lâu, Varai nói ra, điện hạ, bọn họ vì cái gì chỉ bắt chúng ta? Vì cái gì không dứt khoát giết chúng ta?
có phải là bọn hắn hay không cũng đang sợ lão tổ tông? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, lão tổ tông coi như giết không Ma La, nhưng Ma La cũng tuyệt đối giết không lão tổ tông. Cho nên, bọn họ muốn có lưu chỗ trống. Đã muốn có lưu chỗ trống, cho nên chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Varai trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, cũng không biết lão tổ tông hiện đang bế quan tới trình độ nào. Có biết hay không chúng ta nơi này xảy ra chuyện? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, yên tâm đi, lão tổ tông là đâu đâu cũng có, không gì không biết. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Già Lam Điện tuy nhiên thành lập, nhưng là tại cùng huyết tộc không có đem sự tình giải quyết trước đó, La Quân cũng không có kế hoạch cụ thể cùng động tác kế tiếp. Lúc này DK Cang gia tộc lại là rất lợi hại không bình tĩnh, đầu tiên là Bạch Tuyết cùng ba tên huyết vương bị bắt. Hiện tại liền lão thân vương đều bị bắt. Giờ này khắc này, tại DK Cang gia tộc bên trong, tạm thời liền từ Bon Đại Công Tước tới tiếp quản gia tộc sự vụ. Bon Công Tước nhìn chừng 50 tuổi, thuộc về trẻ trung khỏe mạnh. Sân Sơ Rồ lão thân vương bị bắt, Bon Công Tước nhưng cũng không có muốn lên vị vui sướng. Huyết tộc nội bộ, luôn luôn đều có rất ít quyền lực đấu đá, đây là bắt nguồn từ Sân Sơ Rồ lão thân vương mị lực. Bon Công Tước lo lắng không thôi, hắn cảm thấy nhất định phải qua thông báo lão tổ tông. Gần nhất sự tình, hắn tham dự tuy nhiên ít, nhưng hết thảy đều rất rõ ràng. Bon Công Tước tự mình đến cổ bảo lòng đất trung tâm nghiên cứu phía trước. Cái này cổ bảo kiến trúc là rất lợi hại coi trọng, phong trên nước, nơi này là chân long kết quả. Mà tầng hầm tránh tại địa phương cũng là lão tổ tông bế quan địa phương, nơi này là chân long chi nhãn. Chính là tụ tập thiên địa linh tuệ chi khí địa phương. Người ở loại địa phương này ở lâu, tự nhiên mà vậy tai thính mắt tinh, thân thể khỏe mạnh thể kiện. Tầng hầm đại môn đóng chặt lấy. Nơi này luôn luôn không ai dám tới quấy rầy. Bon Công Tước đi vào trước cổng chính, hắn nhấn cơ quan. Rất nhanh, đại môn mở ra. Bên trong lại là một vùng tăm tối. Bon Công Tước hướng u ám lâu dưới thềm phương đi đến. Tầng hầm tại toàn bộ DK Cang gia tộc trung tâm khu vực. Bon Công Tước đi qua 100 giai mà xuống lầu bậc thang, sau cùng rốt cục đi vào địa. Đi vào trong sát na, Bon Công Tước cảm nhận được một cái cỗ nói không nên lời hàn ý. Loại này hàn ý tựa như là đến từ đầm sâu băng hàn chi thủy hàn ý. Khiến người ta nhìn không được muốn cảm thấy nơi này sẽ có giao long mãnh thú xuất hiện. Thâm sơn ra ác hổ, đầm sâu giấu giao long mà. Bon Công Tước lại đi tới trước một cánh cửa. Hắn biết tại sao cửa lớn, chính là lão tổ tông tu hành vụ đô. Tại sao muốn gọi vụ đô đâu? Chỉ bởi vì trong này lâu dài tung bay khu không rời nồng vụ. Nghe nói loại này trong sương mù dày đặc có độc tố tồn tại, nhưng là lão tổ tông lại là phi thường hài lòng nơi này. Lão tổ tông, Bon Công Tước nhẹ giọng hô. Thanh âm hắn lộ ra vô cùng cung kính. Là Bon, bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này có vẻ hơi phiêu miểu, nhưng lại dễ nghe êm tai, khiến người ta không nhịn được nghĩ, phát ra âm thanh nữ tử nhất định là cái tuyệt đại mỹ nhân. Lão tổ tông diện mục thật sự, có rất ít người gặp qua. Thậm chí tại thế hệ tuổi trẻ trong huyết tộc, không có người biết lão tổ tông là nam hay là nữ. Rất nhiều người đều cảm thấy Sân Sơ Rồ Thân Vương đều già như vậy a lão tổ tông khẳng định là càng thêm lão. Nhất định là cái nam. Nhưng lúc này, Bon nghe được cái thanh âm này thời điểm liền biết mình sai. Hắn đồng thời cũng có chút không quá chắc chắn, có phải hay không lầm. Con hàng này chỉ kém không có đánh bạo hỏi một câu, ngài có phải hay không chúng ta lão tổ tông a? Bon Công Tước tâm lý loạn thất bát tao nghĩ đến, đồng thời còn đang kỳ quái, lão tổ tông vì sao lại biết tên của ta? Phải biết, cái này một vị lão tổ tông từ trước đến nay mặc kệ huyết tộc sự tình. Hơn 20 năm trước, Hoàng Kim huyết tộc phát động Đông Xâm, cái kia cũng không phải vị lão tổ tông này định ra đến phương châm. Mà chính là huyết tộc những trưởng lão kia thương nghị xuống tới. Về sau các trưởng lão toàn bộ chết, các thân vương cũng chết cái 7-8 phần. Ngay tại Hoàng Kim huyết tộc sắp diệt tuyệt thời điểm, vị lão tổ tông này xuất thủ. Tại hơn 20 năm trước, lão tổ tông chưa xuất thủ thời điểm. Huyết tộc nhóm thậm chí đều không biết mình trên đầu còn có như thế một vị lão tổ tông. Lúc đó lão tổ tông xuất thủ, cũng có rất ít người tận mắt nhìn đến. Cho nên Bon cũng không biết lão tổ tông là nam hay là nữ. Lúc này Bon Công Tước trong lòng mặc dù đang miên man suy nghĩ, miệng bên trong lại như cũ cung kính nói. Hồi lão tổ tông, hạ thần chính là Bon. Bon, có phải hay không các ngươi chuyện gì phát sinh? Lão tổ tông tiếp tục hỏi.
Bon đang chuẩn bị khóc lóc kể lể, lão tổ tông nói ra, tốt, ngươi không cần phải nói. Ta tự sẽ tính ra tới. Bon một hơi lại nghẹn trở về, nhất thời thật là khó chịu. Sau một hồi khá lâu, bên trong truyền đến lão tổ tông thanh âm, nói, sự tình ta đã biết, ngươi lại trở về, chuyện này, ta hội đi giải quyết. Vâng, lão tổ tông, hạ thần cáo lui. Bon công tước thở phào một hơi. Giờ này khắc này, tại vụ đô bên trong, phụ khí vần quanh bên trong, một tên nhìn mới 18 tuổi nữ hài nhi toàn thân áo trắng, ngồi tại chính giữa. Nàng ngồi xếp bằng, tại trên mặt nàng, có người trong nước huyết thống, nhưng loại này huyết thống lại đưa nàng mỹ lệ phát huy đến cực hạn. Tại tình cảnh này thấy được nàng, kết hợp nàng khí chất, sẽ để cho người hoa coi là nhìn thấy trong cổ mộ tiểu long nữ. Cô bé này cũng không phải là người khác, chính là huyết tộc lão tổ tông. Cũng là một tên ngàn năm huyết yêu. Nàng thật là huyết tộc lão tổ tông, bởi vì huyết tộc là từ nàng bắt đầu mà khởi nguyên, cũng không có cái gì đáng chết kên, thượng đế loại hình thuyết pháp. Vị lão tổ tông này có một cái mỹ lệ phi thường tên, gọi là Jennifer. Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi tại năm đó chính là dùng nàng tự thân huyết mạch tìm kiếm tư chất tốt người, truyền thừa nàng huyết mạch. Như thế về sau, hoàng kim huyết tộc thông qua sinh sôi chờ một chút phương thức, bắt đầu dần dần lớn mạnh. Vân Lôi Nhi liền lại truyền cho bọn họ một số tu hành phương thức. Như thế về sau, Vân Lôi Nhi liền không quan tâm hoàng kim huyết tộc sự tình. Cho nên, Vân Lôi Nhi là có rất ít người biết nàng tồn tại. Hơn 20 năm trước, Vân Lôi Nhi tính tới huyết tộc tai nạn. Nàng tuy nhiên về việc tu hành đã siêu thoát, nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn chính mình truyền thừa bị hủy, thế là nhịn không được xuất thủ. Vân Lôi Nhi mặt tiểu mà tinh xảo, nàng dáng người càng là tỷ lệ vàng. Thon dài mỹ lệ đôi chân dài, ngạo nghễ ưỡn lên mà mượt mà mông, sung mãn ngực, chờ một chút. Dạng này ma quỷ vóc dáng cùng ma quỷ khuôn mặt, tuyệt đối có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Cái này nhưng cũng không kỳ quái, Vân Lôi Nhi đi qua hơn 1000 năm tiến hóa, nàng thân thể cùng linh hồn đều là tại chiều lấy hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hành. Màn đêm lần nữa buông xuống. Già Lam nhà trọ dưới đi qua khẩn cấp bảo hành, đã khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu.